siêu cấp bảo an tại đô thị, La Quân. Tập 26. Mộc Tư trưởng lão sau đó thì làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ đến, hắn nói ra, La huynh đệ, người thật sự là lo ngại. Coi như người hội ngũ hành nguyên tố ma pháp cùng hắc ám ma pháp, nhưng người đối những ma pháp này đều là không có căn cơ. Mà chúng ta giáo thần đã là sáng thế thần một y hệt, người tuyệt đối là không có tư cách trở thành giáo thần đối thủ. Cho nên, người cảm thấy giáo thần sẽ giết ngươi, đây là ngươi quá lo ngại. Ma pháp một đạo, từ nhất cấp ma pháp sư đến ma đạo sư, đây là phi thường khó. Chỉ là tu luyện bất luận cái gì nhất hệ ma pháp đều là vô cùng khó khăn. Huống chi, người nếu muốn tu luyện ngũ hệ, kia liền càng là khó càng thêm khó. La Quân nao nao, sau đó, hắn đại khái là minh bạch một số. Ma pháp này tu luyện khả năng giống như võ đạo, từng bậc hướng lên trên đi. Mỗi một cấp tấn thăng đều là vô cùng gian nan. Mà một người muốn ngũ hệ đều tu luyện, đó là càng thêm thật không thể tin. Chính mình trước mắt còn thật là không đủ trở thành giáo thần uy. Nhưng cái này ai cũng bảo đảm không cho phép, giáo thần sẽ đem chính mình bóp chết tại nảy sinh trạng thái A. La Quân lúc này biết mình là làm sai một việc, cái kia chính là không nên tại Mâu Tư trưởng lão trước mặt triển lộ ra chính mình ma pháp ngộ tính. Đều nói tiền tài không để ra ngoài. Chính mình cái này là tài để lộ ra, mặc kệ như thế nào, cái này cũng sẽ là một cái phiền toái rất lớn. Dưới mắt chính mình chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nếu như tự nghĩ biện pháp đào tẩu, Mậu Tư trưởng lão đám người này khẳng định sẽ dốc toàn lực truy sát. Mà lại, việc này nhất định sẽ kinh động giáo thần. Lấy chính mình đến từ chủ thế giới thân phận, còn có lại là hội toàn hệ ma pháp, hai chuyện này đủ để cho giáo thần xuất thủ. Cũng có thể dạng này. Đến lúc đó chính mình theo giáo thần cam đoan, tuyệt không tu luyện ma pháp. Mà lại, hội gấp rút về chủ thế giới. Kể từ đó, nói không chừng cái này giáo thần hội rất tình nguyện đem chính mình đưa đi. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn nghĩ như vậy. Hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Đây cũng là một trận đánh cược A. Kể từ đó, La Quân cũng liền định ra tâm tư. Về sau, La Quân cái này toàn hệ ma pháp sự tình cũng cứ như vậy ấn xuống. Mậu Tư trưởng lão bàn giao đồ nhã dày đặc cùng kiếm thần tinh, tuyệt đối không nên hướng ra phía ngoài lộ ra chuyện này. Việc này cũng là thiên chi, địa biết rõ, người biết rõ, ta biết rõ liền có thể. Kiếm thần tinh cùng đồ nhã dày đặc biết chuyện rất quan trọng, tự nhiên cũng là đáp ứng. La Quân cùng Duẫn Nhi đương nhiên sẽ không qua đần độn nói với người khác. Ra đến lều vài lúc, Mậu Tư trưởng lão vẫn không quên an ủi La Quân, nói ra, yên tâm đi, La huynh đệ. Ngươi sẽ trở thành giáo thần tân quý, có lẽ giáo thần một cao hứng hội thu ngươi làm đệ tử, đây là thiên chuyện thật tốt, ngươi đừng có gánh nặng trong lòng. La Quân vội vàng làm cảm động đến rơi nước mắt hình, nói ra, hết thảy thì làm phiền trưởng lão. Trong lòng của hắn thì là thầm nghĩ, lão tử yên tâm mới là lạ. Sau đó, mọi người đem lều vải thu sạch tiến trong chữ vật giới chỉ. Một đoàn người khinh trang thượng trận đi đường. Ở cái này mất phương hướng trong đại lục. Chữ vật giới chỉ là rất lợi hại phổ biến đồ, vật. Mọi người đi đường đều có thể mang lên rất nhiều thứ, dù sao đều rất lợi hại thuận tiện. Mậu Tư trưởng lão đám người này mặc quần áo là tương đối dày cùng sưởi ấm, riêng là Mậu Tư trưởng lão, hắn là ma pháp sư, thân thể yếu đuối, nhất là sợ lạnh. Mà kiếm thần tinh những người này cũng mặc không ít. Trái lại La Quân cùng Duẫn Nhi, hai người mặc rất lợi hại mát lạnh, nhưng ở cái này băng tuyết ngập trời bên trong, lại có vẻ nhẹ nhàng như thường. Tiến lên trên đường, Mậu Tư trưởng lão không khỏi kỳ quái hỏi La Quân, nói, La huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được lạnh lẽo sao? La Quân mỉm cười, nói ra, khi trong thân thể ta, thể năng đầy đủ thời điểm, vô luận là nóng bức vẫn là lạnh lẽo, thân thể ta đều có thể tự động theo khí hậu mà điều tiết. Dù sao đã để Mậu Tư trưởng lão biết quá nhiều bí mật, cho nên La Quân hiện tại thì càng không muốn giấu giếm thứ gì. Kiếm thần tinh ở một bên nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên nói. Là tiên sinh, thân thể ngươi cư nhiên như thế thần kỳ. Hắn đón đến, nói ra, ta cũng là tu luyện vũ kỹ, thân thể ta cường tráng vô cùng, cũng có thể chống lạnh. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chống lạnh, lại không cách nào điều tiết thân thể theo khí hậu biến hóa. Là tiên sinh ngươi là như thế nào làm được? La Quân nhìn kiếm thần tinh liếc một chút, hắn biết kiếm thần tinh những người này đừng nhìn thiếu niên thiên tài, vũ kỹ vô cùng lợi hại. Nhưng trên thực tế, bọn họ tu luyện phương thức cùng người hiện đại là khác biệt. Bọn họ ra chỉ cái này cái gì thánh lực, chẳng khác gì là tu luyện một loại chân khí đồ, vật. Tuy nhiên loại vật này có thể cho bọn họ lực lượng cường đại,
nhưng thân thể bọn họ lại không được đến như chính mình như vậy thối luyện. Chính mình nội gia công, là đem thân thể lỗ chân lông, mỗi một tế bào đều thối luyện qua. Lại chuẩn xác một điểm nói, La Quân thân thể là một nồi trăm năm lão thang. Mà kiếm thần tinh thân thể là một nồi bột ngọt canh. Tuy nhiên cả hai đều có thể đạt tới đồng dạng vị tươi trình độ, nhưng cẩn thận nhấm nháp, cái này bên trong là có khác biệt rất lớn. La Quân ngay sau đó nói ra, chúng ta tu luyện vũ kỹ, trước trong khi tu luyện nhà công. Từ trong thân thể mỗi một tấc bắp thịt cùng mỗi một tế bào bắt đầu, cùng một chỗ hướng lên trên phát triển. Cho nên, chúng ta đối thân thể khống chế trình độ có thể càng thêm tự nhiên một số. Kiếm thần tinh như có điều suy nghĩ. Đồ Nhã dày đặc cũng đi theo rơi vào trầm tư. La Quân không tiếp tục để ý hai người này, hắn một mực nắm Duẫn Nhi tay. Duẫn Nhi cũng rất hiền tĩnh đi theo La Quân. Lúc này, La Quân đột nhiên hỏi Mâu Tư trưởng lão, hắn nói ra, cái này tuyết trắng mênh mang, không giới hạn. Muốn tìm phản nghịch quả thực không dễ, trưởng lão, ta cũng có chút kỳ quái, cái này phản nghịch đến là người thế nào, phạm sự tình gì, cần các ngài đại động can qua như vậy đến đây truy sát. Mâu Tư trưởng lão nói ra, chuyện này chính là thần giáo bí mật, chúng ta chưa bao giờ hướng ra phía ngoài tuyên bố qua. Bất quá là huynh đệ ngươi cũng không phải ngoại nhân, ta cho ngươi biết cũng là không sao. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu là không tiện, vậy liền vẫn là đừng bảo là. Mâu Tư trưởng lão cười một tiếng, nói, không có việc gì. Hắn đón đến, sau đó thở dài, nói ra, cái này phản nghịch, thật sự là ta giáo sỉ nhục a. La Quân cùng Duẫn Nhi liền đều là rửa tai lắng nghe. La Quân rất muốn biết rõ, cái này phản nghịch đến có phải hay không đa luân tư. Mâu Tư trưởng lão thở dài một cái chớp mắt về sau, tiếp tục nói, này phản nghịch, lúc đầu nhưng nói là ta giáo kiêu ngạo. Ta giáo hết thảy chỉ có tứ đại thánh kỵ sĩ, tứ đại thánh kỵ sĩ chính là thủ hộ giáo thần. Mà cái này phản nghịch cũng là tứ đại thánh kỵ sĩ bên trong cầm đầu đa luân tư thánh kỵ sĩ. La Quân tâm kế tiếp lột bộp, quả thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đa luân tư quả lại chính là Mâu Tư trưởng lão bọn họ muốn truy sát phản nghịch. Duẫn Nhi cũng là biết đa luân tư, trong nội tâm nàng cũng nhảy một chút. Bất quá La Quân cùng Duẫn Nhi trên mặt cũng không có biểu lộ ra cái gì dị dạng tới. La Quân nghĩ lại ngẫm lại, hắn cảm thấy cái này thực cũng không kỳ quái. Tuyết này vực bên trong, bóng dáng quỷ đều không có một cái nào. Trước đó đa luân tư xuất hiện cũng là như thế đột ngột, hiện tại Mâu Tư trưởng lão đám người này muốn truy sát phản nghịch, vậy cũng không lại vừa vặn là đa luân tư a. La Quân tâm lý rất rõ ràng, đa luân tư cũng không phải cái gì vô cùng hung ác chi đồ. Điểm này, từ hắn cứu trợ chính mình cùng Duẫn Nhi cũng có thể thấy được tới. Như vậy, đa luân tư tại sao muốn phản giáo mà ra đâu? Điểm này để La Quân cảm thấy rất kỳ quái. La Quân lập tức liền hỏi ra nghi hoặc, nói, vị này đa luân tư thánh kỵ sĩ tại sao muốn phản giáo mà ra? Kiếm thần tinh lập tức lạnh hừ một tiếng, nói ra, đa luân tư vong ân phụ nghĩa, chính là dị đoan tà loại, hắn nghi vấn giáo thần uy nghiêm, tội đáng chết vạn lần. Mâu Tư trưởng lão làm theo không có kiếm thần tinh như thế cực đoan, hắn đau lòng nói ra, chẳng ai ngờ rằng đa luân tư hội phản giáo mà ra, cụ thể là nguyên nhân gì muốn để hắn phản giáo mà ra. Nguyên nhân này chúng ta còn tại trong điều tra. Nhưng là hắn thế mà trộm ta giáo thánh vật, điểm này là chúng ta tuyệt đối không thể chịu đựng. Thánh vật, La Quân lập tức hỏi, thánh vật là cái gì? Mậu Tư trưởng lão nói ra, chính là một đỉnh tử kim vương quan, cái này tử kim vương quan một mực bị cất giữ trong thánh trong giáo đường. Này tử kim vương quan chính là giáo thần khai quang chi vật, cũng là đại biểu thần giáo uy nghiêm vương quan. Bây giờ vương quan bị hắn mang đi, chúng ta nhất định phải đem hắn bắt, cũng đem vương quan tìm trở về. La Quân cùng Duẫn Nhi lúc này cũng coi là đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Đa luân tư phản giáo mà ra, đồng thời trộm đi tử kim vương quan, mà lại là chạy trốn tới cái này lưu đầy tuyết vực bên trong. Tuyết vực bên trong còn có Ma Uyên, Ma Uyên bên trong cầm tù Ma Long. Đa luân tư tựa như là qua Ma Uyên. Tử kim vương quan cùng Ma Long. La Quân não tử chuyển rất nhanh, hắn lập tức liền nghĩ đến cái này rất nhiều liên hệ. Nhưng là chuyện này, thật sự là quá sai lầm tông phức tạp. Cái này đúng trọng tâm nhất định là có cái đặc sắc cố sự. La Quân sau đó liền không có hỏi nhiều nữa cái gì, một đoàn người tiếp tục đi đường. Cái này ngày kế y nguyên không thu hoạch được gì. Ban đêm thời điểm, mọi người xây dựng cơ sở tạm thời. Tại người trong lều vải, La Quân cùng Duẫn Nhi còn có Mâu Tư trưởng lão, kiếm thần tinh,
Đồ Nhã dày đặc cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Kiếm Thần Tinh đối Duẫn Nhi rất có hảo cảm, gia hỏa này rất lạnh lùng, nhưng lại muốn nịnh nọt Duẫn Nhi. Hứa Lâu Dài, hắn biểu hiện đều có chút buồn cười. Mà Duẫn Nhi là cơ bản không để ý tới Kiếm Thần Tinh. Duẫn Nhi mới sẽ không bị Kiếm Thần Tinh lè loẹt làm cho mê hoặc, trong nội tâm nàng là ái La Quân loại này cơ trí hình. Ăn bữa tối thời điểm, Đồ Nhã dày đặc nói ra, trưởng lão, giáo chủ, ngày mai chúng ta thì muốn đi vào Ma Uyên bên trong. Đa Luân Tư cái này phản nghịch là có hay không tiến Ma Uyên. La Quân cùng Duẫn Nhi ở một bên tự nhiên là không xen vào. Mậu Tư trưởng lão sắc mặt âm trầm, hắn đột nhiên xuất ra một thủy tinh cầu. Sau đó, hắn đưa tay tại thủy tinh cầu bên trên phủ sờ một chút. Tiếp theo, trong thủy tinh cầu liền xuất hiện biến hóa. Cái kia trong thủy tinh cầu tựa như là truyền hình video một dạng, bên trong xuất hiện băng tuyết ngập trời tình cảnh. Mà tại băng tuyết ngập trời bên trong, Đa Luân Tư xuất hiện. Một thân trang phục màu bạc Đa Luân Tư lạnh lùng tiến lên. La Quân không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn vội hỏi Mậu Tư trưởng lão nói, trưởng lão, thần kỳ như thế sự tình, ngài là như thế nào làm được? Mậu Tư trưởng lão đối La Quân là phá lệ khách khí, hắn nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, Đa Luân Tư cái này phản nghịch trên người có Tử Kim Vương Quan, mà Tử Kim Vương Quan bên trên có giáo thần lưu lại quang nguyên tổ ấn ký, những ấn ký đó là Đa Luân Tư vô pháp khu trừ. Mà ta cái này thủy tinh bóng bên trên, cũng có giáo thần lưu lại quang nguyên tổ ấn ký, ta tại giữa hai bên thành lập một loại cầu nối, như thế liền có thể trông thấy Đa Luân Tư. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, trước đó ngài nói là dựa vào thánh điển theo đuổi cha Đa Luân Tư, nhưng cái này cũng không có thánh điển sự tình gì mà. Mậu Tư trưởng lão nói ra, không phải như vậy, thánh điển bên trong mật mã có thể tìm tới Đa Luân Tư phương hướng cùng vị trí, mà ta cái này thủy tinh bóng nhất định phải là tại trong phạm vi 50 dặm, mới có thể bắt được đối phương bộ dáng. Nói cách khác, chúng ta bây giờ khoảng cách Đa Luân Tư cũng không xa. La Quân tâm lý hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ, chính mình cùng Đa Luân Tư gặp nhau sự tình, cái này Mậu Tư trưởng lão sẽ không cũng tại trong thủy tinh cầu trông thấy a. Hắn lập tức liền phủ định ý nghĩ này. Bởi vì không giống a. Mình tại vừa nhìn thấy Mậu Tư trưởng lão lúc, hắn ép căn bản không hề dị dạng biểu lộ. La Quân có thể khẳng định, Mậu Tư trưởng lão là không có nhìn thấy chính mình cùng với Đa Luân Tư. Cái này thủy tinh bóng cũng không có thể tùy thời nhìn thấy đối phương a. La Quân lập tức hỏi. Mậu Tư trưởng lão gật gật đầu, hắn nói ra, mỗi ngày chỉ có thể nhìn một lần duy trì thời gian không thể vượt qua một phút đồng hồ. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Duẫn Nhi làm theo rất lợi hại nhìn kỹ trong thủy tinh cầu video, nàng cảm thấy đây hết thảy đều rất lợi hại mới lạ. La Quân thực cũng cảm thấy cái này rất lợi hại mới lạ, muốn là tà ác một điểm, cái kia chẳng lẽ có thể tùy ý nhìn mỹ nữ tắm rửa. Xoa! La Quân lập tức ở trong lòng khinh bỉ chính mình một phen, người nhà còn có thể có chút tiền đồ a. Đến lúc nào rồi, còn đang suy nghĩ lấy nhìn mỹ nữ tắm rửa. Liền cũng tại lúc này, trong thủy tinh cầu hình ảnh phát sinh biến hóa. Đa Luân Tư dưới chân bỗng nhiên phát sinh đổ sụp, mảng lớn tuyết trắng mênh mang hướng xuống mặt lún vào, theo trong sa mạc xuất hiện hố cát một dạng. Rất nhanh, Đa Luân Tư thì hướng xuống mặt rơi xuống, trọn vẹn rơi xuống 5 giây, sau cùng mới hợp lấy thật dày bạch tuyết cùng một chỗ ngã trên đất. Thủy tinh cầu ánh mắt là một mực đi theo Đa Luân Tư, giống như là 360 độ camera tập trung. Đa Luân Tư chỗ rơi xuống địa phương lại là một cái dưới đất cung điện. Cái kia lòng đất cung điện to lớn vô cùng, cung điện này tựa hồ giống như là dùng thiên nhiên hàn băng tạo hình, khắp nơi đều lộ ra một loại trong suốt cảnh tượng. Đa Luân Tư nhìn về phía đỉnh đầu, phía trên kia cao đến 30 mét. Nơi xa có vô số băng trụ đem cung điện chống lên tới. Đa Luân Tư ở chỗ đó phương, chính là một cái đại điện ở giữa nhất. Trên cùng còn có một cái ngai vàng. Bốn phía nhưng đều là bóng loáng như gương. Liền cũng tại lúc này, trong thủy tinh cầu mất đi Đa Luân Tư hình ảnh. Một phút đồng hồ thời gian đến. Nơi đó cũng là Ma Uyên, cũng là Ma Long cung điện. Mậu Tư trưởng lão bỗng nhiên đứng lên, hắn trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc, nói, cái này phản nghịch, thế mà thật làm cho hắn đến Ma Long cung điện. Kiếm Thần Tinh cùng Đồ Nhã dày đặc cũng lập tức liền biết sự tình tính nghiêm trọng. Trưởng lão, chúng ta phải làm như thế nào? Kiếm Thần Tinh lập tức hỏi Mậu Tư trưởng lão. Mậu Tư trưởng lão lạnh giọng nói ra, lập tức lên đường, tiến về Ma Long cung điện. Tuyệt đối không thể để cho Đa Luân Tư cùng Ma Long đạt thành hiệp nghị.
Kiếm thần tinh liền lập tức đối Đồ Nhã dày đặc nói ra, lập tức phân phó. Đồ Nhã dày đặc biết sự tình trọng đại, ngay sau đó cũng không nhiều lời, nhân tiện nói, tốt. La Quân cùng Duẫn Nhi nhìn nhau, Duẫn Nhi là có chút không biết làm sao. La Quân xoa bóp nàng tay nhỏ, để cho nàng an tâm. La Quân trong lòng là rất rõ ràng, sự tình là càng ngày càng khó giải quyết, cũng càng ngày càng phức tạp. Tiếp xuống đến muốn phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Lúc đầu Mâu Tư trưởng lão đám người này bắt Đa Luân Tư là 10 phần chắc chín, nhưng bây giờ Đa Luân Tư đã sớm đến Ma Long Cung Điện. Như vậy tiếp xuống hết thảy cũng là không thể biết được. La Quân cũng biết, hắn cùng Duẫn Nhi là thật bị cuốn vào đến cái này đoàn sợi đay phiền bên trong. Bọn họ là thế nào cũng không thể phân thân. Mọi người tại sau 10 phút cấp tốc lên đường. Cái kia đổ sụp vị trí ta đã nhớ kỹ, ngay tại ngoài 30 dặm. Mậu Tư trưởng lão nói ra. Kiếm thần tinh liền nói, khó nói chúng ta cũng liền như vậy xông vào Ma Long Cung Điện. Mậu Tư trưởng lão nói ra, đó là đương nhiên, Đa Luân Tư đều đi vào, chúng ta không còn đường lui. Hắn sau khi nói xong, nói, dạng này đi đường quá chậm, ta muốn thi triển một cái cực tốc ma pháp. Kiếm thần, người đến cõng ta, mọi người đem tốc độ đề bạt lên. Kiếm thần tinh gật gật đầu. Trên thực tế, đám người này đi đường một mực rất chậm, đây đều là bị Mâu Tư trưởng lão lôi mệt mỏi. Kiếm thần tinh đám người này đều là hoàng kim kỵ sĩ, thánh lực tại thân, đi đường tốc độ vẫn là rất nhanh. Nhưng Mâu Tư trưởng lão là ma pháp sư. Ma pháp sư là cái gì? Chơi qua điện tử cảnh kỹ người đều biết đạo, ma pháp sư tác dụng là rất lớn, nhưng này thân thể là giòn ra a. Một khi bị chiến sĩ cận thân, theo giết dưa thái thịt giống như. Cho nên, Mậu Tư trưởng lão thân thể là rất yếu, hắn đi không vui. Nhưng là mọi người cũng phải chiếu cố Mậu Tư trưởng lão tự tôn, không có khả năng người nào đến một mực cõng hắn. Mà trận này truy đuổi, không có Mậu Tư trưởng lão, như vậy là tuyệt đối không được. Không có Mậu Tư trưởng lão, mọi người liền Đa Luân Tư bóng dáng đều sợ không tới. Mà lại, trong chiến đấu, Mậu Tư trưởng lão trốn ở chiến sĩ đằng sau thi triển ma pháp, cái kia là phi thường được hữu hiệu. Chơi qua điện tử cảnh kỹ người đều biết đạo, ma pháp sư, thao tác tốt, có thể làm cho đối phương toàn diệt a. La Quân nghe nói Mậu Tư trưởng lão muốn thi triển cực tốc ma pháp, trong lòng của hắn còn tại hiếu kỳ, đó là cái chơi tử ma pháp a. Rất nhanh, là hắn biết. Mậu Tư trưởng lão bị kiếm thần tinh cho cõng lên về sau, Mậu Tư trưởng lão bắt đầu đọc chú ngữ, đồng thời trong tay xuất hiện ma pháp trượng cua múa. Chỉ một lúc sau, La Quân cùng Duẫn Nhi liền phát hiện ra không thích hợp. Bọn họ giống nhau là đang đuổi đường, nhưng là bốn phía phong cảnh lui lại đến phá lệ được nhanh. Đây quả thực tựa như xúc địa thành thốn thần thông, rõ ràng đi cũng không nhanh, nhưng là 30 mét khoảng cách trong nháy mắt thì lướt qua qua. Đây chính là Mậu Tư trưởng lão cực tốc ma pháp. Loại ma pháp này là rất lợi hại hao phí tinh thần lực, cho nên Mậu Tư trưởng lão không có khả năng thường xuyên lấy ra đi đường. Lúc này cũng là bởi vì đã xác định phương hướng, cho nên mới sẽ không kiêng nể gì như thế. Nửa giờ sau, Mậu Tư trưởng lão dừng lại. Sắc trời đen kịt một màu. Bất quá tuyết trắng mênh mang bên trong, vẫn là có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước quang cảnh. Mậu Tư trưởng lão trên trán tràn đầy mồ hôi. Hắn sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Một vòng này ma pháp thi triển, đối tinh thần lực của hắn tổn hại quá lớn. Nhưng mọi người cũng rốt cuộc tìm được trước đó Đa Luân Tư rơi xuống địa phương. Trước đó phương ổ hãm địa phương y nguyên tồn tại, từ phía trên nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy bên trong cung điện. Kiếm thần tinh, người mau dẫn người truy vào qua. Mậu Tư trưởng lão nói với kiếm thần tinh. Kiếm thần tinh gật gật đầu. Hắn xuất lĩnh cái này hoàng kim kỵ sĩ nhóm cấp tốc nhảy vào trong động. La Quân cùng Duẫn Nhi liền cùng với Mậu Tư trưởng lão. Đám người kia rất mau đuổi theo đi vào, La Quân lúc này liền phát hiện một kiện thú vị sự tình. Cái kia chính là, cái này Mậu Tư trưởng lão hiện tại đã là trong tay hắn đồ ăn. Hắn hiện tại muốn giết Mậu Tư trưởng lão hoàn toàn là dễ như trở bàn tay a. Mậu Tư trưởng lão hiển nhiên cũng lập tức nghĩ tới chỗ này. Hắn mới vừa rồi là quá nóng vội muốn đi tìm đến Đa Luân Tư. Đa Luân Tư đột nhiên đến ma cung, cái này khiến Mậu Tư trưởng lão một đám người đều lớn mất lòng người. Mậu Tư trưởng lão sắc mặt hơi hơi xấu hổ, hắn đột nhiên nhìn về phía La Quân, cười cười nói, La huynh đệ, ngươi sẽ không giết ta đi. La Quân cười ha ha, nói ra, vậy làm sao lại, trưởng lão, ngài đây là nói cái gì lời nói. Ta còn trông cậy vào ngài mang ta chỉ giáo thần,
cũng đang dạy thần trước mặt vì ta nói tốt hơn lời nói đây. Mộc Từ trưởng lão lúc này cảm thấy La Quân cười rộ lên đều không giống người tốt. Nhưng hắn cũng chỉ có thể đi theo cười một tiếng. La Quân bỗng nhiên lại nói ra, cái kia Đa Luân Tư đã có thể trốn tới nơi này, xem ra là cái giảo hoạt hạng người a. Ta lo lắng không có ngài qua tọa trấn, đám này người trẻ tuổi làm việc cuối cùng không khiến người ta yên tâm a. Hắn đón đến, tiếp tục nói, trưởng lão, không bằng chúng ta cũng đi vào đi. Muốn là vạn nhất ta cũng có thể ra thêm chút sức, như vậy đang dạy thần nơi đó, ta cũng coi là lập cái nho nhỏ công lao, ngài nói có đúng không? Mộc Từ trưởng lão nghe vậy lập tức nói xong, hắn vốn là muốn đi vào a. Ở trong đó đến là chơi tình huống, hắn ở bên ngoài là tuyệt không yên lòng. Thế nhưng là vừa rồi vì tốc độ, để nhóm này thằng nhãi con đều đi vào. Hiện tại hắn cùng với La Quân, vẫn phải cân nhắc La Quân ý nguyện. Mà lại, tinh thần lực của hắn tiêu hao quá lớn, hiện tại không thích hợp lần nữa thi triển ma pháp. Mà không thi triển ma pháp, cái kia cao 30 mét độ liền để hắn ngã đến bán sống bán chết. Mộc Từ trưởng lão lập tức còn nói thêm, La huynh đệ, nếu có người hỗ trợ, cái này Đa Luân Tư lần này làm sao cũng chạy không thoát, người yên tâm. Đang dạy thần trước mặt, đến lúc đó ta nhất định báo ngươi công đầu. La Quân mỉm cười, nói ra, đi thôi, trưởng lão, ta có ngươi. Mộc Từ trưởng lão cũng không cự tuyệt. Sau đó, La Quân liền cõng Mộc Từ trưởng lão, hắn để Duẫn Nhi cũng theo sát. Đi vào cái kia ổ hố lõm trước động, La Quân trực tiếp nhảy đi xuống. Cao 30 mét độ, đối với La Quân tới nói không tính là gì, hắn tuy nhiên phụ trọng, nhưng ở lúc rơi xuống đất đợi. Hai đầu gối uốn lượn tiếp tục bắn ra lên, trong nháy mắt liền đem sở hữu áp lực cho bắn ra. Đối với Mộc Từ trưởng lão tới nói, lần này hạ xuống là rất bình ổn. La Quân đi theo buông xuống Mộc Từ trưởng lão. Lúc này, La Quân thả mắt nhìn đi. Tuy nhiên dưới mắt là trời tối, nhưng trong cung điện lại tự có ánh sáng yếu ớt mang, bốn phía hết thảy đều làm nổi bật đến giống như ban ngày. Bên trong tòa đại điện kia hết thảy có 12 cây băng trụ. Bởi vậy cũng có thể gặp đại điện này to lớn. Bốn phía đều là bóng loáng như gương. Trong này, tự có một loại băng hàn chi khí xâm nhập. Mộc Từ trưởng lão xuống tới về sau, liền là có chút thụ không cái này lạnh lẽo. La Quân ở trong đại điện không có trông thấy bất kỳ vật gì, Đa Luân Tư đã không biết đi chỗ nào, ngay cả kiếm thần tinh đám người này cũng không thấy. Ngay sau đó, La Quân ngưng thần tĩnh khí, lập tức cảm giác bốn phía hết thảy biến hóa. Rất nhanh. La Quân cũng cảm giác được phía đông 100 mét chỗ có động tĩnh. Đi, La Quân dẫn đội, hắn dẫn đầu đi ở phía trước. Mộc Từ trưởng lão cùng Duẫn Nhi lập tức theo ở phía sau. Đại điện bên trái là một đầu băng tinh thông đạo bốn phương thông suốt, kết nối rất nhiều cung điện cùng thạch thất. Trong này tựa như là một tòa mê cung. La Quân dựa theo chính mình cảm giác, cấp tốc đi vào phía đông 100 mét chỗ. Ở trong đó lại là còn như sơn động một y hệt. Chỉ bất quá này sơn động cũng bị hàn băng bao trùm. Chỗ trống phương cung điện đều là tuần đứng đắn chính, mang theo rất cường nhân công tạo hình dấu vết. Mà nơi này lại là thiên nhiên mà hình thành. Này sơn động rất lớn, chừng 1000 mét vuông, nhìn một cái, khó mà nhìn thấy đầu đuôi. Mái vòm rất cao, băng thạch đá lởm chởm. Trung gian có suối nước nóng, bên phải còn có không ít kỳ hoa dị quả, một mảnh màu xanh biếc rạt rào. Tại vào động trước đó, La Quân còn chứng kiến động khẩu phía trên có ba chữ to. Đương nhiên, là tiếng Anh viết. Trên đó viết Long Thần Điện. La Quân không có thời gian qua suy nghĩ cái này Long Thần Điện uy nghiêm cùng hắn hết thảy đồ, vật, bởi vì hắn rất nhanh liền nhìn thấy phía trước có một bộ để hắn suốt đời khó quên cảnh tượng. Lúc này, không chỉ là La Quân ngẩn người. Trên thực tế, Đa Luân Tư, kiếm thần tinh bọn người ở đâu? Tất cả mọi người nhìn về phía trước to lớn băng điêu. Một đầu chiều dài 30 trượng, chiều rộng 2 trượng hắc sắc cự long bị băng phong tại hàn băng bên trong. Nó giống như vĩ đại tác phẩm nghệ thuật. Tại đóng băng bên trong, hắc sắc cự long sinh động như thật. Đầu này hắc sắc cự long thật sự là quá lớn, lớn đến khiến người ta liếc một chút căn bản nhìn không đến. Cự long bộ dáng là dương nanh múa vuốt, nhưng nó không nhúc nhích. Nó trong hai mắt còn có kinh ngạc cùng phẫn nộ. Nó vẫn bảo trì dạng này tư thế, cũng không biết đến duy trì bao nhiêu năm. Thánh kỵ sĩ Đa Luân Tư tựa hồ là vô pháp tiếp nhận sự thật này, hắn có vẻ hơi uể oải, vì cái gì? La Quân nghe được Đa Luân Tư nhỏ giọng chất vấn. Liền cũng tại lúc này, Mộc Từ trưởng lão lớn nhất trước lấy lại tinh thần. Hắn ha ha lệ cười,
nói, Đa Luân Tư, người cái này phản nghịch, người muốn hiến tế Tử Kim Vương quan cho Ma Long, đạt được Ma Long che chở. Nhưng hiện tại xem ra, người nguyện vọng muốn thất bại. Hắn đón đến, nói ra, Đa Luân Tư, người dám can đảm vi phạm giáo thần, phản bội giáo thần, hôm nay bản tôn chắc chắn người mang về thánh giáo đường, để ngươi thụ vô cùng vô tận thống khổ khổ. Như thế mới có thể hiện ra giáo thần uy nghiêm. Đa Luân Tư lúc này cũng tỉnh táo lại, hắn ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hướng kiếm thần tinh một đoàn người. Kiếm thần tinh một đoàn người rút kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đa Luân Tư ánh mắt lại đến Mâu Tư trưởng lão trên thân, sau cùng, hắn ánh mắt quét đến La Quân cùng Duẫn Nhi trên thân. Nhưng trong mắt của hắn chưa từng xuất hiện bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, tựa như là cho tới bây giờ cũng không nhận ra La Quân cùng Duẫn Nhi. La Quân trong lòng giật mình, hắn biết Đa Luân Tư không phải không biết mình cùng Duẫn Nhi, mà chính là hắn không muốn hại chính mình cùng Duẫn Nhi. Đa Luân Tư khoác là ngân sắc áo choàng, lúc này hắn cũng đem hắn kiếm rút ra, đó là một ngụm kiếm lớn màu bạc, thân kiếm muốn so tầm thường kiếm bao quát không ít. Giờ này khắc này Đa Luân Tư sắc mặt lạnh lùng, hắn một ngụm thánh kiếm nơi tay, một thân ngân sắc áo choàng. Cái này hình tượng nhìn cũng là cuồng bá khốc huyễn nổ banh trời nam chính hình tượng. Mười bước giết một người, ngàn dặm không để lại dấu vết, mê chết vô số trạch nữ, hủ nữ. Đa Luân Tư cười lạnh một tiếng, hắn liếc nhìn kiếm thần tinh một đám người, nói, một đám giá áo túi cơm, chỉ bằng các ngươi cũng có thể giết ta. Cũng được, hôm nay liền ở chỗ này, gọi toàn bộ các ngươi huyết tế ta cái này miệng thánh nguyên kiếm. Lời này quá cuồng vọng. Kiếm thần tinh đám người này lập tức liền thụ không, từng cái hai mắt đỏ bầm, còn kém không có ngao ngao gọi. Cái này Đa Luân Tư thật sự là quá cuồng vọng. Phải biết kiếm thần tinh cũng là thiếu niên thiên tài a. Kiếm thần tinh lập tức hét lớn một tiếng, hắn đứng ra, nói, Đa Luân Tư, ta muốn khiêu chiến ngươi. La Quân tại Mâu Tư trưởng lão bên cạnh không khỏi nhìn âm thầm nhíu mày, cái này kiếm thần tinh đầu thật sự là không dùng được a. Đa Luân Tư như thế một kích tướng, gia hỏa này lập tức liền lên khi. Đa Luân Tư lập tức xông kiếm thần tinh cười lạnh một tiếng, nói, kiếm thần tinh, bằng ngươi cũng xứng khiêu chiến ta. Cút xuống đi. Mâu Tư trưởng lão đang muốn quát bảo ngưng lại kiếm thần tinh, kiếm thần tinh oa oa kêu to, một bước thiểm điện bước ra, kiếm như kinh hồng ám sát hướng Đa Luân Tư vị trí hiểm yếu. Kiếm thần tinh trong chữ vật giới chỉ cũng không chỉ một cây kiếm, cho nên tuy nhiên hắn bội kiếm đang cùng La Quân giao đấu lúc bị bẻ gãy. Nhưng bây giờ, hắn lại có một ngụm mới bội kiếm. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cùng tiến lên, nhất định muốn đem cái này phản nghịch bắt lại. Liền xem như không có sống, chết cũng được. Mộ Tư trưởng lão tức hổn hển nói ra. Đồ Nhã dày đặc bọn người lập tức lĩnh mệnh, toàn bộ hợp lực vây giết Đa Luân Tư. Đa Luân Tư tại ngắn ngủi ở giữa, cùng kiếm thần tinh liều một kiếm. Răng rắc một tiếng, Đa Luân Tư thánh nguyên kiếm hạng gì lợi hại, trực tiếp đem kiếm thần tinh đẩy lui ba bước. Sau đó, Đa Luân Tư xoay người bỏ chạy ra vòng vây. Nếu không phải lần này có lão tướng Mâu Tư trưởng lão kiểm tra, đám người này muốn giết Đa Luân Tư thật đúng là quá sức. Kiếm thần tinh khí muốn chết, lập tức đuổi theo. Một đám người ngay tại cái này long trong thần điện treo lên truy đuổi chiến. Đa Luân Tư hẳn là muốn cảm tạ cái này long thần điện cũng đủ lớn, không phải vậy lời nói, hắn thật khoảng cách gần bên trong bị đám cao thủ này vây giết bên trên. Vậy hắn cũng liền thật sự là một con đường chết. Loạn quyền đả chết lão sư phụ. Huống chi, bọn này hoàng kim thánh kỵ sĩ đều là kiếm thuật cao thủ. La Quân biết, nếu như chính mình đứng trước 12 cái kiếm thuật cao thủ toàn đâm, đó cũng là trong nháy mắt trở thành hố nhỏ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người nào đều không phải người ngu, ai sẽ để cho các ngươi 12 người vây quanh, theo đâm ngốc giống như đâm A. Đa Luân Tư thân hình như điện, ngẫu nhiên về bên trên một kiếm, một đám người lại bị Đa Luân Tư làm có chút chật vật. Kiếm thần tinh ngao ngao kêu to, hắn cũng là không có cách nào cùng Đa Luân Tư đối đầu A. Mộc Tư trưởng lão ở một bên nhìn âm thầm đau đầu. La Quân cũng là xem trọng cười, hắn là phát hiện một việc. Cái kia chính là những kỵ sĩ này nhóm đầu đều không thế nào dễ dùng a. Cũng không phải nói bọn họ đần, bọn họ đầu có chút sơ cứng, đại khái là kỵ sĩ văn hóa cùng tinh thần đã xâm nhập đến bọn họ trong xương tủy. Những kỵ sĩ này nhóm cùng người đơn đả độc đấu còn qua loa. Nhưng là một khi gặp được loại tình huống này cũng có chút mắt trợn tròn. La huynh đệ, ngươi nhìn ngươi có thể hay không qua phía trước ngăn lại Đa Luân Tư cái này phản nghịch. Mộ Tư trưởng lão nhịn không được nói với La Quân, lấy ngươi vũ khí,
ngăn lại Đa Luân Tư là có nắm chắc, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản Đa Luân Tư, sau đó để người phía sau vây lên, việc này là được. Hắn đón đến, nói ra, ngươi yên tâm, sau khi trở về, việc này ta nhất định báo ngươi công đầu. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, trưởng lão A, ngươi nhìn cái kia Đa Luân Tư kiếm, ta nhìn không tầm thường A. Ta tay không tấc sắt, ngươi để cho ta ở phía trước qua cản. Đó là Đa Luân Tư đường sống duy nhất, người nào cản trở đều phải bị Đa Luân Tư lớn nhất công kích mãnh liệt. Ta là sợ ta đến lúc đó công đầu không có mỏ lấy, ngược lại vì giáo thần hy sinh thân mình. Ta ngược lại thật ra không sợ hy sinh thân mình, chủ yếu là, ta liền giáo thần dáng dấp ra sao cũng không biết a. Vậy ngươi nói ta cái này chết có phải hay không cũng quá oan một điểm. Mậu Tư trưởng lão nói ra, ngươi không phải có tay kia chụp mũ sao. La Quân tâm lý buồn cười, hắn như qua cản Đa Luân Tư hôm nay tuyệt đối lật thuyền. Nhưng là hắn làm sao có thể để Đa Luân Tư lật thuyền. Bất quá, La Quân hiện tại còn không muốn cứ như vậy theo Mậu Tư trưởng lão trở mặt. Hắn muốn trước yên lặng nhìn biến, ở lúc mấu chốt lại giúp Đa Luân Tư một tay. La Quân ngẫm lại, hắn hít sâu một hơi, nói ra, trưởng lão kia, ta phải đi. Muốn là ta có cái bất chắc, ta cái này muội tử thì. La Quân làm ra một bộ ủy thác chan heo tư thái tới. Mậu Tư trưởng lão lập tức nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt muội tử ngươi. La đại ca, ngươi, Xuân Nhi đoán không ra La Quân muốn làm gì, nàng có chút bận tâm hô một tiếng. La Quân vỗ vỗ Xuân Nhi đầu vai, đầy ý là muốn nàng yên tâm. Sau đó, La Quân liền đeo lên phược long bao tay xuất phát. La Quân đương nhiên không phải là thật muốn ra tay với Đa Luân Tư, hắn đây là tiến đến biểu diễn, kiếm lời đủ Mậu Tư trưởng lão tín nhiệm. Chỉ gặp La Quân tiến lên, một cái lắc mình thì ngăn lại Đa Luân Tư đường đi. Đa Luân Tư cái này lúc sau đã giết đỏ mắt, người trước mặt ảnh tránh đến, hắn nhìn cũng không nhìn, chính là một kiếm bổ tới. Đa Luân Tư kiếm thuật lại cao hơn kiếm thần tinh ra không ít, La Quân chỉ cảm thấy hoa mắt. Tiếp lấy hàn ý nhập thể. Trong một chớp mắt, trong mắt của hắn cũng chỉ có Đa Luân Tư kiếm. Nhất kiếm quang hàn chấn cửu châu A. Đây là Đa Luân Tư vô ý cùng La Quân chiến đấu nguyên nhân, không phải vậy Đa Luân Tư công giết, nói không chừng La Quân hôm nay thì nằm tại chỗ này. Trong nguy cơ, La Quân bất đắc dĩ một cái lại lư đả cổn tránh ra. Hắn cấp tốc xoay người đứng lên, lúc này hắn muốn lại đi chặn đường Đa Luân Tư đã rất không có khả năng. La Quân lập tức liền xám xịt trở lại Mậu Tư trưởng lão bên người. Nói thật, vừa rồi La Quân thật đúng là không có lo lắng lưu thủ A. Hắn đối Mậu Tư trưởng lão khoát khoát tay, một mặt đắng chát, nói ra, cái này Đa Luân Tư thật đáng sợ, trưởng lão, mặc kệ ngươi tin hay không, ta là hết sức. Vừa rồi cái kia một chút, nếu không phải ta tránh nhanh, ta thật đã vì giáo thần hiến thân. Mậu Tư trưởng lão tự nhiên là biết Đa Luân Tư lợi hại. Vừa rồi cái kia một chút hắn cũng nhìn ở trong mắt. Lão gia hỏa nhãn lực vẫn là có. Biết La Quân mới vừa rồi không có lưu thủ, cũng biết La Quân cái kia một chút thật là nguy hiểm tới cực điểm. Mậu Tư trưởng lão sắc mặt nặng nề, hắn hướng La Quân gật gật đầu, nhạt lạnh nói ra, La huynh đệ, người công lao ta sẽ như thực hướng giáo thần bẩm báo. Hắn đón đến về sau, lại vuốt râu trầm ngâm. Hiển nhiên, cái này Đa Luân Tư là rất đau đớn hắn đầu óc. Lúc này giữa sân, Đa Luân Tư dần dần đã tới gần ra miệng. Đa Luân Tư hiển nhiên là muốn từ ra miệng thoát đi, bất quá kiếm thần tinh một đám người cũng không phải đần đột, sớm phái bốn người giữ vững động khẩu. Mọi người đối Đa Luân Tư theo đuổi không bỏ. Đa Luân Tư thế là lại hướng nơi xa đào tẩu. Kiếm thần tinh theo đuổi không bỏ, trận bên trong bóng người như điện quang đồng dạng biến hóa, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Liền cũng tại lúc này, Mậu Tư trưởng lão dứt khoát từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một dạng sự vật. Cái kia lại là một cái tản ra kim sắc quang mang đá cuội. Hiển nhiên, cái đồ chơi này là dài giống đá cuội, nhưng cũng không phải là thật đá cuội. La Quân cũng không nhận ra thứ này, nhưng thứ này không hề nghi ngờ là cực kỳ quý giá, chính là ma pháp tinh thạch, bên trong có thể chứa đựng rất nhiều tinh thần lực. Cái này theo xe dự bị dầu một dạng. Mậu Tư trưởng lão trực tiếp đem ma pháp tinh thạch để vào trong miệng. Sau đó, cái kia ma pháp tinh thạch dần dần toàn bộ hóa thành tinh thần lực, tiến vào Mậu Tư trưởng lão trong não vực. Ma pháp này tinh thạch cũng không phải là chân thạch đầu, mà chính là đặc thù ma pháp tinh thần ngọn nguồn. Là lấy mạnh đại ma pháp nguyên tố tích lũy thành tinh thạch. Tựa như là nồng đậm canh sau cùng bị băng thành băng khối một dạng, từng ly từng tí, đều là tinh hoa A.
ma pháp tinh thạch được đến 10 phần không dễ. Mậu Tư trưởng lão cũng không có nhiều, hắn bây giờ lại cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn hết thảy 3 cái ma pháp tinh thạch, lúc này thôn vệ một khỏa ma pháp tinh thạch về sau, hắn trong não vực tinh thần lực trong nháy mắt thì khôi phục lại cửu thành. Sau đó, Mậu Tư trưởng lão lại lấy ra ma pháp của hắn trưởng. Cái kia ma pháp trưởng chính là đào mộc chế thành, 10 phần tinh xảo, xinh đẹp. Nhan sắc lộ ra rất là phong cách cổ xưa. Mậu Tư trưởng lão huy động ma pháp trưởng, miệng lẩm bẩm, đây đều là tối nghĩa thâm ảo ma pháp chú ngữ. La Quân dù sao là một câu đều nghe không hiểu. Ma pháp chú ngữ vật này, đến khoa không khoa học đâu. Là thật tất yếu, còn là một loại cố lộng huyền hư đồ đâu. Đây là một kiện rất đáng được thương thảo sự tình. La Quân tuy nhiên không hiểu chú ngữ, nhưng hắn biết, chú ngữ là rất lợi hại có cần phải. Bên trong thiên địa từ trường, phân tử, nguyên tố đều là kỳ diệu. Nhân loại cùng nhân loại ở giữa cần dùng lời nói câu thông, động vật cùng động vật ở giữa cũng cần lời nói câu thông. Như vậy người cùng nguyên tố ở giữa câu thông, cũng cần kỳ dị nào đó lời nói. Lời nói là một môn rất lợi hại thần kỳ lực lượng, có đôi khi người dù cho nghe không hiểu động vật đang nói cái gì, nhưng lại có thể theo nó thanh âm bên trong cảm nhận được nó nội tâm tâm tình. Phật gia có lục tự chân ngôn. O, mà A đâu? Y, bá E, mễ E, hồng O, từng chữ đại biểu ý nghĩa đều là khác biệt, nhưng là từng chữ đều đại biểu vô tận công đức đại lợi, dù cho ngươi chỉ tu đọc bên trong một hai cái chữ, cũng sẽ nhận được rất đại công đức. Tại Phật gia bên trong, còn có một cái cha chữ. Cha âm chính là phục ma âm, Phật gia cao nhân đọc ra, có thể làm tà ma run rẩy biến mất. Tại đạo gia trung tắc có càng nổi danh lâm binh đấu giả giai trận liệt tại thiên. Cho nên, kết hợp những này đủ loại, La Quân cũng đã biết ma pháp chú ngữ là cùng nguyên tố câu thông lời nói. Ma pháp có rất nhiều loại, có ma pháp là cứu người, có là giết người, có là đại diện tích lực sát thương, có là nhỏ diện tích. Cho nên lúc này, chú ngữ chính là muốn đem những này khác biệt ma pháp phân chia đi ra. Đương nhiên, đây đều là La Quân tưởng tượng. Mà giữa sân giờ phút này cũng rốt cục xuất hiện biến hóa. Mậu Tư trưởng lão vị này cấp 7 đại ma pháp sư bắt đầu bão nổi. Cách khác tướng trang nghiêm, theo ma pháp của hắn trường huy động, trong không khí đột nhiên ngưng tụ ra hai đầu kim sắc liệt hỏa phượng hoàng. Cái này hai đầu phượng hoàng móng vuốt phá lệ sắc nhọn, chúng nó quanh thân tắm kim sắc quang mang này đâm vào mắt người đều không thể mở ra. Hai đầu phượng hoàng bay nhảy cánh, cấp tốc tiến đến ngăn cản Đa Luân Tư đường đi. Mà lại, hai đầu phượng hoàng còn có thể miệng phun liệt diễm. Cái kia liệt diễm cũng không phải là thật hỏa diễm. Nhưng là có thể giết người quang diễm. Hai đạo màu vàng quang diễm hướng phía Đa Luân Tư thiểm điện chém giết tới, cùng lúc đó, hai đầu liệt hỏa phượng hoàng sắc nhọn móng vuốt cũng hướng Đa Luân Tư kiểm môn, khuôn mặt chộp tới. Trong nháy mắt, Đa Luân Tư tình huống nguy cấp tới cực điểm. Đa Luân Tư thân thể lệch ra, cấp tốc tránh đi cái kia hai đạo màu vàng quang diễm tập kích. Đồng thời, hai đầu liệt hỏa phượng hoàng chộp tới, hắn mũi kiếm lắc một cái, trong nháy mắt chém giết lưỡng kiếm quá khứ. Kiếm quang trong nháy mắt liền đem hai đầu liệt hỏa phượng hoàng chém chúng, chính là theo bọn nó trong thân thể ở giữa chém tới. Nhưng hai đầu liệt hỏa phượng hoàng lại là một chút sự tình đều không có, chúng nó hung diễm vẫn như cũ, tiếp tục bay nhảy lấy chụp vào Đa Luân Tư. Đồng thời, trong miệng tiếp tục phun ra quang diễm tới. Lúc này, kiếm thần tinh một đám người cũng liền đem Đa Luân Tư vây vào giữa. Đa Luân Tư trong nháy mắt thì phải đối mặt kiếm thần tinh một đám người vây giết. Mà lên còn có hai đầu liệt hỏa phượng hoàng công sát. Như không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này Đa Luân Tư là chết chắc. Đa Luân Tư, người chịu chết đi. Kiếm thần tinh giữ nhà Đa Luân Tư, cái kia là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hắn bạo giống một tiếng, lập tức liền xuất thủ. Kiếm quang lấp lóe, Đa Luân Tư thân thể lóe lên, cũng trở về một kiếm. Nhưng lúc này, còn lại người cũng phát động công kích. Bao quát cái kia hai đầu liệt hỏa phượng hoàng cũng không có nhàn rỗi. Đa Luân Tư hiểm tượng hoàn sinh, hắn tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể xoay tròn, thi triển ra bạo vũ lê hoa chiêu thức. Cái kia một cái chớp mắt, thánh nguyên kiếm kiếm quang lấp lóe, ánh sáng lạnh trấn cửu châu. Đa Luân Tư thánh nguyên kiếm giống như kim cô bổng điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt đem mọi người công kích chấn khai. Một chiêu này bạo vũ lê hoa chính là Đa Luân là tuyệt sát chi chiêu, vô cùng hao phí tâm lực. Nhưng lúc này, liền xem như thi triển bạo vũ lê hoa, cái kia cũng bất quá là vì hắn chỉ hoãn một chút thời gian. Kiếm thần tinh bọn người bị chấn khai,
bọn họ lập tức liền muốn phát động đợt công kích thứ hai. Dừng tay, ngay vào lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Cùng lúc đó, hai đầu liệt hỏa phượng hoàng cũng gào thét một tiếng, biến mất. Tiếp theo, mộc tư trưởng lão thanh âm phẫn nộ truyền đến, ngươi dám. Kiếm thần tinh bọn người bị kinh ngạc. Đa luân tư thừa dịp cái này biến cố, lập tức một kiếm lóe ra, thiểm điện giết một tên hoàng kim kỵ sĩ. Máu tươi vẩy ra bên trong, đa luân tư chạy ra vòng vây. Đa luân tư sau khi đứng vững, hắn cũng liền nhìn về phía mộc tư trưởng lão bên kia. Kiếm thần tinh mấy người cũng nhìn sang. Bọn họ lập tức liền trông thấy La Quân một tay bóp lấy mâu tư trưởng lão cổ, một tay còn đoạt mâu tư trưởng lão ma pháp trượng. Giờ phút này mâu tư trưởng lão mặt mo một mảnh đỏ lên, trong mắt của hắn là nói không nên lời phẫn nộ. Kiếm thần tinh bọn người gặp tình huống này, lập tức cũng là trong mắt bốc hỏa. Kiếm thần tinh xông La Quân quát lên, họ Trần, ngươi làm cái quỷ gì? Lập tức buông dài lão, nếu không bản giáo chủ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đồ nhã dày đặc mấy người cũng phẫn nộ nhìn lấy La Quân. Ngược lại là Đa Luân Tư, hắn ánh mắt lộ ra rất lợi hại phức tạp. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới La Quân sẽ ra tay cứu hắn. La Quân nhìn lấy kiếm thần tinh bọn người, hắn cười ha ha, nói ra, ta làm cái quỷ gì? Chuyện này thực đã có thể nhìn rất rõ ràng a, ta chính là đang trợ giúp phản nghịch Đa Luân Tư a. Vì cái gì phải làm như vậy? Mộc tư trưởng lão cả giận nói. Hắn nói chuyện có chút khó khăn, nhưng vẫn kiên trì nói chuyện, ngươi biết ngươi làm như vậy ý vị như thế nào sao? Ngươi là tại chơi với lửa có ngày chết cháy, ngươi là tại khiêu chiến giáo thần, chọn chiến thần giáo uy nghiêm. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi liền có thể chống cự giáo thần. La Quân cười cười, nói ra, mộc tư trưởng lão, ngươi không cần ở chỗ này đe dọa ta. Chúng ta cái này cùng nhau đi tới, trong lòng ngươi tính toán gì, ta không phải cái gì cũng không biết. Ngươi tại sao phải giúp trợ cái này phản nghịch, mộc tư trưởng lão giận không kềm được, đây cũng là hắn trăm bề không được biết điều tình. La Quân từ tốn nói, rất đơn giản, nếu không phải Đa Luân Tư xuất thủ cứu ta, ta cùng muội muội ta sớm đã chết tại mảnh này tuyết vực bên trong. Mộc tư trưởng lão một đám người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đa Luân Tư lúc này cũng mở miệng, hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi không có tất muốn làm như thế. Người đang cho chính ngươi mang đến ngươi vô pháp tưởng tượng phiền phức. La Quân từ tốn nói, ta biết. Đa Luân Tư nao nao, nói, biết ngươi còn làm như thế. La Quân nói ra, ta là không có tín ngưỡng người, ta cũng không tín ngưỡng các ngươi giáo thần, nhưng ta tin chính ta lương chi. Muốn ta nhìn ân nhân cứu mạng chết trước mặt ta, điểm này, giết ta cũng làm không được. Đa Luân Tư trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn nhìn La Quân liếc một chút, nói. Như vậy tiếp đó, người định làm như thế nào? Hai người đang nói chuyện phiếm, đã đem người khác xem như bài trí. Mộc tư trưởng lão một đám người khí muốn chết, nhưng lúc này nhưng lại là không thể làm gì. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói, đem bọn hắn toàn bộ giết, sát nhân diệt khẩu, được hay không? Cái này lời vừa nói ra, lập tức để kiếm thần tinh bọn người khí muốn chết. Mẹ, người cho chúng ta là giấy. Người nói toàn bộ giết chết liền có thể toàn bộ giết chết. Giết là có thể giết, nhưng cũng che giấu không sự thật. Đa Luân Tư nói ra, giáo thần thần thông quảng đại, nàng có thể lấy đại trí tuệ đến xác minh chân tướng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngay vào lúc này, mộc tư trưởng lão lên tiếng lần nữa. Hắn trầm giọng nói ra, La Quân, Đa Luân Tư lời nói người cũng nghe đến. Người bây giờ nếu như quay đầu, ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. La Quân cười ha ha, nói ra, mộc tư trưởng lão, lời này của ngươi nói ra, chỉ sợ chính ngươi đều không tin a. Đương nhiên, ta cũng tin tưởng ngươi giờ phút này nói những lời này cũng có thể là phát ra từ thực tình. Nhưng nếu chờ ngươi đắc thế về sau, ngươi nhớ tới cái nhục ngày hôm nay, chắc chắn càng nghĩ càng không thuận, đến lúc đó, chỉ sợ ta đứng trước cũng là kết cục bi thảm. Hắn đón đến, nói ra, dù sao ta là không có kết quả gì tốt. Chẳng lôi kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Mộc tư trưởng lão nhất thời nghẹn lời. Lúc này Duẫn Nhi, nàng một mực canh giữ ở La Quân bên người. La Quân làm bất kỳ quyết định gì, nàng đều là duy trì. Buông dài lão, kiếm thần tinh lửa giận ứa ra, hắn xông La Quân trầm thấp gào thét. La Quân lại không để ý tới kiếm thần tinh, hắn nhìn về phía Đa Luân Tư, ngươi cảm thấy, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào. Đa Luân Tư trầm mặc một cái chớp mắt về sau.
hắn đột nhiên hỏi La Quân, nói, ngươi thật nghĩ được không? Nếu ngươi giờ phút này hướng Mâu Tư trưởng lão muốn lấy cái hứa hẹn, để hắn cùng kiếm thần tinh đám người này lấy giáo thần danh nghĩa phát thệ, cam đoan về sau không làm khó dễ ngươi. Sau đó ngươi thả Mâu Tư trưởng lão, cùng ngươi đồng bạn rời đi. Trận này phiền phức, ngươi là có thể tránh khỏi. Mâu Tư trưởng lão nhãn tình sáng lên, hắn nói ra, đúng, La Quân, chỉ cần ngươi chịu thả ta. Hôm nay ngươi đi ngươi đường, chúng ta đi chúng ta nói, từ đó không hề tương quan. Ta có thể lấy giáo thần danh nghĩa đến phát thệ. La Quân trong lòng hơi động, đây cũng thật là cái giải quyết chính mình khốn cảnh biện pháp. Chỉ bất quá, lập tức, La Quân thì cười cười. Hắn nhìn về phía Đa Luân Tư, nói ra, ta như là đã động thủ, liền sẽ không lại muốn lui về phía sau đường. Nếu như ta hiện tại muốn thỏa hiệp, vậy ta trước đó động thủ chẳng phải là bệnh thần kinh. Đa Luân Tư trong mắt lóe lên lệ quang, nói, vậy thì tốt, đã ngươi đã nghĩ kỹ. Như vậy, thì giết hắn đi. Ngươi dám, kiếm thần tinh nghiêm nghị quát. Mộc Tư trưởng lão cũng là hãi nhiên thất sắc. La Quân chỉ nói một chữ, nói, tốt. Trên tay hắn bỗng nhiên tăng sức mạnh, trong nháy mắt, hắn trào lực thẩm thấu, trực tiếp đem Mâu Tư trưởng lão cổ cố chấp đoạn. Mâu Tư trưởng lão còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, hắn trong mắt trừng ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi, tại chỗ tử vong. Duẫn Nhi ở một bên cũng là bị kinh ngạc, nàng không nghĩ tới La Quân thật sự đem Mâu Tư trưởng lão cho giết. Đối với La Quân tới nói, hắn giết Mâu Tư trưởng lão cũng là không có khác lựa chọn. Mâu Tư trưởng lão không chết. Nhiều như vậy Luân Tư cùng hắn khẳng định vô pháp chạy đi. Nhưng giết Mâu Tư trưởng lão đúng không? Mâu Tư trưởng lão là tội ác tày trời người sao? Điểm này, La Quân cũng không biết, cũng vô pháp cho ra đáp án tới. Nhưng La Quân như là đã lựa chọn phải cứu Đa Luân Tư, như vậy hắn nhất định phải giết chết Mâu Tư trưởng lão. Đây là nhất định phải lấy hay bỏ. Ở lúc mấu chốt, nhân từ nương tay là cái gì cũng không làm thành. La Quân tuy nhiên không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng ở thời điểm này, hắn không có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Ngươi đáng chết, kiếm thần tinh nhìn thấy Mâu Tư trưởng lão thân tử, hắn bạo giận lên, hai mắt đỏ bầm hướng La Quân chém giết tới. Kiếm thần tinh trường kiếm trong tay lấp lóe, kiếm tinh vạn điểm, giống như tật phong bạo vũ đâm vọt lên. La Quân ánh mắt bình tĩnh xuống dưới, trên tay hắn một mực mang theo phược long bao tay. Kiếm thần tinh chớp mắt tức đến. Hắn kiếm thế sắc bén hung ác, hung hãn không sợ chết. Một kiếm điện quang đâm về La Quân vị trí hiểm yếu. La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức lấy Vân Long tham chảo chụp vào kiếm thần tinh trường kiếm thân kiếm. Cùng lúc đó, Đồ Nhã dày đặc cũng mang một tên hoàng kim kỵ sĩ hướng phía La Quân chém giết tới. Mà còn lại hoàng kim kỵ sĩ thì hướng Đa Luân Tư đánh tới. Lúc này, Duẫn Nhi cũng nhất định phải xuất thủ, nàng cũng không phải là tay trói gà không chặt người. Bất quá, Duẫn Nhi trên tay hiện tại không có vũ khí. Nàng đối mặt nhiều như vậy kiếm thuật cao thủ, đó cũng là nguy hiểm sự tình. La Quân đối Duẫn Nhi trầm giọng nói ra, ngươi lui ra ngoài, ta có thể ứng phó. Duẫn Nhi nhìn trước mắt hàn quang lấp lóe, trong bụng nàng một e sợ, biết mình ở chỗ này cũng chỉ có thể cho La Quân lấp gánh vác. Nàng gật gật đầu, thiểm điện tật lui ra ngoài. Kiếm thần tinh bọn người mục tiêu là La Quân, cho nên cũng không có qua quản Duẫn Nhi. La Quân nhất chảo chộp tới, còn chưa bắt lấy kiếm thần tinh trường kiếm thân kiếm, kiếm thần tinh đã trước đem trường kiếm xoay chuyển, trở tay nghiêng bổ về phía La Quân cánh tay. La Quân vai hướng xuống chìm, sau đó trở tay nhất trưởng hướng trường kiếm thân kiếm vỗ tới. La Quân chiêu thức còn giống như quỷ mị quấn lấy kiếm thần tinh, để kiếm thần tinh căn bản thi triển không xuất kiếm thuật chi tinh diệu. Chỉ là đáng tiếc là, kiếm thần tinh cũng không là một người đang chiến đấu. Lúc này, Đồ Nhã dày đặc cùng một tên khác hoàng kim kỵ sĩ song kiếm phân hai cái phương hướng đâm tới, lập tức liền muốn hình thành vây kín chi thế. La Quân có Đồ Nhã dày đặc cùng cái kia hoàng kim kỵ sĩ kiềm chế, lấy hắn tu vi, cũng vô pháp đến tướng kiếm thần tinh ngăn chặn. Đối mặt ba người này tổng cộng, trong nguy cơ, La Quân thân thể lóe lên, lại là một chiêu di hình hoán ảnh thi triển đi ra. Chỉ gặp hắn thân thể nhoáng một cái, liền chạy đi. Sau đó, La Quân bộ pháp nhẹ nhàng. Tả xung hữu đột. Cái này long trong thần điện, địa vực rộng rãi, ngược lại là rất lợi hại thích hợp chiến đấu. Kiếm thần tinh ba người lập tức theo thật sát ở phía sau truy sát. La Quân tu vi là tại kiếm thần tinh những người này phía trên. Có thể nói, nếu như bọn họ muốn là đều không cầm kiếm, La Quân hoàn toàn có thể lấy một địch ba.
nhưng là dưới mắt, cao thủ cầm kiếm về sau, lực sát thương thật là tăng rất nhiều. La Quân cũng không thể chống đỡ được ba người này kiếm thuật công kích. Bất quá giờ phút này, kiếm thần tinh ba người cũng là hoàn toàn cầm La Quân không có cách nào. Bởi vì La Quân tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản đuổi không kịp. Xuân Nhi ở một bên ngược lại là rất nhàn nhã, không người đến tìm nàng phiền phức. Nhưng nàng cũng cơ bản không giúp đỡ được cái gì. Nếu như nàng có vũ khí nơi tay, cũng có thể giúp đỡ một chút. La Quân bên này, trong lúc nhất thời khó có thắng bại. Nhưng Đa Luân Tư bên kia, lại là cơ hồ thiên về một bên. Đa Luân Tư tại Long Thần Điện một số băng trụ ở giữa cùng còn lại Hoàng Kim Kỵ Sĩ chiến đấu, hắn kiếm pháp xuất quỷ nhập thần, ngẫu nhiên đột nhiên về kiếm thứ giết, để những Hoàng Kim Kỵ Sĩ đó nhóm quả thực cũng là khó lòng phòng bị a. Đa Luân Tư tu vi là La Quân đều không kịp, huống chi hắn trả một kiếm nơi tay. Thân là Thánh Kỵ Sĩ bên trong cầm đầu Đa Luân Tư, hắn hiện tại thể hiện ra hắn thực lực tuyệt đối. Không bao lâu, thì có ba tên Hoàng Kim Kỵ Sĩ chết tại hắn dưới kiếm. Đây cũng không phải nói Đa Luân Tư thì so La Quân lợi hại quá nhiều, chủ yếu nhất là Đa Luân Tư là kiếm thuật cao thủ, hắn trong tay có kiếm. La Quân Phược Long bao tay tuy nhiên lợi hại, nhưng đó cũng là giới hạn tại theo một người đối chiến. Cái bao tay này tiến công cường độ là không thể theo kiếm so sánh, La Quân muốn đối mặt ba cái kiếm thuật cao thủ Hoàng Kim Tam Giác Kiếm, cho nên hắn lộ ra phá lệ cố hết sức. Nếu để cho Đa Luân Tư trong tay không có kiếm đến đối mặt kiếm thần tinh ba người này, Đa Luân Tư như cũ đến chạy chối chết. Cho nên, tại tương đối hoàn cảnh dưới, vũ khí tác dụng thì là rất lớn. Tỉ như tại một cái bịt kín trong phòng, một người đối đầu ba cái tráng hán, đây tuyệt đối là muốn bị đánh gần chết. Nhưng nếu như người này trong tay có dao bầu lời nói, như vậy cái này ba cái tráng hán khẳng định là muốn kiêng kỵ vạn phần, làm không tốt còn muốn bị chém chết. La Quân đang chạy trốn bên trong, đem Đa Luân Tư bên kia tình huống thấy rõ ràng. Hắn liền biết, chỉ chờ Đa Luân Tư đem những Hoàng Kim Kỵ Sĩ đó giải quyết không sai biệt lắm, chờ Đa Luân Tư trở về thủ thời điểm, cái kia chính là kiếm thần tinh đám người này tai nạn. Điểm này, La Quân nhìn ra, Duẫn Nhi cũng nhìn ra. Kiếm thần tinh lập tức cũng liền nhìn ra. Kiếm thần tinh giờ này khắc này rốt cục hoàn toàn xác định, tại không có Mâu Tư trưởng lão trợ giúp dưới, chính mình đám người này bây giờ là không thể nào chém giết Đa Luân Tư cùng La Quân. Làm không tốt, mệnh đều muốn dựng ở chỗ này. Rút lui, kiếm thần tinh quyết định thật nhanh, khẽ quát một tiếng. Sau đó, hắn xoay người rời đi. Đồ A Thơ cùng tên kia Hoàng Kim Kỵ Sĩ gặp kiếm thần tinh rút lui, hai người bọn họ cũng đi theo rút đi. La Quân trốn một nửa, hắn lúc này cũng đứng vững thân thể. Đối mặt loại tình huống này, La Quân cũng không cảm thấy nghi hoặc. Kiếm thần tinh đám người này rút đi, đó là không thể bình thường hơn được. La Quân trong lòng nghĩ là, muốn hay không đuổi tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn. Lúc này, còn lại chiến Đa Luân Tư Hoàng Kim Kỵ Sĩ cũng nhao nhao rút lui. Nhưng Đa Luân Tư nhưng không có thủ hạ lưu tình, hắn thừa dịp những này Hoàng Kim Kỵ Sĩ rút lui thời điểm, quay người đại sát tứ phương. Không bao lâu, liền đem những Hoàng Kim Kỵ Sĩ đó giết cái 7-8 phần. Long trong thần điện tràn ngập ra một mảnh mùi máu tươi. Nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ giết. Đa Luân Tư xông La Quân quát, không thể để cho bọn họ đào tẩu, không phải vậy bọn họ cách không lấy thần thánh thủy tinh cầu hướng giáo thần bẩm báo, giáo thần có thể linh hồn sống uổng tới, đến lúc đó chúng ta chết càng nhanh. La Quân bị kinh ngạc, hắn lúc này mới ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Ngay sau đó, La Quân cũng liền đến truy sát trong đội ngũ. La Quân thân pháp như điện, lúc này, trong mắt của hắn tràn đầy hung mãnh sát cơ. Sự tình đã đi đến một bước này, cái kia còn có cái gì dễ nói. Thế giới này cũng là cái mãng hoang rừng cây, muốn sống sót, vậy sẽ phải ác hơn, càng hung, càng ác. La Quân cấp tốc cản ở cửa ra chỗ, kiếm thần tinh bọn người cấp tốc tới. Kiếm thần tinh gặp La Quân ngăn lại ra miệng, hắn càng là nổi giận, lệ hống một tiếng, một kiếm vào đầu bổ về phía La Quân mi tâm. Kiếm thần tinh một kiếm này chính là nén giận mà phát, nhanh như lôi đình, lệ như thiểm điện. Chỉ gặp hàn quang đột khởi, kiếm quang lóe lên. Bất quá kiếm thần tinh thủy chung đều không phải là Đa Luân Tư, cho nên, hắn muốn một kiếm bức lui La Quân, vậy cái này thật sự là si tâm vọng tưởng. La Quân con mắt khẽ híp một cái, thân thể hướng trái lệch ra, bất chợt tới lại chính là một chiêu hoàng cầu đi tiểu đá qua. Một chiêu này hoàng cầu đi tiểu ám thối nhanh như thiểm điện, vô ảnh vô hình. Kiếm thần tinh nóng lòng rời đi, không nghĩ tới La Quân chiêu thức quỷ dị như vậy.
hắn lập tức hướng về sau lui một bước. La Quân cấp tốc theo vào, liền muốn kết kiếm thần tinh. Không nghĩ tới lúc này, Đồ Nhã dày đặc lại một kiếm đâm tới. La Quân bỏ mất cơ hội, không khỏi nổi nóng, hắn nhất trưởng phiên thiết Đồ Nhã dày đặc trường kiếm, tiếp lấy năm ngón tay như lợi câu lại một quyển. Liền cũng tại lúc này, kiếm thần tinh bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hoàng. Hắn hai mắt trợn lên, lộ ra rất là thật không thể tin. Trước ngực hắn, có kiếm nhọn chui ra. Lại là Đa Luân từ từ đuổi theo phía sau, một kiếm đâm hắn một lạnh thấu tim. Kiếm thần tinh vị thiếu niên này thiên tài thì như vậy. Chết! Đồ Nhã dày đặc bị La Quân cuốn lấy, đang đau đầu. Ngay vào lúc này, Đa Luân từ một kiếm chém ngang, trong nháy mắt đem Đồ Nhã dày đặc đầu lâu chảm bay ra ngoài. Tiếp theo, Đa Luân từ lại là một kiếm đâm ngược, đem một tên sau cùng còn sống hoàng kim kỵ sĩ cũng chém giết tại dưới kiếm. Đến tận đây, Mậu Tư trưởng lão một đoàn người rốt cục toàn quân bị diệt. Đa Luân Tư trên mặt bị tung tóe từng tia máu tươi, cái này khiến hắn khuôn mặt tuấn tú tại lạnh lùng bên trong lộ ra một tia yêu diễm. La Quân trên mặt cũng là vết máu, hắn là thuộc về thanh tú bên trong lộ ra kiên nghị loại hình. Nhưng giờ phút này, trong mắt của hắn cũng là sát ý lộ ra, lạnh lùng dị thường. Xuân Nhi rất nhanh liền tới, nàng cũng không phải là chưa từng thấy qua các mặt của xã hội nữ hài. Đối dạng này huyết tinh tràng diện cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nàng đi vào La Quân bên người, cũng xuất ra khăn tay cho La Quân lau trên mặt máu tươi. Đa Luân Tư đem Thánh Nguyên kiếm thu kiếm vào vỏ, sau đó hắn cũng đem trên mặt vết máu xóa đi. Hắn hướng La Quân nhìn một chút, La Quân cũng liền nhìn về phía Đa Luân Tư. Đa Luân Tư bỗng nhiên cởi mở cười một tiếng, nói ra, từ nay về sau, chúng ta có thể coi là huynh đệ khó khăn. La Quân cũng là cười một tiếng. Hắn đem ân oán phân rất rõ, không có ngươi, ta cùng Duẫn Nhi đã sớm chết. Đa Luân Tư nói ra, không có ngươi, ta đã từ lâu chết. Cho nên, hai chúng ta ai cũng không nợ người nào. Nhưng từ nay về sau, ngươi là ta Đa Luân Tư huynh đệ. La Quân cười nói, đây là ta vinh hạnh. Duẫn Nhi yên tĩnh đứng tại La Quân bên người. Đa Luân Tư ánh mắt lại đến Duẫn Nhi trên thân, hắn tiếp lấy nói với La Quân, ngươi còn không có giới thiệu Duẫn Nhi đâu. Nàng là thê tử ngươi. La Quân mỉm cười, nói ra, là nữ nhân ta. Đa Luân Tư nói ra, vậy xem ra ta muốn hô một tiếng đệ muội. Duẫn Nhi cũng liền lập tức nhu thuận hô, Đa Luân Tư đại ca. Đa Luân Tư cười ha ha một tiếng, sau đó, hắn từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một dạng sự vật, đệ muội, sơ lần gặp gỡ, ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta cũng không thể tay không. Cái này tặng cho ngươi. Bàn tay hắn tâm mở ra. Cái kia lại là một cái trong suốt sáng long lanh tròn vo tinh thạch. Giống là một cái mặt dây chuyền kích cỡ tương đương, rất là xinh đẹp. Đây là ma pháp tinh thạch, La Quân nhìn không được hỏi. Đa Luân Tư gật gật đầu, nói ra, đúng, tốt nhất ma pháp tinh thạch, đem bán lấy tiền hẳn là có thể bán cái không tệ giá tiền. Dù sao ta cũng không dùng được, liền dứt khoát mượn hoa hiến Phật đưa cho đệ muội. La Quân cười ha ha, nói ra, Duẫn Nhi cũng là không biết ma pháp. Cầm quái lãng phí. Đa Luân Tư chừng La Quân liếc một chút, nói ra, ta là làm cái tiểu sức phẩm đưa cho đệ muội, người nói lời vô dụng làm gì. La Quân cười ha ha một tiếng. Duẫn Nhi liền hoan hỉ tiếp nhận, nói ra, cảm ơn Đa Luân Tư đại ca. Nàng lại là hoan hỉ, vừa đến, ma pháp này tinh thạch xác thực rất xinh đẹp tinh xảo. Thứ hai, Đa Luân Tư đại ca coi nàng là làm La Quân thê tử, cái này khiến nàng càng vui vẻ hơn. Đa Luân Tư gặp Duẫn Nhi nhận lấy tinh thạch, hắn cũng là vui vẻ. La Quân nghĩ đến cái gì, hắn nói ra, đám người này trên thân đều có chữ vật giới chỉ, ta phải vơ vét một phen. Điểm này, Đa Luân Tư ngược lại không phản đối. Hắn nói ra, trên người bọn họ ăn uống cũng rất nhiều. La Quân lại là hướng Mậu Tư trưởng lão thi thể đi đến, hắn nói ra, Mậu Tư trưởng lão trên thân còn giống như có ma pháp tinh thạch, thứ này ta phải giữ lại. Đa Luân Tư một bên vơ vét chữ vật giới chỉ, một bên kỳ quái nói ra, người nóng như vậy chung ma pháp tinh thạch làm gì? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, người đại khái còn không biết đi, ca ca ta là toàn hệ ma pháp sư. Đa Luân Tư không khỏi ngốc ngẩn ngơ, hắn dừng lại động tác trên tay, nói, người nói cái gì? La Quân nói ra, đợi chút nữa ngươi liền biết. Hắn nói xong cũng đã từ Mậu Tư trưởng lão trên thi thể đem chữ vật giới chỉ lấy xuống. Sau đó, hắn từ bên trong lấy ra cái kia thủy tinh cầu tới. Đa Luân Tư cũng liền đi vào La Quân trước mặt.
La Quân nói, ngươi xem một chút. Hắn nói xong liền nhắm mắt lại, lấy tay vuốt ve thủy tinh cầu. Chỉ một lúc sau, cái kia thủy tinh cầu liền xuất hiện sắc thái lộng lẫy nhan sắc. Đa Luân Tư nhất thời hãi nhiên thất sắc, hắn tròng mắt gắt gao trừng mắt thủy tinh cầu. Đa Luân Tư trước kia chính là thần giáo thánh kỵ sĩ, hắn gặp quá nhiều ma pháp học đồ Crystal chắc thí. Hắn lớn nhất lâu dài thì là gặp qua bên trong xuất hiện ba loại nhan sắc. Đó là cực hiếm thấy. Đa Luân Tư nhớ kỹ xuất hiện ba loại nhan sắc người kia gọi là lôi địch chính là tam hệ ma pháp sư. Đó là 10 năm trước, mà bây giờ lôi địch đã là thần giáo bên trong áo trắng đại tế ti, địa vị cao thượng cùng cực. Liền xem như chính mình gặp lôi địch, vậy cũng muốn được một cái ôm ngực lễ, hô một tiếng đại tế ti. Đa Luân Tư cẩn thận đếm xem La Quân chỗ bày ra thủy tinh cầu, mà mẹ nó, trọn vẹn 6 màu A. Toàn hệ ma pháp sư. Quả nhiên là toàn hệ ma pháp sư. Liền xem như giáo thần đều chỉ tinh thông ngũ hệ, La Quân gia hỏa này thế mà, thế mà. Đa Luân Tư tràn ngập thật không thể tin ánh mắt. La Quân lúc này liền cũng liền thu tay lại, hắn nhìn lấy Đa Luân Tư ngây ra như phỗng bộ dáng, cái kia vẫn còn có chút cảm giác thành tựu. Thế nào? La Quân cười một tiếng, hỏi. Đa Luân Tư thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhịn không được nói, ngươi không có gian lận à? La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, cái này cũng có thể gian lận. Hắn đón đến, nói ra, bất quá cái này cũng không nhiều lắm dùng. Ta cũng không có thời gian ở chỗ này tu luyện ma pháp. Ta khẩn yếu nhất là nghĩ biện pháp rời đi nơi này, trở lại chủ thế giới qua. Đa Luân Tư trầm giọng nói ra, hiện tại ngươi đắc tội giáo thần, đừng nói về chủ thế giới, sợ sợ muốn phải sống sót đều rất khó. La Quân cũng không quá để ý, hắn nói ra, ta tại chủ thế giới gây phiền toái cũng nhiều, đắc tội với người càng nhiều. Nhưng ta hiện tại hoàn hảo tốt còn sống, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không có gì đáng sợ. Nếu thật là chuyện không thể làm, đó cũng là mệnh ta. Đa Luân Tư gặp La Quân thoải mái, hắn cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. La Quân sau đó quét mắt một vòng khắp nơi trên đất thi thể, hắn khẽ nhíu mày, nói, tiếp xuống người có tính toán gì? Còn có, người đến cái này Long Thần Điện tới là có cái gì mục đích sao? Đa Luân Tư trầm giọng nói ra, tới nơi này tự nhiên là có mục đích, bất quá nơi này không phải nói chuyện nơi tốt, chúng ta trước tìm sạch sẽ địa phương lại nói tiếp. La Quân gật gật đầu. Ngay sau đó, một hàng ba người liền ra Long Thần Điện. Đối với những thi thể này, La Quân ba người là không có ý định vì liệm. Giết đều giết, chẳng lẽ còn muốn mèo khóc chuột giả từ bi? Ra Long Thần Điện về sau, ba người cũng không có rời đi cái này ma cung. Trong ma cung, cung điện rất nhiều, ba người tìm vắng vẻ sạch sẽ cung điện. Cung điện này gọi là Quy Tiên Điện, bên trong cũng có thần long điêu khắc. Bốn phía đều là băng hàn chi vách tường. La Quân vì dễ chịu một số, trước chi cái lều vải đứng lên. Lều vải có thể chống lạnh, sau đó, La Quân lại tại trong lều vải đem giường chiếu trải tốt. Kể từ đó, chỉ từ thị giác bên trên liền để dễ chịu một số. Trước đó chỗ kia chỗ băng hàn bộ dáng, xác thực khiến người ta có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Đa Luân Tư, người cũng nhất định đói à. La Quân mỉm cười, nói ra, chúng ta nấu chút canh thịt dê. Thuận tiện uống chút rượu ấm, sau đó lại bắt đầu trò chuyện dưới ngươi tình huống, ngươi thấy thế nào? Đa Luân Tư lập tức tới ngay hứng thú, hắn cười lớn một tiếng, nói ra, quá tốt, ta từ mưu phản thần giáo bắt đầu, một mực màn trời chiếu đất, có thể lại không có hưởng qua tử tư vị. Nghĩ không ra ở chỗ này còn có thể lại ăn uống thả cửa một hồi, đó chính là chết cũng không hối tiếc. Ngay sau đó, La Quân thì từ trong chữ vật giới chỉ ra bên ngoài cầm đồ, vật. Tử có thật nhiều. Nguyên liệu nấu ăn cũng có thật nhiều. Duẫn Nhi phụ trách giúp bọn hắn đem nguyên liệu nấu ăn làm nóng. Mà làm nóng nguyên liệu nấu ăn phải đối mặt vấn đề thứ nhất cũng là đem hỏa bốc cháy. Tại trong chữ vật giới chỉ, hỏa phù có bó lớn. Nhưng Đa Luân Tư cùng La Quân mắt trợn tròn là, bọn họ đều không là ma pháp sư. Cho nên không có cách nào đem hỏa phù dẫn đốt. Nếu là không có hỏa, vậy cái này có thể cũng có chút khó chịu, cũng có chút khó làm. Đa Luân Tư là lực bất tòng tâm, không có một điểm biện pháp nào. Hắn cười khổ xông La Quân nói ra, thế nào, toàn hệ ma pháp sư? Ngươi là mất phương hướng đại lục xưa nay chưa từng có toàn hệ ma pháp sư, vậy ngươi có biện pháp nào không đem hỏa phù dẫn đốt? La Quân hơi hơi xấu hổ, hắn sờ sờ cái ót, nói ra, vật này, ta thật sự là một điểm khái niệm đều không có. Bất quá ta có thể thử một chút, nhìn xem được hay không.
hắn nói liền cầm lên một cái hỏa phù. Cái kia hỏa phù tựa như là đạo gia phù chú một dạng, hỏa phù này trang giấy rất đặc thù, chất liệu đặc biệt cứng rắn. Trên xuống có thật nhiều cổ quái ký tự, dù sao La Quân là một chữ cũng không biết. Bất quá La Quân vẫn là cảm giác được hỏa phù phía trên, những thần bí đó chú văn bên trong có hỏa nguyên tố đang nhảy nhót. Lấy tinh thần lực câu thông, La Quân nói thầm, sau đó, trong tay hắn vuốt ve hỏa phù, hắn não vực một mảnh trong vắt, tựa như là đang vuốt ve thủy tinh cầu. Lần này cảm giác lại là khác biệt. Hắn cảm giác trong não vực xuất hiện nhảy lên hỏa nguyên tố bị hỏa phù chú văn khóa lại. La Quân cùng bên trong hỏa nguyên tố câu thông đứng lên, hắn giật mình, thầm nghĩ, đều đi ra. Những hỏa nguyên tố đó tựa như là có linh thức, cấp tốc tuôn ra động. Cái kia chú văn chỉ là hơi hạn chế lại hỏa nguyên tố, cũng không phải là muốn thật vây khốn hỏa nguyên tố, cho nên lập tức, cái này mai hỏa phù thì bốc cháy. Hỏa phù đặt chung một chỗ, theo pháo chuột thả cùng một chỗ một dạng, nhất định phải cẩn thận, không phải vậy rất có thể tự đốt. Cho nên, muốn dẫn đốt hỏa phù thực rất đơn giản. La Quân cùng hỏa nguyên tố có thể câu thông, tự nhiên cũng chính là đơn giản. Ối, La Quân tay bên trên truyền đến cảm giác đau đớn, hắn lập tức mở mắt, vừa mở mắt liền trông thấy hỏa phù bốc cháy lên. Hắn liền tranh thủ hỏa phù ném đến đồng lô bên trong. Đa Luân Tư cùng Duẫn Nhi thấy thế tất nhiên là mừng rỡ, Đa Luân Tư không khỏi tán thán nói, La Quân, người quả nhiên là trời sinh ma pháp sư, thế mà nhanh như vậy liền có thể dẫn đốt hỏa phù. La Quân ha ha cười ngây ngô, hắn ngược lại là cảm thấy ma pháp này rất đã. Sau đó, hắn lại bắt chước làm theo dẫn đốt mấy chương hỏa phù. Cái này trong lều vải rất nhanh liền ấm áp. Một cái hỏa phù có thể thiêu đốt 3 giờ, cho nên, ba người hỏa phù là rất lợi hại dư giả. Nguyên liệu nấu ăn canh thịt dê chờ một chút, đều là sớm đã nấu xong, sau đó dùng đóng băng thuật băng trụ. Mà tại loại này lạnh lẽo thiên lý, thực căn bản đều không cần đóng băng thuật. Cái kia canh thịt dê nồi lẩu, còn có cơm chờ một chút rất nhanh liền tại Duẫn Nhi xảo dưới tay tản mát ra mê người mùi thơm. La Quân cùng Đa Luân Tư riêng phần mình rót đầy hương tử. Đa Luân Tư thống khoái uống nhất đại chén, hắn liền hô lấy thống khoái A. La Quân ăn một miếng thịt dê. Hắn theo Đa Luân Tư cạn ly, nói ra, Đa Luân Tư, đến, ta kính ngươi. Kính chúng ta kiếp sau trọng sinh. Đa Luân Tư cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, kính chúng ta kiếp sau trọng sinh. Hai người uống một hơi cạn sạch. Duẫn Nhi ở bên cạnh liền vì hai người rót rượu phục thị, Đa Luân Tư để Duẫn Nhi cũng đi theo ăn. Duẫn Nhi cười một tiếng, nói ra, ta không nóng nảy, Đa Luân Tư đại ca. La Quân cũng cười cười, nói ra, Duẫn Nhi. Ngươi nhanh ăn cơm đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Duẫn Nhi liền cũng thì không chối từ nữa. Sau đó, La Quân lên đường, Đa Luân Tư, chúng ta cùng đi đến một bước này, cũng là duyên phận. Bất quá ta còn rất là hiếu kỳ, ngươi. La Quân nói ra, bất quá ta còn rất là hiếu kỳ, ngươi tại thần giáo chính là thánh kỵ sĩ, địa vị cao thượng. Tại sao muốn phản giáo mà ra? Duẫn Nhi cũng nhìn về phía Đa Luân Tư, vấn đề này nàng cũng rất tò mò. Đa Luân Tư sắc mặt chìm xuống, thậm chí là hiện lên một tia thống khổ. Sau đó, hắn chậm rãi nói ra, ta từ có trí nhớ thời điểm bắt đầu, chính là tại thần giáo bên trong lớn lên. Cùng ta cùng nhau lớn lên còn có một nhóm hài tử, về sau chúng ta có trở thành thánh kỵ sĩ, có trở thành giáo sĩ, có trở thành giáo chủ, có trở thành tế ti, tất cả mọi người từng nhóm tại cả nước các nơi bên trong, chúng ta đều vì thần giáo hiệu chung. Ngươi biết không, La Quân, đây là thanh mai trúc mã tình nghĩa. Chúng ta đám huynh đệ này cùng một chỗ, tình cảm thâm hậu. Ta tại nhiều khi đều cảm thấy, ta tuy nhiên không cha không mẹ, nhưng ta vô cùng hạnh phúc, may mắn. Bởi vì ta có thể phụng dưỡng giáo thần, ta có thể có loại này ưu việt sinh hoạt cùng tôn sùng địa vị, ta còn có như thế một nhóm lớn bằng hữu. La Quân cùng Duẫn Nhi nhìn nhau, hai người bọn họ cảm thấy, Đa Luân Tư dạng này sinh hoạt trạng thái thật là được cho hạnh phúc. Cứ như vậy, hai người liền càng thêm hiếu kỳ. Vì cái gì Đa Luân Tư muốn mưu phản thần giáo? Đa Luân Tư không có dừng lại, hắn tiếp tục nói, từ nhỏ, thần giáo các trưởng giả thì nói cho chúng ta biết, giáo thần là duy nhất thần, là trên đời nhân tử nhất, quang huy thần chi. Tin giáo thần, cho dù chết sau cũng có thể siêu thoát. Điểm này cũng không kỳ quái. La Quân biết, tông giáo giảng cũng là tín ngưỡng cũng là tông giáo lực ngưng tụ, thần giáo muốn dạy chúng tín ngưỡng giáo thần, cái này không thể bình thường hơn được. Đa Luân Tư tiếp tục nói, cho nên, trong lòng ta,
giáo thần vẫn luôn là vĩ đại, quang huy, thần thánh. La Quân lập tức phát giác được cái gì, nói, chẳng lẽ ngươi phát hiện không đúng, ngươi cảm thấy giáo thần cũng không có vĩ đại như vậy. Đa Luân Tư nhìn về phía La Quân, trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một tia khắc cốt cừu hận. Hắn nói ra, ngươi biết cái gì, giáo thần bất quá là cái âm mưu người thống trị, căn bản cũng không có cái gì vĩ đại, quang huy. Cái gọi là tín ngưỡng, bất quá là giáo thần một loại ngưng tụ giáo đồ thủ đoạn. Nàng cần đông đảo giáo đồ tín ngưỡng chi lực, như thế đến thành tựu nàng vô thượng đại thần thông. Mà lại, nàng còn cần nanh vuốt đến trở thành nàng vũ trang lực lượng. Cho nên, nàng chuyên môn thành lập một cái tầm long vệ. Tầm long vệ chuyên môn tại cả nước các nơi tìm kiếm căn cốt kỳ giai tiểu hài tử mang về thần giáo bồi dưỡng. Nếu như là cô nhi, vậy thì càng tốt. Nếu như không phải cô nhi, chỉ cần tầm long vệ nhìn chúng, vậy liền nhất định muốn mang đi. Mặc kệ tiểu hài này người nhà đồng ý không cho phép, người nhà nhất định đều sẽ bị tầm long vệ bí mật xử lý sạch. Cái này một cái chớp mắt, La Quân đột nhiên liền nhớ lại Lạc Ninh. Lạc Ninh tại thần vực bên trong chỗ tao ngộ cùng Đa Luân Tư nói cái này thần giáo, đó là gì tương tự. Nghĩ đến Lạc Ninh, La Quân không khỏi tinh thần chán nản. Bây giờ Lạc Ninh tránh nhập địa ngục chi môn bên trong, nàng cũng là bởi vì đối thần vực bất mãn. Mà vô luận là thần vực vẫn là thần giáo, những này giáo phái hất lên giả nhân giả nghĩa áo ngoài, nhưng nội bộ bên trong triển hiện ra lại là một loại tàn khốc thiết huyết. La Quân trầm giọng nói ra, cho nên, Đa Luân Tư, cha mẹ ngươi là bị tầm long vệ giết chết. Đa Luân Tư nói ra, tầm long vệ là thần giáo bí mật lớn nhất, ta là ngẫu nhiên trong một lần nhiệm vụ biết. Về sau, ta bí mật truy tung một cái tầm long vệ, thông qua ép hỏi hắn, mới biết được liên quan tới tầm long vệ bí mật. Mà lại, ta một đường truy tra, cũng rốt cuộc biết năm đó sự thật. Ta không thể nghi ngờ là may mắn, bởi vì ta thật sự là một đứa cô nhi. Hắn đón đến, theo rồi nói ra, nhưng thì tính sao? Ta cũng không còn cách nào chịu đựng thần giáo giả nhân giả nghĩa. Ta từ có trí nhớ bắt đầu, ta đều bằng vào ta là thần giáo con cháu làm vinh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ta tín ngưỡng đã theo tầm long vệ bí mật bị biết được về sau liền đã sụp đổ. Cái này thần giáo, ta là tuyệt đối không tiếp tục chờ được nữa. Mà lại, ta truy tra tầm long vệ sự tình cũng chẳng mấy chốc sẽ đắp lên tầng biết được. Tầm long vệ là thần giáo chuyện xấu, là thần giáo lớn nhất đại cấm kỵ cùng bí mật. Bọn họ lại có thể dung hạ ta. Đoạn đường này đến, bọn họ gắt gao truy sát ta, nói đến, vẫn là sợ ta đem tầm long vệ bí mật cho hấp thụ ánh sáng thiên hạ. Mà lại, ta cũng có thể khẳng định, hiện tại bọn hắn đã đem tầm long vệ hết thảy đều che giấu. Ngoại nhân muốn truy tra là không thể nào. La Quân nói ra, bất quá nhìn, thần giáo truy sát người cường độ cũng không lớn a. Mậu Tư trưởng lão đám người này tuy nhiên có thể xử lý ngươi, nhưng cũng có chút khó khăn. Thần giáo đã như vậy coi trọng ngươi phản nghịch, vì cái gì không có lấy lôi đình tư thái đến xử lý ngươi. Mà lại, ta tin tưởng thần giáo là có cái này thực lực tuyệt đối. Đa Luân Tư nói ra, ta phản bội chạy trốn là thần giáo một cái sỉ nhục, cũng là một cái bí mật. Bí mật này cũng không có gióng trống khua chiêng, ngoại nhân cũng không biết. Cho nên, thần giáo trước mắt cần phải khiêm tốn hành sự. Mà lại, Mậu Tư trưởng lão trên thân mang rất nhiều bí mật vũ khí. Bọn họ muốn giết ta là tuyệt đối không có vấn đề. Lần này, nếu như không phải là bởi vì ngươi đột nhiên xuất hiện, ta đã chết. Mậu Tư trưởng lão còn có cái gì bí mật vũ khí? La Quân nói ra, ta kiểm tra dưới hắn chữ vật giới chỉ, cũng không có phát hiện thứ gì a. Đa Luân Tư nói ra, ma pháp tinh thạch cũng là Mậu Tư trưởng lão bí mật vũ khí. Trên tay hắn hẳn là còn có một số kỳ diệu phù chú, nhưng là hắn đều chưa kịp thi triển đi ra, liền bị ngươi cho giết. Lúc đầu, Mậu Tư trưởng lão ra tay giết ta, đó là 10 phần chắc chín. La Quân nói ra, vậy cũng đúng, Mậu Tư trưởng lão hai đầu liệt hỏa phượng hoàng thiếu chút nữa đòi mạng ngươi. Đa Luân Tư nói ra, cho nên, lần này nguy cơ bị giải trừ rơi. Bên trong cũng có rất lớn may mắn thành phần, đó chính là ngươi trực tiếp đem Mậu Tư trưởng lão giết. Nếu như ngươi không phải lấy được Mậu Tư trưởng lão tín nhiệm, vừa vặn ở bên cạnh hắn, lần này, chúng ta không có dễ dàng như vậy đem bọn hắn giết chết. Một cái ma pháp sư tồn tại là cực kỳ khủng bố. La Quân nói ra, cái kia ngược lại là, chúng ta tại chủ thế giới bên trong chơi điện tử cạnh kỹ trò chơi, pháp sư là cái thứ nhất muốn giết đối tượng. Cái gì điện tử cạnh kỹ trò chơi? Đa Luân Tư nhất thời lộ ra mê mang. La Quân cười ha hả, nói ra, là chúng ta chủ thế giới đồ. Vật, nói ngươi cũng không hiểu.
Đa Luân Tư liền cũng không hỏi tới nữa cái đề tài này. La Quân nói ra, ta ngược lại muốn xem Mâu Tư trưởng lão phù chú bên trong có phải là thật hay không có người nói đồ tốt. Hắn sau khi nói xong, liền bắt đầu tại Mâu Tư trưởng lão trong chữ vật giới chỉ tìm tòi. Chỉ một lúc sau, La Quân quả nhiên tìm tới ba cái không giống bình thường phù chú. Hắn đem cái này ba cái phù chú mở ra, sau đó hỏi Đa Luân Tư, nói, ngươi nói là loại bùa này sao? Nói trở lại, làm sao ngươi biết Mâu Tư trưởng lão nhất định có những này phù chú? Đa Luân Tư nói ra, đây là không cần đoán. Thần giáo phái Mâu Tư xuất thủ là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, bọn họ khẳng định sẽ vì Mâu Tư trưởng lão chuẩn bị đến chu toàn. Mà lại, thần giáo bên trong, lợi hại ma pháp sư có rất nhiều. Bọn họ nhất định sẽ cho Mâu Tư trưởng lão một số phù chú. Hắn đón đến, nói ra, những này phù chú ta tuy nhiên không hiểu lắm, nhưng ta biết, những này phù chú đã có thể bị Mâu Tư trưởng lão mang lên, vậy khẳng định là vô cùng lợi hại. Giá trị cũng không cách nào đánh giá. Đa Luân Tư ngừng một lát, theo rồi nói ra, nếu là Mâu Tư trưởng lão lúc trước trực tiếp đem những này phù chú thi triển đi ra, vậy ngươi cưỡng ép hắn đều không có cách nào. Nếu thật là như thế, ta mạng nhỏ cũng liền không có. La Quân cười cười, nói ra, có một số việc phát triển, nhìn như ngẫu nhiên, thực là tất nhiên. Mâu Tư trưởng lão là cái cẩn thận người, hắn không có khả năng vừa lên đến, tại có nắm chắc tình huống dưới hướng ngươi phát đại chiêu. Đây là cá nhân hắn thói quen, hắn lại làm sao biết, ta lại ở sau lưng của hắn cắm hắn một đao. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì trước đó, ngươi cứu ta, ta cũng sẽ không xuất thủ, vậy là không có bất kỳ triệu chứng nào cùng đạo lý. Đa Luân Tư hơi hơi gật đầu, hắn biết La Quân nói có đạo lý. Xuân Nhi ở một bên nhìn không được hỏi, La đại ca, vậy cái này phù chú đến là cái gì? La Quân mỉm cười, nói ra, ta đến xem. Nói không chừng cái đồ chơi này thời điểm then chốt có thể cứu mạng. Phù chú hết thảy 3 tấm. Cái này 3 tấm phù chú chất liệu so hỏa phù chất liệu muốn tốt hơn nhiều. La Quân đem bên trong một chương lam sắc phù chú cầm trong tay, sau đó nhắm mắt lại qua cảm ứng. Phù chú bên trong chú văn là thần bí, chỉ có ma pháp sư mới có thể phá giải. Nói thí dụ như, cái này một cái hỏa phù tồn tại. Mâu Tư trưởng lão là quan hệ ma pháp sư, như vậy. Hắn là không có cách nào cảm ứng được hỏa nguyên tố, cho nên hắn chỉ có dựa vào phá giải chú văn mà phóng thích hỏa nguyên tố. Nhưng La Quân tuy nhiên không hiểu chú văn, có thể ra hỏa này lại có thể câu thông hỏa nguyên tố, đây chính là La Quân vì cái gì có thể dẫn động hỏa phù. Dưới mắt mấy chương phù chú hiển nhiên không đều là quan hệ nguyên tố, cho nên nếu như là Mâu Tư trưởng lão sử dụng, như vậy Mâu Tư trưởng lão cần đọc chú ngữ đến phóng thích. Nhưng La Quân chỉ có thể theo dựa vào chính mình cùng nguyên tố ở giữa câu thông. La Quân đầu tiên là giải lam sắc phù chú, hắn rất nhanh cũng cảm giác được lam sắc phù chú chính là thủy nguyên tố. La Quân lúc này đương nhiên không thể phóng thích những này thủy nguyên tố, hắn dựa vào cùng nước nguyên tố cảm ứng, bắt đầu toàn diện giải tấm bùa chú này tác dụng. Chỉ một lúc sau, La Quân thì cảm nhận được cái này mai phù chú bên trong, thủy nguyên tố bị áp xúc đến cực hạn, nhưng bên trong lực lượng là tuyệt đối cường hãn vô cùng. La Quân có thể cảm nhận được. Nếu như mình phóng xuất ra cái này mai lam sắc phù chú, như vậy bên trong hung mãnh thủy nguyên tố hội trên không trung hóa thành 1,888 đường băng kiếm, sau đó lại sẽ đối với suy nghĩ muốn công kích người đuổi đánh tới cùng. La Quân lập tức liền nói với Đa Luân Tư tấm bùa chú này cảnh tượng. Đa Luân Tư lập tức nói, ta biết, tấm bùa chú này là Ryan trưởng lão chế làm. Hắn này một chiêu ma pháp gọi là cực quang sướng lễ. La Quân không khỏi cười một tiếng, nói ra. Thứ này còn rất khá, muốn là chúng ta gặp lại địch nhân, cũng có thể để đau đầu. Ta coi như nhận lấy. Hắn sau đó lại nhìn đạo thứ hai phù chú. Cái này đạo thứ hai phù chú lại là kim sắc phù chú. La Quân cảm ứng quá khứ. Kim sắc phù chú bên trong chính là quang nguyên tố, bên trong tựa như là một cái tiểu thái dương, nhiệt độ cao tới cực điểm. Một khi bạo phát, những này quang nguyên tố hội tuôn ra vạn điểm kim quang thần diễm. Cái này lực sát thương so trước đó cực quang sướng lễ còn cường đại hơn. La Quân lại đem tấm bùa chú này cảnh tượng cùng Đa Luân Tư nói. Đa Luân Tư lập tức nói, đây là vốn nên nhiều khắc trưởng lão phản quang thần diễm ma pháp, vốn nên nhiều khắc trưởng lão tại thần giáo bên trong chính là cửu cấp ma pháp sư, vô cùng lợi hại. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, dù sao thần giáo bên trong những trưởng lão này, giống như liền không có không lợi hại. Đa Luân Tư nghe vậy về sau. Trầm giọng nói ra, ngươi phải biết,
Thiên Nguyên Đế Quốc là mất phương hướng trong đại lục cường đại nhất quốc gia. Thiên Nguyên Đế Quốc tại mấy trăm năm trước lập quốc thời điểm cũng là lấy ma pháp tăng trưởng. Thiên Nguyên Đế Quốc khai quốc hoàng đế Ca Đích Phu chính là được vinh dự tinh không chi hạ đệ nhất cường giả tồn tại. Ca Đích Phu lúc trước chính là tuyệt đối thiên tài, vũ khí mạnh mẽ, ma pháp vô địch. Hắn là cái này dưới trời sao vĩnh hằng truyền thuyết, mà ở phía sau ngày nữa nguyên đế nước mấy đời quốc quân trên tay, bọn họ cũng phá lệ coi trọng ma pháp cùng vũ khí, cho nên nói, ở trên trời nguyên đế quốc hoàng trong nhà, thực lực bọn hắn cũng là rất cường hãn. Nói đến đây, Đa Luân Tư đón đến, nói, nhưng là thần giáo cũng là tại dưới tình huống như vậy, y nguyên trổ hết tài năng, hơn nữa còn chính mình tranh thủ thu thuế, lại để cho Thiên Nguyên Đế Quốc thừa nhận chúng nó tính hợp pháp. Như thế ngươi liền có thể đoán ra, thần giáo thực lực đến mạnh bao nhiêu. La Quân cùng Duẫn Nhi nghe không khỏi âm thầm líu lưỡi, hắn khẽ cười khổ về sau, nói tiếp, dù sao những vật này cùng ta cũng không quan hệ nhiều lắm, ta là muốn về chủ thế giới. Hắn đón đến, lại cười một tiếng, nói, ta đến xem đạo thứ ba phù chú là cái gì. Hắn nói xong cũng cầm lấy đạo thứ ba phù chú. Cái kia lại là một đạo tử sắc phù chú. La Quân lấy thần thức dò xét, lập tức, hắn thì phát hiện tấm bùa chú này bên trong chính là thổ nguyên tố. La Quân cảm giác trong này thổ nguyên tố tựa như là một cái vòng xoáy màu đen, làm cho không người nào có thể thấy rõ, cũng vô pháp suy đoán ra đến có làm được cái gì. Ngay sau đó, La Quân mở to mắt cùng Đa Luân Tư nói tình huống này. Đa Luân Tư tuy nhiên không biết ma pháp, nhưng đối với mấy cái này phù chú cùng mỗi cái trưởng lão ma pháp lại là thuộc như lòng bàn tay. Hắn nói ra, thổ hệ ma pháp sư, dĩ nhiên chính là thủ tịch trưởng lão Kim Dori. Cái này mai phù chú ma pháp gọi là thần thông chi môn. Thần thông chi môn, có ý tứ gì, La Quân không hiểu. Đa Luân Tư nói ra, chiêu này ma pháp có thể hòa tan ra một cái dưới đất chi môn, người có thể chạy trốn tới trong cửa tránh né truy sát. Mà lại, tâm ý nhất động, cũng có thể hóa thành địa ngục chi môn, đem người khác hãm xuống dưới đất trong cánh cửa. Sau khi đi vào, nếu không phải lợi hại ma pháp sư, liền trực tiếp bị chôn sâu, cũng không thể ra ngoài được nữa. Quả nhiên là có chút thần thông, La Quân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hắn lại cẩn thận cảm ngộ cái này đường thần thông chi môn phù chú. Rất nhanh, La Quân liền phát hiện đến bên trong khác biệt. Trong này có một đạo nhu hòa phóng thích phương thức, còn có một đạo hung mãnh phóng thích phương thức. Hung mãnh là công kích địch nhân, nhu hòa là tránh né truy sát. La Quân đem ba đạo phù chú hoàn toàn lý giải thấu triệt về sau, liền đem để vào đến chính mình giới tu di bên trong. Hắn ưa thích dùng vẫn là giới tu di, cái này chữ vật giới chỉ dùng không có an toàn gì cảm giác. Sau đó, La Quân vừa nhìn về phía Đa Luân Tư, nói ra, Mậu Tư trưởng lão nói ngươi trộm Tử Kim Vương quan đúng hay không? Đa Luân Tư gật gật đầu, nói ra, không sai. La Quân nói ra, ngươi trộm Tử Kim Vương quan, lại đến đây ma cung là vì cái gì? Đa Luân Tư trầm giọng nói ra, tự nhiên là đầu nhập vào ma long. Cái kia Tử Kim Vương quan chính là thần giáo thánh vật, ta lấy Tử Kim Vương quan xin vào dựa vào ma long, chính là tìm kiếm ma long che chở. Ma long cùng giáo thần chính là sinh tử đại địch, hắn nếu là gặp cái này Tử Kim Vương quan, nhất định cao hứng. La Quân như có điều suy nghĩ, hắn còn nói thêm, nhưng nhìn, người chuyến này cũng không thuận lợi. Cái kia long trong thần điện bị đóng băng cũng là ma long sao? Đa Luân Tư gật gật đầu, nói ra, không sai, cũng là ma long. Hắn đón đến, nói ra, truyền ngôn bên trong, ma long tại trong ma cung bị giam cầm lại. Nhưng là, ma long uy nghiêm vẫn là tại, liền xem như giáo thần cũng không dám tùy tiện đi vào ma cung. Ta coi là, ma long là sống lấy, nhưng ta thật không nghĩ tới, cái này ma cung bây giờ thế mà thành bộ dáng như vậy, ma long tức thì bị đóng băng. Đây tuyệt đối có thể nói là một cái bi thương cố sự. La Quân nhìn về phía Đa Luân Tư, nói, vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì? Đa Luân Tư không khỏi cười khổ, nói ra, lúc đầu nhập vào ma long là ta đường ra duy nhất. Nhưng bây giờ, ma long đóng băng, ta nhìn cái này trời đất bao la, lại cũng đã không có ta chỗ dung thân. La Quân không khỏi nhức cả trứng đứng lên, đậu phộng, lão tử hiện tại cùng ngươi là trên một đường thẳng châu chấu A. Ngươi không có chỗ dung thân, đây cũng là đại biểu lão tử cũng không có chỗ dung thân A. Đa Luân Tư đem La Quân biểu lộ thu tại mắt, hắn cười khổ nói. Ta sớm đã nói với ngươi sự tình tính nghiêm trọng, nhưng ngươi không nghe. Hiện tại, ngươi muốn hối hận cũng không có cách nào. La Quân cười ha ha, nói ra, hối hận cái rắm a. Ta làm việc xưa nay không hối hận,
đang giúp người thời điểm cũng đã nghĩ đến dưới mắt cục diện này. Hắn đón đến, nói ra, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, đến nghĩ biện pháp mới là. Người nói chúng ta đi đầu quân Thiên Nguyên Đế quốc quốc quân như thế nào? Đa Luân Tư lập tức lắc đầu, nói ra, như vậy sao được? Làm sao không được, La Quân hỏi. Đa Luân Tư nói ra, Hoàng thất tuy nhiên khó chịu thần giáo, nhưng lẫn nhau ở giữa lại là kết thành liên minh. Cả hai lẫn nhau hợp tác, thế là mới thành tựu Thiên Nguyên Đế quốc bá chủ địa vị. Nếu như chúng ta đi đầu quân Hoàng thất phản ứng đầu tiên là đem hai người chúng ta giao cho thần giáo, hiểu chưa? La Quân nghe Đa Luân Tư kiểu nói này, hắn tự nhiên cũng liền minh bạch. Đã đầu nhập vào Hoàng thất cùng Ma Long đều không được, vậy chúng ta có thể trốn đi sao? La Quân hỏi. Đa Luân Tư nói ra, giáo thần có được Nguyên Thủy Thánh Điển, chúng ta mặc kệ trốn đến địa phương nào, nàng đều có thể đem chúng ta tìm ra. Ta dựa vào, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta chỉ có chờ chết. La Quân buồn bực. Đa Luân Tư hơi hơi thở dài, nói ra, phản bội chạy trốn thần giáo, thực trên cơ bản chẳng khác nào là muốn chết. La Quân nói ra, ta không tin thì tuyệt đối không có đường sống, không có người nào là vạn năng, liền xem như giáo thần cũng không được. Đa Luân Tư nói ra, chúng ta trước mắt là tại cái này lưu đầy tuyết vực bên trong, địa phương này là năm đó giáo thần đem long tộc bước tới, lưu đầy long tộc địa phương. Địa phương này, giáo thần là không nguyện ý tới, cho nên chúng ta tại địa phương này bên trong, hội hơi an toàn một số. Bất quá bây giờ chúng ta đem Mâu Tư trưởng lão bọn người giết, chờ giáo thần phát giác được chuyện này, bảo đảm không cho phép nàng sẽ đích thân xuất thủ. Lúc đầu, ta cũng nghĩ thế dựa vào Ma Long đến chống cự giáo thần, nhưng bây giờ, Ma Long đóng băng, giáo thần như đến, chúng ta liền xem như trốn ở chỗ này cũng không được. Đa Luân Tư tràn ngập thở dài. La Quân nhìn Đa Luân Tư liếc một chút, hắn đột nhiên lại đối Long tộc cảm thấy hứng thú, Long tộc, Ma Long, đây là cái gì tình huống? Không thể không nói, La Quân gia hỏa này cũng là không biết sầu tư vị người, rất nhanh liền từ ưu sầu bên trong chuyển hóa làm lòng hiếu kỳ. Long tộc hai chữ này, La Quân chỉ ở trong thần thoại nghe nói qua. Bây giờ nghe được chánh thức Long tộc, mà lại cũng tại cái này trong ma cung nhìn thấy chánh thức Long, cho nên hắn lòng hiếu kỳ không cách nào ức chế. Đa Luân Tư ngốc ngẩn ngơ, hắn theo rồi nói ra, muốn nói Long tộc, đến từ viễn cổ thời kỳ nói lên. Long tộc là trời sinh vương giả. Chúng nó sinh ra tới thì biết ma pháp, hơn nữa còn không cần đọc chú ngữ. Mà lại, chúng nó thân thể cũng rất cường đại. Khi đó, Long tộc là vạn vật chi vương. La Quân không khỏi nhớ tới khủng long. Khủng long trước kia cũng là vạn vật chi vương, có thể về sau diệt tuyệt. Như vậy, cái này Long tộc hiện tại giống như cũng lăn lộn không sao thế a. La Quân không khỏi càng cảm thấy hứng thú. Đa Luân Tư nói ra, ta biết ngươi nhất định rất ngạc nhiên. Long tộc đã mạnh mẽ như vậy, vậy tại sao hiện tại hội lưu lạc đến tận đây đúng hay không? La Quân cười một tiếng, nói ra, ta là thật tò mò chúng nó lưu lạc quá trình, nhưng chúng nó lưu lạc thực có thể nói là tất nhiên. Vì cái gì, Đa Luân Tư không khỏi hiếu kỳ, ngươi vì sao lại có cái kết luận này? La Quân nói ra, Long tộc cường đại ở chỗ chúng nó thân thể mạnh mẽ, ma pháp cao siêu. Đây là bên ngoài cường hãn, nhưng ở trong dòng sông lịch sử. Thường thường lại là càng sinh vật nhỏ sống càng lâu. Bởi vì tại chúng ta chủ thế giới bên trong, đã từng cũng có thật nhiều cường hãn giống loài, tỉ như khủng long. Khủng long đã tại viễn cổ thời kỳ thì diệt tuyệt, mà tại chúng ta văn minh thế giới bên trong, một số cường đại động vật, tỉ như lão hổ, sư tử, chờ một chút động vật, chúng nó đều tại gần như diệt tuyệt. Ngược lại sống lâu dài lại là vi trùng, phù du sinh vật. Chúng nó có thể ở khắp mọi nơi, có thể vượt qua đóng băng thời kỳ. Liền xem như đạn hạt nhân nổ tung, chúng nó đều cũng có thể còn sống sót. Đa Luân Tư như có điều suy nghĩ, hắn theo rồi nói ra, Long tộc tuy nhiên rất cường đại, nhưng chúng nó cũng có chí mạng khuyết điểm. Không tốt sinh sôi đúng hay không? La Quân lập tức nghĩ tới cái gì, nói ra. Lúc này, Duẫn Nhi là ở một bên nghiêm túc nghe. Đa Luân Tư gật gật đầu, nói, người thật thông minh. Không sai, Long tộc muốn thai nghén một con rồng đi ra. Đến hoa 100 năm thời gian. Mà lại, mẫu long càng ngày càng ít, cái này cũng tạo nên long tộc số lượng càng ngày càng ít. Mà tương phản, nhân loại lại càng ngày càng nhiều, cái này bên trong còn có bán thú nhân, còn có tinh linh tộc, ải nhân, mọi người số lượng đều đang tăng trưởng. Về sau, long tộc cảm thấy tiếp tục như vậy, hội uy được chúng nó địa vị, thế là liền muốn đem hắn chủng tộc tiêu diệt hết. Thế là, 800 năm trước thì dẫn phát một trận đại chiến.
sở hữu chủng tộc đoàn kết lại đối kháng Long tộc, về sau, Long tộc thì thất bại. Long tộc không chỉ có thất bại, còn tổn thất nặng nề. Tại cái kia về sau, Long tộc thì trốn đi, không hỏi thế sự. Đa Luân Tư tiếp tục nói, tiếp xuống sự tình là phát sinh ở 50 năm trước, Long tộc bị nhân loại phát hiện tung tích. Mà lại, Long tộc đi qua nhiều năm như vậy khôi phục nguyên khí, đã có quy mô. Nhân loại lo lắng Long tộc hội ngóc đầu trở lại, thế là Thiên Nguyên Đế quốc quốc quân liên hợp thần giáo đối Long tộc lần nữa tiến hành công kích. Cuộc chiến đấu này, nhân loại lần nữa lấy được thắng lợi. Long tộc Chi Vương cũng chính là Ma Long bị giáo thần lấy đại thần thông đánh bại. Ở cái này thảo phạt quá trình bên trong, Long tộc Chi Vương, cũng chính là Ma Long thật là giết không ít người, cái này Ma Long xương hào cũng là như thế tới. Về sau, Ma Long phẫn nộ sau khi, không tiếc muốn phát động siêu cấp cấm chú cùng nhân loại đồng quy vu tận. Giáo thần cùng quốc quân kịp thời xuất thủ ngăn cản, sau cùng liền theo Ma Long ký kết dưới cái này khế ước. Từ đó về sau, Ma Long nhất tộc lưu đầy mảnh này man hoang chi địa, vĩnh viễn không được rời đi. La Quân cùng Duẫn Nhi sau khi nghe xong, La Quân sờ mũi một cái, nói ra, muốn nói Long tộc trước kia xác thực không đúng lắm, bất quá lần này bọn họ cũng rất oan uổng. Bọn họ trốn đi, nhân loại tìm tới qua muốn giết bọn hắn. Bọn họ cũng không thể không ứng chiến, đúng không? Đa Luân Tư nói ra, nói ai đúng ai sai, thực lòng nghĩa cũng không lớn. La Quân nao nao. Đa Luân Tư tiếp tục nói, Long tộc trước kia dã tâm sáng tỏ, nhắm chúng đều đại chủng tộc liên hợp ứng đối mới lấy được thắng lợi. Điều này nói rõ, Long tộc cũng không phải là thuần khiết to trắng vú. Bây giờ Long tộc tuy nhiên trốn đi, mặc dù bây giờ chúng nó không có phạm sai lầm, nhưng người nào có thể bảo chứng chúng nó về sau đâu. Vạn nhất chúng nó khôi phục nguyên khí tới trình độ nhất định, lần nữa đối với nhân loại xâm lấn đâu. Dựa vào loại tình huống này, nhân loại đối bọn nó tiên hạ thủ vi cường, đây là không thể bình thường hơn được. La Quân phải thừa nhận Đa Luân Tư nói có đạo lý, cái này giống như là tại hắc ám trong rừng, hai cái tay súng gặp nhau. Bọn họ ý nghĩ đầu tiên không phải, mẹ nó, ca ngươi đến rát a tích. Không phải nói muốn cùng đối phương chào hỏi, mà chính là nổ súng trước. Ta nơi đó biết ngươi có phải là không có ác ý đâu. Vạn nhất ngươi đem ta xử lý đâu. Long tộc cường đại là nhân loại cùng sở hữu nhận biết. Mà lại, Long tộc còn có tiền khoa, như vậy, thừa dịp Long tộc còn không có phát triển, đem xử lý, đây thật là không thể bình thường hơn được. Vô pháp chỉ trích. Vậy ngươi bây giờ, La Quân lời nói xoay chuyển, nói ra, ngươi bây giờ muốn đầu nhập vào Ma Long, tựa hồ cũng tại đạo nghĩa bên trên chân đứng không vững. Đa Luân Tư nói ra, đều nhanh muốn sống không nổi, nơi đó còn quản những này đạo nghĩa. Lại nói, đầu nhập vào Ma Long, cũng không có nghĩa là ta thì có lỗi với nhân loại. Ta không hề có lỗi với bất luận kẻ nào. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, nếu là dạng này, vậy ngươi có hay không hối hận qua mưu phản thần giáo? Đa Luân Tư vô cùng kiên định nói ra, không có. Hắn trầm giọng nói ra, nguyên bản tín ngưỡng là giáo thần, nhưng khi thần giáo bộ mặt thật sự để lộ về sau, ta đã là cái không có tín ngưỡng người. Có thể cái này cũng không đại biểu ta liền có thể thản nhiên đợi tại thần trong giáo, bởi vì ta nhìn thần giáo bất luận cái gì hết thảy đồ, vật đều là giả nhân giả nghĩa, đều là hư ngụy, đều là dơ bẩn. Tại một chỗ như vậy, ta một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa. Đào vong mấy ngày này tuy nhiên rất lợi hại khổ, nhưng ta cảm giác rất lợi hại tự do. Ta chỗ hô hấp mỗi một chiếc không khí đều là tự do. La Quân mỉm cười, nói ra, nghĩ không ra ngươi là có tinh thần bệnh thích sạch sẽ người. Cái gì gọi là tinh thần bệnh thích sạch sẽ? Tinh thần bệnh thích sạch sẽ cũng là ngươi rất yêu ngươi thê tử, nhưng thê tử ngươi vượt quá giới hạn một lần, mặc kệ nàng làm sao nhận lầm, làm sao hối cải, nhưng ngươi cũng vĩnh viễn không cách nào tha thứ nàng. Đa Luân Tư yên lặng uống một hớp rượu, hắn đột nhiên nhìn về phía La Quân, vừa cười vừa nói, khi nhìn đến Ma Long bị băng phong về sau, trong lòng ta thực cơ bản đã tuyệt vọng. Bất quá bây giờ, ta ngược lại thật ra có cái lớn mật ý nghĩ, cũng là một tia hy vọng. La Quân đến hứng thú, hắn vốn là cái to gan lớn mật người ý tưởng gì. Đa Luân Tư nói ra, hai người chúng ta có thể tự lập môn hộ A. Cái này mất phương hướng đại lục lịch sử bên trên, lợi hại nhất hai người cũng là giáo thần cùng Thiên Nguyên Đế quốc khai quốc chi gan tơ nhĩ phu. Giáo thần là ngũ hệ ma pháp sư, cái kia khai quốc đại đế ca đích phu là vũ kỹ lợi hại không nói, còn đồng thời cũng là ngũ hệ ma pháp sư. Hai người kia, đều thành thì phong công vĩ nghiệp, mà ngươi thì sao? Người vũ khí cũng đủ mạnh hoành, mà lại a, người vẫn là toàn hệ, so hai người bọn họ điều kiện đều tốt hơn.
Đa Luân Từ có chút hưng phấn, nói ra, làm không tốt tương lai ngươi so hai người bọn họ đều lợi hại hơn đâu. Ta tin tưởng lão thiên sẽ không vô duyên vô cớ cho ngươi loại thiên phú này, phía sau nhất định là có một loại nào đó thâm ý. Ngươi từ chủ thế giới lại tới đây, có lẽ là gánh vác một loại nào đó sứ mệnh đâu. Đa Luân Từ nói đến đây đã không nhịn được hưng phấn lên, hắn cảm thấy chính hắn phát hiện một cái thiên đại bí mật. La Quân sờ mũi một cái, hắn nói ra, đại ca, ngươi phải biết, ma pháp này tu luyện không dễ dàng như vậy a. Ta muốn thật muốn tu luyện tới nhĩ phù đại đế còn có giáo thần trình độ kia, ta sợ cái này tối thiểu đến mấy chục năm a. Ta dựa vào, nhà ta là tại chủ thế giới a. Thời gian mấy chục năm, chủ thế giới chỉ sợ đều đã long trời lỡ đất. Mà lại, các ngươi ma pháp này, ta học cho dù tốt đều là uổng công, bởi vì tại chủ thế giới bên trong không có ma pháp nguyên tố, ta sau khi trở về y nguyên không thể dựa vào. Đa Luân Từ nghe vậy về sau, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Hắn cũng biết La Quân nói không phải là không có đạo lý. Đa Luân Từ ngay sau đó liền nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý, coi như ta chưa nói qua đi. Hắn thở dài, thực trong lòng của hắn cũng biết ý nghĩ này của mình rất si tâm vọng tưởng. Chẳng qua là người tại chết đuối thời điểm tổng muốn tóm lấy một cọng cỏ cứu mạng một dạng. La Quân nhìn Đa Luân Từ thất vọng, hắn cũng bắt đầu động dậy đầu óc tới, đã Ma Long là có thể cùng giáo thần địch nổi cường giả. Ta cảm thấy Ma Long không có khả năng cứ như vậy chết. Hắn chỉ là bị băng phong, nhất định có biện pháp để hắn tỉnh lại. Ma Long là hiện có cường giả, chúng ta đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, cái này đáng tin hơn nhiều. Đa Luân Từ con mắt hơi hơi sáng lên, hắn nói ra, người nói không sai. Chờ chúng ta cơm nước xong xuôi về sau, lại qua bên kia nhìn xem. Cái này bên trong nhất định là phát sinh một số không vì chúng ta biết rõ sự tình. La Quân gật gật đầu. Sau khi ăn cơm xong, La Quân cùng Đa Luân Từ còn có Duẫn Nhi, ba người tinh lực đã hoàn toàn khôi phục. Trên thân thể dưới đều là nóng hầm hập, ấm ấm áp áp. La Quân ba người cũng không đem lều vải thu hồi, dù sao đợi chút nữa còn muốn đến ngủ. Ngay sau đó, ba người thì ra cái này Quy Tiên Điện, trực tiếp hướng Long Thần Điện mà đi. Còn chưa tiến Long Thần Điện, ba người đã nghe đến mùi máu tươi. La Quân cùng Duẫn Nhi đối mùi máu tươi có loại không khỏi cảm giác thân thiết, nhưng Đa Luân Từ lại là nghe được nhíu nhíu mày. Tiến vào Long Thần Điện về sau, hết thảy đều vẫn là như cũ, thi thể ngổn ngang lộn xộn, tươi máu nhuộm đỏ Long Thần Điện. Mà tại trước đó phương, Ma Long bị băng nhốt ở bên trong, hắn thần sắc là vĩnh hằng bất biến. La Quân cùng Đa Luân Từ hướng phía Ma Long chỗ phương hướng tới gần, hai người rất nhanh liền đi vào Ma Long trước mặt. Hai người đối mặt Ma Long. Tựa như là con kiến mặt đối với nhân loại một dạng. Cái này có thể cảm giác ra bản thân là phi thường nhỏ bé. La Quân cùng Đa Luân Từ nhìn chằm chằm Ma Long con mắt, theo Ma Long nhãn bên trong, có thể nhìn ra kinh ngạc cùng phẫn nộ. Nơi này là sở hữu Long tộc bị lưu đày địa phương. Đa Luân Từ nói ra, ta tại hắn trong cung điện nhìn thấy mỗi một con rồng đều bị đóng băng. Bọn họ bị đóng băng thời điểm, biểu lộ đều rất giật mình cùng hoảng sợ, có rất lợi hại phẫn nộ. Điều này nói rõ bọn họ không phải mình đóng băng chính mình. La Quân nói ra, đó là đương nhiên, người nào không có việc gì hội đóng băng chính mình chơi. Đa Luân Từ nói ra, như vậy vấn đề liền đến, nhiều như thế Long tộc, mỗi một con rồng đều là vô cùng cường đại. Người nào có thể đưa chúng nó toàn bộ đóng băng, cái này cần là bao nhiêu lực lượng. La Quân hơi suy nghĩ một chút, nói ra, có phải hay không là giáo thần. Đa Luân Từ lắc đầu, nói ra, tuyệt sẽ không là giáo thần cũng không có bản sự này. Mà lại, nếu như là giáo thần cách làm, như vậy đây đối với giáo thần tới nói, là chớ đại vinh diệu. Giáo thần nhất định sẽ công khai chuyện này, sau đó nhận càng nhiều dân chúng tín ngưỡng. Giáo thần không có đạo lý đem chuyện này giấu giếm xuống tới. Nếu như ta đoán không tệ, liền xem như giáo thần cũng không biết nơi này chuyện gì phát sinh. La Quân nói ra, đây cũng là một loại đóng băng ma pháp đúng hay không? Đa Luân Từ gật gật đầu, nói ra, đây là thủy hệ ma pháp chúng siêu cấp cấm chú, ngàn dặm đóng băng. La Quân nói ra, có thể đem nhiều như vậy Long tộc đóng băng, người nói liền giáo thần đều khó mà làm được. Vậy cái này hội là ai? Có thể có dạng này bản sự người, nhất định sẽ không ở mất phương hướng đại lục ở bên trên bừa bãi vô danh a. Đa Luân Từ nói ra, lý luận là thật là như thế. Nhưng bằng vào ta nhận biết. Ta thật nghĩ không ra đại lục ở bên trên người nào có bản sự này có thể làm được chuyện này. La Quân sờ mũi một cái, nói ra,
xem ra đây là cái không đầu bàn xử án a. Không đầu bàn xử án là có ý gì? Đa Luân Tư không khỏi kỳ quái hỏi La Quân. La Quân khẽ giật mình, hắn lập tức tỉnh ngộ chính mình lời nói quá nhắm rượu ngữ hóa. Thế là cười cười, nói ra, cũng là một tên đầu bị chặt, sau đó không biết ai làm ý tứ. Đa Luân Tư bừng tỉnh đại ngộ. La Quân còn nói thêm, cái này ngàn dặm đóng băng có giải cấm phương pháp sao? Đa Luân Tư nói ra, đương nhiên là có giải cấm phương pháp, vậy chính là có siêu cường năng lực đại thần thông giả đọc giải cấm chú ngữ, chỉ huy thủy nguyên tố tan giã cái này ngàn dặm đóng băng. La Quân nói ra, dù sao ngươi cùng ta là tuyệt đối không có cách nào đúng hay không? Đa Luân Tư khóe miệng hiện lên đắng chát, nói ra, không sai. La Quân nói ra, nói trở lại, chúng ta cùng Long tộc cũng không là bạn tốt. Coi như có thể giải cấm bọn họ, vậy cũng không thể tùy tiện giải cấm. Vạn nhất đem bọn họ giải cấm đi ra, bọn họ đem chúng ta xử lý làm sao bây giờ? Đa Luân Tư có vẻ hơi mất hết cả hứng, nói ra, tính toán, đây cũng là dư thừa ý nghĩ. Bởi vì chúng ta cũng không có khả năng có năng lực như thế giải cấm bọn họ. Hắn đón đến, nói ra, chúng ta vẫn là bốn phía nhìn xem có thể hay không phát hiện điểm khác đồ, vật. La Quân biểu thị tán thành. Bất quá đúng lúc này, Duẫn Nhi sau lưng La Quân bỗng nhiên run rẩy nói ra, La đại ca, Đa Luân Tư đại ca. Giống như không đúng. Nàng thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi. La Quân cùng Đa Luân Tư lập tức quay đầu. Thế nào, Duẫn Nhi? La Quân trở lại không có trông thấy bất kỳ khác thường gì, Long Thần Điện vẫn là như cũ, hết thảy đều là đóng băng trạng thái. Đa Luân Tư cũng kỳ quái nhìn về phía Duẫn Nhi. Duẫn Nhi nói ra, địa bên trên thi thể thiếu hai người. Hai người kia, La Quân cùng Đa Luân Tư bị kinh ngạc, nhìn ngay lập tức quá khứ. Rất nhanh, La Quân cùng Đa Luân Tư thì phát hiện không hợp lý. Cái kia chính là, trên mặt đất trong thi thể thiếu Mâu Tư trưởng lão cùng kiếm thần tinh. Ngoá! Trong chớp nhoáng này, La Quân cũng kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này quá quỷ dị. Đa Luân Tư cũng là thất sắc. La Quân cùng Đa Luân Tư liếc nhau, hai người đều cảm giác được cực độ bất khả tư nghị. Chẳng lẽ nơi này còn có người khác đem bọn hắn thi thể mang đi? La Quân nói ra. Đa Luân Tư nhíu mày nói ra, dẫn bọn hắn thi thể làm cái gì? La Quân nói ra, luôn không khả năng là bọn họ sống tới a. Hắn đón đến, nói ra, ta nhớ được rất rõ ràng, ta đã đem Mâu Tư trưởng lão yết hầu bóp nát, một cái yết hầu bị bóp nát người là không thể nào sống sót. Đa Luân Tư nói ra, kiếm thần tinh bị ta đâm lạnh thấu tim, hắn tuyệt đối không sống. Duẫn Nhi kinh ngạc nói, các ngươi nhìn, nàng chỉ hướng về phía trước. Tại phía trước, hai đạo hung ác nham hiểm bóng người xuất hiện. Chính là kiếm thần tinh cùng Mâu Tư trưởng lão. Mâu Tư trưởng lão nơi cổ họng vẫn là một mảnh máu thịt be bét, nhưng ánh mắt hắn lại là mở ra. Kiếm thần tinh đồng dạng cũng là, trước ngực hắn một mảnh huyết hồng, nhưng ánh mắt hắn cũng là mở ra. Chết rồi sống lại. Cái này là La Quân đụng phải lớn nhất chuyện quỷ dị, đây là không phù hợp khoa học. Tuy nhiên La Quân cái này cùng nhau đi tới, chỗ kinh lịch sự tình tràn ngập đờ mummy, tràn ngập rất nhiều thật không thể tin. Nhìn như thần ma bay đầy trời, nhưng thực bên trong đều có khoa học hai chữ. Sự vật phát triển đều là phù hợp đạo lý cùng khoa học. Mà trước mắt Mâu Tư trưởng lão cùng kiếm thần tinh phục sinh, làm theo hoàn toàn không có khoa học nói. Bất quá La Quân cũng biết, cái này cũng không đại biểu hai người này chính là không có khoa học. Hai người này phục sinh, phía sau nhất định là có bí mật, có đạo lý, có khoa học có thể giải thích rõ ràng. Chỉ bất quá La Quân còn không rõ ràng lắm mà thôi. Có lẽ, hai người này cũng không phải thật sự là phục sinh. Đa Luân Tư gắt gao nhìn chằm chằm Mâu Tư trưởng lão cùng kiếm thần tinh. Thế nào, Đa Luân Tư, có phải hay không phát hiện cái gì? La Quân phát giác Đa Luân Tư có chút không đúng, lập tức hỏi. Đa Luân Tư lại là không để ý tới La Quân, hắn nhìn về phía Mâu Tư trưởng lão ánh mắt đột nhiên biến đổi, theo rồi nói ra, giáo thần. Cái gì giáo thần, La Quân cùng Duẫn Nhi nhất thời giật mình. Liền cũng tại lúc này, cái kia Mâu Tư trưởng lão đột nhiên mở miệng. Mâu Tư trưởng lão vị trí hiểm yếu bị La Quân bóp nát, giờ phút này nói tới nói lui liền giống như là phá như gió, nghe khàn giọng, khó nghe. Mâu Tư trưởng lão nhạt lạnh nói ra, Đa Luân Tư, người thật lớn mật, lại dám phản bội thần giáo. Hắn thật sự là giáo thần, La Quân lần nữa hỏi Đa Luân Tư. Đa Luân Tư gật gật đầu, nói ra, tuy nhiên không tính là thật giáo thần,
nhưng hai người bọn họ đều là bị giáo thần lấy nguyên tố con rối thần khống chế ở. Rất lợi hại phải không? La Quân trong lòng nhảy một chút. Đa Luân Tư nói khẽ, nói nhảm. Hắn tiếp lấy hướng Mâu Tư trưởng lão nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, giáo thần ở trên, chúng ta phàm nhân đều nên phủ phục tại trước mặt ngài, thật sao? Mâu Tư trưởng lão từ tốn nói, không phải vậy ngươi muốn như nào? Ngươi muốn phản kháng bản tôn, ngươi có tư cách này sao? Đa Luân Tư nói ra, ngươi cường đại tới đâu, đó cũng là ngươi sự tình. Nhưng ta tuyệt sẽ không hướng ngươi cái này ngụy thần khuất phục, đã ngươi thực chất bên trong làm cướp gà trộm chó sự tình, mặt ngoài vẫn còn phải làm bộ nhân từ thiên hạ, suy nghĩ một chút, ta đã cảm thấy buồn nôn. Mộ Tư trưởng lão trong mắt lóe lên hiếm thấy tức giận, hắn sau một hồi khá lâu nói ra, Đa Luân Tư, rất tốt, ngươi là người thứ nhất dám như thế nhục mạ bản tôn người. Bản tôn cam đoan với ngươi, ngươi hạ chàng đem sẽ phi thường thê thảm. Đa Luân Tư cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi có thể tra tấn ta, nhục ta, nhưng ngươi vĩnh viễn ngăn cản không ta từ thực chất bên trong xem thường ngươi tâm tính. Nói cho ngươi, đây là ta tự do. Tại vĩ đại thần chi trước mặt, ngươi cho tới bây giờ đều không có tự do. Mậu Tư trưởng lão nói ra. Sau đó, hắn đột nhiên thì xuất thủ. Chỉ gặp cái này Mậu Tư trưởng lão hướng phía Đa Luân Tư nhất chỉ. Nhất thời, trên ngón tay của hắn dần hiện ra mãnh liệt quang hoa. Tiếp theo, Đa Luân Tư chỗ đứng địa phương, mặt đất hàn băng đột nhiên hướng lên trên phun trào, trong nháy mắt hàn băng quang trụ thoáng hiện, hình thành một đạo hàn băng xiềng xích. Đa Luân Tư hơi hơi thất sắc. La Quân cũng là sững sờ, ta dựa vào, cái này Mâu Tư trưởng lão đột nhiên biến hảo lợi hại a. Không phải thi triển ma pháp đều muốn đọc chú ngữ sao? Nàng là hoàn toàn không cần a. Cái kia hàn băng xiềng xích cấp tốc liền muốn đem Đa Luân Tư quấn chặt lấy. Đa Luân Tư con mắt cũng không nháy mắt, Thánh Nguyên kiếm bỗng nhiên rút ra. Kiếm quang lóe lên, Đa Luân Tư tại thiểm điện ở giữa liền đem cái kia hàn băng xiềng xích chém vỡ vụn. Sau đó, Đa Luân Tư hướng phía trước một bước, kiếm như kinh hồng, lôi đình thiểm điện ám sát hướng Mâu Tư trưởng lão đầu lâu. Ngay vào lúc này, kiếm thần tinh đột nhiên xuất thủ. Kiếm thần tinh trường kiếm trong tay lóe lên, trực tiếp ngăn ở Mâu Tư trưởng lão trước mặt. Mà lại, kiếm thần tinh kiếm thật nhanh, cấp tốc vén lên Đa Luân Tư kiếm, tiếp lấy đâm ngược Đa Luân Tư. Đa Luân Tư thân thể một nghiêng, tránh ra kiếm thần tinh công kích. Hắn tiếp lấy cổ tay khẽ đảo, bổ ra kiếm thần tinh kiếm thế, sau đó lại điểm đâm kiếm thần tinh hai con ngươi. Hai đại kiếm thuật cao thủ tại lôi đình điện quang ở giữa cấp tốc giao chiến đứng lên, kiếm quang lôi đình, như vạn cái ngân xà loạn vũ, hung mãnh tới cực điểm. La Quân lúc này cũng không nhàn rỗi, đều đến nước này, còn khách khí làm gì a? Hắn lập tức liền qua công kích Mâu Tư trưởng lão. La Quân một cái di hình hoán ảnh, như thiểm điện đi vào Mâu Tư trưởng lão sau lưng. Sau đó, La Quân một phát bắt được Mâu Tư trưởng lão đầu, nhìn ngươi còn có thể sống. La Quân bạo giống một tiếng, liền một chút đem Mâu Tư trưởng lão đầu bẻ xuống. Có thể lần này cũng không như trong tưởng tượng máu tươi trực phún. La Quân trong tay còn ôm Mâu Tư trưởng lão đầu, nhưng này đầu đột nhiên thì biến thành một đoàn băng ti. Băng ti cấp tốc quấn quanh lấy đem La Quân kiết gấp trói lại. Cái kia băng ti có ngàn đầu vạn sợi, tựa như là sống lấy, điên cuồng sinh trưởng, quấn quanh lấy, đồng thời hướng phía La Quân thân thể quấn quanh. Cái này xu thế, muốn không bao lâu liền có thể đem La Quân quấn quanh thành một cái nhộng. Mà tại nguyên chỗ Mâu Tư trưởng lão thân thể đột nhiên liền biến thành một đống hàn băng. Tại La Quân nơi xa 3 mét bên ngoài, Mậu Tư trưởng lão lạnh lùng nhìn lấy La Quân. La Quân trong nháy mắt thì ngã vào đến vô cùng trong nguy cơ, hắn giật mình trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Giống, La Quân bạo giống một tiếng, nỗ lực tránh ra băng ti quấn quanh. Nhưng này băng ti lại là có co giãn, căn bản là không có cách tránh ra. Xuân Nhi ở một bên nhìn, nàng gấp không được, lập tức đưa tay đến kéo La Quân trên thân băng ti. Đừng nhúc nhích, La Quân gấp giọng quát. Nhưng hắn đã hô trễ. Duẫn Nhi tay tiếp xúc đến băng ti, cái kia băng ti cấp tốc phân ra một bộ phận tuôn hướng Duẫn Nhi. Băng ti trong nháy mắt phân hóa ra thiên ti vạn lũ quấn quanh hướng Duẫn Nhi. Duẫn Nhi trong lúc nhất thời cũng bị nhốt ở bên trong. Đại lực không phá nổi. Làm sao bây giờ, La Quân trong đầu điện quang thạch hỏa chuyển đứng lên. Lúc này, Đa Luân Tư cùng kiếm thần tinh chiến đến khó phân thắng bại. Phải nói, Đa Luân Tư là đã liên tục bại lui. Cái này kiếm thần tinh quá lợi hại, kiếm thuật thông thần, mà lại là càng đánh càng hăng.
Kiếm thần tinh lực lượng tựa hồ không có khô kiệt thời điểm, mà lại, hắn học tập năng lực thật nhanh. Đa Luân Tư đã nhanh chịu không được kiếm thần tinh công kích. Nếu như dựa theo tình huống này xuống dưới, La Quân cùng Đa Luân Tư còn có Duẫn Nhi thật sự là muốn đẫm máu tại chỗ. Đúng lúc này, La Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Ngoá, lão tử còn có vô số hỏa phù a. Hắn trong nháy mắt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hỏa phù vận đi ra, sau đó, 100 tấm hỏa phù trong nháy mắt dẫn bạo. Nhất thời, hỏa quang hừng hực. Cái này băng ti cứng cỏi vô cùng, nhưng cũng là có khắc tinh. Đối mặt hỏa phù hỏa quang, sở hữu băng ti cấp tốc bị phá ra. La Quân trực tiếp đem trên thân hỏa quang chấn động, thân thể nhất chuyển, đã chạy ra băng ti vây quanh. Sau đó, La Quân cấp tốc đi vào Duẫn Nhi trước người, hắn ấn mở một chương hỏa phù. Một chương hỏa phù liền đem Duẫn Nhi trên thân băng ti hóa giải. La Quân cùng Duẫn Nhi được từ từ. Lúc này, La Quân nhìn một chút Đa Luân Tư, liền trông thấy Đa Luân Tư đã nhanh nếu không gánh được. La Quân đang muốn qua cho Đa Luân Tư hỗ trợ, nhưng lúc này, Mậu Tư trưởng lão lại xuất thủ. Mậu Tư trưởng lão khẽ quát một tiếng, lại nhất chỉ hướng La Quân điểm tới. Trên ngón tay của hắn, quang hoa thoáng hiện. Tiếp theo, lại là một con chu tước thần thú thoáng hiện. Đầu này chu tước thần thú kim quang lóng lánh, quanh thân tựa hồ tắm rửa tại trong ngọn lửa. Chu tước thần thú hung mãnh hướng phía La Quân đánh giết mà đến. La Quân hướng Duẫn Nhi hét lớn một tiếng, nói, trốn. Duẫn Nhi ngầm hiểu, như thiểm điện chạy đi. La Quân lại là lăn khỏi chỗ, tránh đi chu tước thần thú bắt đánh. Cùng lúc đó, La Quân vung tay lên, nhô ra một đạo phủ chú hướng phía Mậu Tư trưởng lão ném đi. Một chiêu này nhưng là cực quang sướng lễ. Chính là La Quân cái kia ba cái phủ chú bên trong cái thứ nhất. Trong một chớp mắt, 1,888 đường băng kiếm trên không trung hình thành, sau đó điên cuồng, như thiểm điện hướng phía Mậu Tư trưởng lão toàn thân cao thấp tích lũy bắn đi. Mậu Tư trưởng lão đối mặt cái này điên cuồng công kích, sắc mặt hắn không thay đổi chút nào. Đột nhiên, Mậu Tư trưởng lão lại một chỉ điểm ra, cái kia sở hữu băng kiếm quay chung quanh tại chung quanh hắn cấm đoán bất động. Sau đó, sở hữu băng kiếm bắt đầu hòa tan cùng một chỗ, sau cùng thì hình thành nhất đại khối hàn băng. La Quân không khỏi âm thầm líu lưỡi, cái này Mậu Tư trưởng lão quá mẹ nó biến thái. Bất quá cũng may, Mậu Tư trưởng lão đối kháng cực quang sướng lễ lúc tốn hao một chút thời gian. La Quân lập tức trở về viện binh Đa Luân Tư. La Quân nhất chiến cục, Đa Luân Tư thì nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là kiếm thần tinh rất nhanh liền điều chỉnh xong, gia hỏa này một người đối đầu La Quân cùng Đa Luân Tư hai người, thế mà vẫn là càng đánh càng hăng. Qua mẹ ngươi, La Quân dứt khoát đem cái kia đạo thứ hai phù chú vứt ra. Lần này là phản quang thần diễm ma pháp. Vạn điểm kim quang trong nháy mắt công sát hướng kiếm thần tinh. Kiếm thần tinh lập tức huy động trường kiếm, hắn thân thể tả xung hữu đột tránh né phản quang thần diễm công kích. Cái kia Mậu Tư trưởng lão gặp kiếm thần tinh nguy cơ, cũng lập tức xuất thủ. Trong một chớp mắt, tại kiếm thần tinh chung quanh, vô số hàn băng xông tới, trực tiếp hình thành màng bảo hộ, đem kiếm thần tinh khóa tại hàn băng bên trong. Phản quang thần diễm cũng quả nhiên là cường đại, vạn điểm quang diễm điên cuồng công kích cái kia hàn băng trận. La Quân cùng Đa Luân Tư không dám chờ lâu, hai người nhìn nhau, cấp tốc đào tẩu. Duẫn Nhi đã tại Long Thần Điện động khẩu chờ đợi, ba người tụ hợp, lập tức đào tẩu. Ta dựa vào, Đa Luân Tư, đem cái kia tử kim vương quan ném đi. La Quân đang chạy trối chết quá trình bên trong chợt nhớ tới cái gì, nói ra, giáo thần có thể căn cứ tử kim vương quan đuổi tới chúng ta. Đa Luân Tư biến sắc, gia hỏa này lúc này không do dự nữa. Từ trong chữ vật giới chỉ cầm ra tử kim vương quan, tiện tay thì ném ra. Ba người một vòng này phi nước đại thật đúng là dốc sức, chỉ chốc lát sau liền đến trước đó đến rơi xuống sụp đổ ra miệng địa phương. Nơi này có cao 30 mét độ cao. Muốn nhảy xuống dễ dàng, muốn nhảy tới thế nhưng là tuyệt đối làm không được. La Quân nói với Duẫn Nhi, người đi lên trước, sau đó dùng dây thừng đem chúng ta kéo lên qua. Hắn nói xong cũng đem một cái chữ vật giới chỉ cho Duẫn Nhi. Bởi vì trong chữ vật giới chỉ có thật nhiều trang bị, cho nên dây thừng cũng là có. Duẫn Nhi không dám trì hoãn, lập tức gật đầu. Sau đó, La Quân liền hơi hơi ngồi xuống, cũng khúc bắp đùi. Duẫn Nhi một chân giẫm tại La Quân trên đùi, cái mông ngồi tại La Quân đầu vai. La Quân hơi dùng sức, hướng lên trên mạnh mẽ đỉnh. Duẫn Nhi đồng thời hướng lên trên nhảy một cái. Lấy Duẫn Nhi thân thể nhẹ nhàng,
tăng thêm La Quân cự lực. Cái này cao 30 mét độ cũng là ngăn không được mọi người. Trong một chớp mắt, Duẫn Nhi thì nhảy ra ngoài. Sau đó, La Quân lại nói với Đa Luân Tư, ta lại đỉnh ngươi đi lên. Đa Luân Tư gật gật đầu. La Quân liền một chút cũng đem Đa Luân Tư đỉnh ra cái này ma cung. Tiếp theo, Duẫn Nhi cùng Đa Luân Tư cấp tốc cầm dây trói vứt xuống tới. La Quân đang muốn leo lên dây thừng, nhưng hắn vừa quay đầu lại liền trông thấy kiếm thần tinh đã như một đạo chớp giật truy sát mà đến. Kiếm thần tinh trên thân cũng không có bất kỳ cái gì sát khí, hắn giống như là một cái không có linh hồn kiếm thủ. Nhưng là hắn kiếm thuật cùng thân thể phối hợp trình độ cũng đã giống như là máy tính như vậy tinh vi, quả thực chính là không có bất kỳ sai lầm nào. La Quân trước đó cùng Đa Luân Tư cùng kiếm thần tinh đối chiến qua, đó là một loại khiến người ta cảm giác đến không thể thở nổi cảm giác. Mà lúc này đây, La Quân trông thấy kiếm thần tinh tới. Trong lòng của hắn ai thán một tiếng, liền biết mình tuyệt đối không thể đi lên. Nếu như mình thật trèo lên dây thừng, như vậy kiếm thần tinh khẳng định hội một kiếm bay ra ngoài, trực tiếp cầm dây trói chặt đứt. Đây là không cần hoài nghi, kiếm thần tinh trước mắt trình tự thiết kế tiếp cận hoàn mỹ, hắn sẽ không xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Mà La Quân người trên không trung, dây thừng một khi đoạn, như vậy hắn chẳng khác nào là lăng không trạng thái. Hắn vốn cũng không phải là kiếm thần tinh đối thủ, nếu như lại ở vào lăng không trạng thái, cái kia tuyệt đối là tìm chết. La Quân rơi vào đường cùng, đành phải hướng một cái khác phía tây bỏ chạy, đó là cùng kiếm thần tinh hoàn toàn tướng phương hướng ngược. Cái này một cái chớp mắt, La Quân trốn được nhanh như điện chớp. Kiếm thần tinh cũng không ngừng lại, trực tiếp thiểm điện truy sát mà đi. Duẫn Nhi cùng Đa Luân Tư ở phía trên thấy cảnh này không khỏi ngây người. Duẫn Nhi lo lắng tới cực điểm. Nàng nói ra, ta muốn đi cứu La đại ca. Đa Luân Tư vội vàng ngăn lại Duẫn Nhi, hắn nói ra, ta qua, ngươi ở chỗ này tìm một chỗ chôn trước. Sau đó, Đa Luân Tư không nói hai lời thì nhảy đi xuống. Duẫn Nhi tuy nhiên cũng là thần thông cao thủ cấp bậc, nhưng là nàng cho tới bây giờ đều không phải là chiến đấu hình tuyển thủ, mà lại tay không tấc sắt. Cho nên, chỉ cần nàng xuống dưới, nàng lập tức liền có thể trở thành địch nhân công sát sơ hở. Ngược lại nàng ở phía trên, La Quân cùng Đa Luân Tư có thể càng thêm chuyên tâm một số. Duẫn Nhi chính mình cũng biết điểm này, cho nên nàng trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng cũng không có đi theo nhảy đi xuống. La Quân một đường tả xung hữu đột, cứ như vậy trọn vẹn trốn 3 phút. Mà cái kia kiếm thần tinh cũng một mực sau lưng hắn theo đuổi không bỏ. Không được, La Quân lập tức liền nhìn thấy phía trước ma cung cuối cùng, nơi đó là hàn băng mặt vách. Dạng này một mực trốn xuống dưới. Sẽ chỉ chạy trốn tới không đường có thể trốn. Lúc này, La Quân là không biết Đa Luân Tư đã về đến giúp đỡ. Hắn không có trông cậy vào bất luận kẻ nào đến giúp đỡ. Làm sao bây giờ, La Quân đầu phi tốc chuyển động. Chỉ có kiếm thần tinh đuổi theo, mà Mậu Tư trưởng lão cũng không có đuổi theo. La Quân tâm lý thầm nghĩ, đây là bởi vì Mậu Tư trưởng lão chính là ma pháp sư, thân thể yếu đuối, cho nên tốc độ không đuổi kịp. Mà kiếm thần tinh lại có thể đuổi theo. Đây là bởi vì kiếm thần tinh bản thân thì có cái này lực lượng. Cái này cũng đã nói lên, giáo thần tuy nhiên có thể thao túng hai người này, nhưng lại không thể đột phá bọn họ tự thân thể ràng buộc. Nói cách khác, kiếm thần tinh bản thân lực lượng cũng không có tăng tiến, hắn lợi hại là bây giờ đối kiếm thuật lĩnh ngộ. Nói cách khác, lão tử lực lượng còn tại kiếm thần tinh phía trên. La Quân trong nháy mắt thì ngộ đến cái này một cái điểm mấu chốt. Mà mẹ nó, chẳng lẽ kiếm thần tinh cầm một cây kiếm? Lão tử cũng không phải là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ này cầu thí giáo thần liền xem như dùng kiếm thần tinh lực lượng, lão tử tại đánh phương pháp bên trên thì là không bằng cái này giáo thần. La Quân trong lòng là không phục, tại đánh phương pháp bên trên, hắn chưa bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào. Vừa nghĩ đến đây, La Quân trong nháy mắt liền đem Phược Long bao tay đeo lên tới. Lúc này, hắn vừa vặn đã đi tới cái kia ma cung cuối cùng, phía trước cũng chính là hàn băng mặt vách. La Quân thân thể đột nhiên dừng lại. Kiếm thần tinh lập tức đến, một kiếm nghiêng bổ mà đến, chính là muốn đem La Quân nghiêng chém thành hai khúc. Một kiếm này nhìn như tùy ý, trên thực tế lại là thâm ý sâu sắc. Một kiếm chặt nghiêng, cơ hồ đem La Quân toàn thân cao thấp đều bao phủ lại. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không. La Quân bỗng nhiên như rắn xoay quanh bên trong, người đã trở lại. Kiếm thần tinh một kiếm lập tức bá không. Bá không đồng thời, La Quân đã từ kiếm thần tinh hạ thân tập kích tới. La Quân một chiêu này trở về thủ tinh diệu tới cực điểm,
có thể nói là tuyệt đối kỳ diệu tới đỉnh cao. Nhưng lúc này, kiếm thần tinh sắc mặt không thay đổi chút nào, kiếm thế xoay chuyển, một kiếm bay thẳng đến La Quân đỉnh đầu đâm xuống tới. Tựa như là đã đem La Quân một chân dẫm ở, sau đó một kiếm làm thịt tư thái. Kiếm thần tinh kiếm thuật quả nhiên là có chất biến hóa. Lần này công sát, khiến người ta dùng mình, khó lòng phòng bị. La Quân tại trở về thủ đồng thời, cũng đã nghĩ đến kiếm thần tinh hội thi triển lần này. Tựa như là máy tính một dạng, kiếm thần tinh mỗi một cái biến hóa, đều là tuyệt đối lớn nhất tinh chuẩn, tinh diệu nhất, chuẩn xác nhất. La Quân cũng là đấu pháp cao thủ, cho nên hắn muốn đoán được kiếm thần tinh biến hóa cũng không khó. Đối mặt kiếm thần tinh một kiếm này, La Quân cũng không có tránh né, mà chính là hai tay đột nhiên bắt lấy kiếm thần tinh hai chân, tiếp lấy đem hắn đột nhiên hướng lên trên co lại. Kiếm thần tinh lực lượng là không kịp La Quân, cho nên lần này, kiếm thần tinh lập tức trên thân bất ổn, hướng về sau ngửa qua. Cùng lúc đó, kiếm thần tinh vẫn mặt không đổi sắc, hắn trường kiếm nhất chuyển, trở tay trên mặt đất một điểm. Sau đó, thân thể mượn lực, kỳ dị vặn vẹo một chút. Tiếp theo, La Quân đã nhìn thấy kiếm thần tinh thân thể như rắn một dạng uốn lượn chợt đến, trong tay hắn hàn quang lóe lên, cái kia một ngụm trường kiếm như tấm lụa lôi đình tập giết tới. Tuyệt đối kiến huyết phong hầu. Sự biến hóa này quả thực thì lại yêu nghiệt. Cái này cả trong cả quá trình, kiếm thần tinh người còn trên không trung, chân còn tại La Quân trên tay. Nhưng gia hỏa này đem cái này một hệ liệt độ khó cao động tác hoàn thành đến không có chút nào đến trở ngại. La Quân cũng không nghĩ nhiều, hắn cũng không phải ăn chay. Hắn trực tiếp hai tay chấn động, đem kiếm thần tinh cả thân thể rung ra qua. Kiếm thần tinh lập tức liền bay ra ngoài. La Quân cũng không ngừng nghỉ, cấp tốc nhảy nhảy dựng lên, hướng phía kiếm thần tinh đột nhiên chạy đi. Hắn chính là phải thừa dịp kiếm thần tinh còn chưa lúc rơi xuống đất đợi, nhất quyền chặn ngang đem kiếm thần tinh xử lý. La Quân vừa mới vọt đến, kiếm thần tinh cũng vừa tốt muốn rơi xuống đất. Cái này một cái chớp mắt, kiếm thần tinh kiếm trong tay bỗng nhiên chém ngang. Lần này trảm tướng đi ra, vội vàng không kịp chuẩn bị, không có không một tiếng động. La Quân bất đắc dĩ, chỉ có thân thể một nghiêng, như thế vừa rồi tránh đi. Mà như vậy một gian khe hở ở giữa, kiếm thần tinh đã vững vàng rơi xuống đất. La Quân liền cũng minh bạch, chính mình dưới mắt cùng kiếm thần tinh là chân chính kỳ phùng địch thủ. Mình muốn cấp tốc đem hắn giải quyết hết, vậy thật đúng là không rất dễ dàng. Vừa vặn, lúc này Đa Luân Tư cũng đuổi tới. La Quân cùng Đa Luân Tư nhìn nhau, trong lòng hai người đều dậy sát ý, liền muốn tại cái này lôi đình ở giữa trước đem kiếm thần tinh giải quyết hết. Như thế về sau, lại đi giải quyết Mâu Tư trưởng lão. Đây là đường sống duy nhất. Kiếm thần tinh liếc nhìn hai người liếc một chút, hắn bộ mặt là không lộ vẻ gì. La Quân cùng Đa Luân Tư đồng thời xuất thủ, hai người này đều là đấu pháp tuyệt đỉnh cao thủ. Đa Luân Tư trước đó có thể lực lượng một người chu sát rất nhiều hoàng kim kỵ sĩ, bây giờ hắn cùng La Quân liên thủ, càng là lợi hại vô cùng. Đa Luân Tư dưới chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, mặt đất kia nhất thời một mảnh rạn nứt. Tiếp theo, người khác như điện thiểm, trong nháy mắt xuất hiện tại kiếm thần tinh trước mặt. Đồng thời, Đa Luân Tư một kiếm nghiêng vỗ tới. Kiếm pháp chi tinh diệu, toàn bộ ở chỗ một cái gai chữ, một cái bổ chữ. Đâm, như lôi đình, như điện thiểm, khiến người ta không thể suy nghĩ. Bổ, lấy điểm đắp mặt, nhìn như chỉ có một bổ chi lực, thực đã toàn phương vị bao phủ địch nhân. Đây là kiếm thuật thăng hoa. Cùng lúc đó, La Quân một cái linh dương móc sừng lấn người mà gần, hắn long trảo thủ lại là chụp vào kiếm thần tinh vị trí hiểm yếu. Kiếm thần tinh đối mặt hai đại cao thủ đồng thời công kích, hắn nhìn cũng không nhìn, lại là kiếm như kinh hồng, đột nhiên chém ngang ra ngoài. Hoành tạo thiên quân như quyển tịch tư thái. Kiếm thần tinh đã không có quản Đa Luân Tư cùng La Quân công kích, một chiêu này mang theo lưỡng bại câu thương thảm liệt. Thế nhưng là, kiếm thần tinh có thể thảm liệt, có thể liều lĩnh. Nhưng La Quân cùng Đa Luân Tư không được a. Cái này kiếm thần tinh bản thân liền là con rối nguyên thần, La Quân hai người muốn là chết, vậy coi như không sống được. Cho nên trong chớp mắt, Đa Luân Tư cùng La Quân thế mà bị kiếm thần tinh một kiếm bước cho lui. Sau đó, kiếm thần tinh tiến lên trước một bước, một kiếm đâm ngược Đa Luân Tư. Đa Luân Tư một kiếm đẩy ra, hai kiếm chạm nhau, lập tức kích xạ ra chói lọi tia lửa. Đồng thời, kiếm thần tinh trường kiếm trong tay đứt gãy. Đa Luân Tư chính muốn tiếp tục công sát, kiếm thần tinh lại cầm trong tay kiếm gãy bay thẳng đến Đa Luân Tư mãnh liệt ném giết. Cái kia kiếm gãy như lôi đình phóng tới.
Đa Luân Tư không thể không nghiêng người tránh đi. La Quân lúc này tìm đúng cơ hội, nhất trảo thiểm điện bắt lấy kiếm thần tinh cánh tay. Nằm xuống, La Quân lệ quát một tiếng. Kiếm thần tinh cười lạnh một tiếng, đột nhiên trực tiếp quay người tới, hướng phía La Quân ở ngực nhất trưởng từng đánh chết tới. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân cảm nhận được tiếng tạch tạch âm. Trong tay hắn lúc đầu nắm lấy kiếm thần tinh cánh tay, kiếm thần tinh là tuyệt đối không thể quay người tới. Có thể cái này kiếm thần tinh không theo lẽ thường ra bài, đột nhiên liền trực tiếp đưa cánh tay xinh xinh bẻ gãy. La Quân trong tay liền lấy kiếm thần tinh tay cụt, mà bộ ngực hắn chỗ, kiếm thần tinh một cái khác trưởng đã từng đánh chết tới. La Quân bị kinh ngạc, hắn thông suốt khom người co lại bụng, tiếp lấy vội vàng thối lui. Như thế về sau, vừa rồi tránh thoát kiếm thần tinh một trưởng này. Sau đó, kiếm thần tinh cũng không lưu lại, xoay người bỏ chạy. La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn mắt nhìn trong tay thuộc về kiếm thần tinh tay cụt. Cái kia chỗ cụt tay, bạch cốt sâm sâm, máu thịt be bét. Máu đã băng lãnh mà sền sệt, xem xét cũng là chết đã lâu máu. La Quân đối máu mẫn cảm, sở dĩ phải rõ ràng cảm nhận được loại cảm giác này. Đa Luân Tư cũng là phát hạ ngốc, La Quân quát, truy a. Đa Luân Tư nói ra, tính toán, truy cũng vô dụng. Coi như giết kiếm thần tinh thân thể, nhưng cũng giết không dậy thần con rối nguyên thần. La Quân căm ghét đem kiếm thần tinh cánh tay vứt bỏ, hắn bỏ rơi tay, đưa tay mặc lên vết máu đánh rơi xuống. Hai người đều là lòng còn sợ hãi. Đi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Đa Luân Tư nói ra. La Quân gật gật đầu. Hai người rất nhanh liền đi vào sụp đổ lối đi ra, cái kia phía trên ra miệng, Duẫn Nhi một mực chờ đợi đợi. Duẫn Nhi trông thấy La Quân cùng Đa Luân Tư còn sống thời điểm, không khỏi đỏ mắt vành mắt. Vừa rồi nàng ở phía trên, lại một mực không biết phía dưới tình huống, tâm lý không biết có lo lắng nhiều đây. Lần này ngươi đi lên trước đi. Đa Luân Tư nói với La Quân. La Quân cũng không chối từ. Ngay sau đó, La Quân đứng tại Đa Luân Tư trên thân, tiếp theo bị chống đi tới. Sau đó, La Quân cùng Duẫn Nhi dùng dây thừng đem Đa Luân Tư cũng kéo lên qua. Lúc này tuyết vực bên trên vừa vặn đã màn đêm buông xuống, bên trong thiên địa vẫn là một mảnh tuyết trắng mênh mang. Gió tuyết tàn phá bừa bãi, hàn phong xen lẫn tuyết hoa thổi tới, khiến người ta liền con mắt đều khó mà mở ra. Cái này một cái chớp mắt, La Quân mọi người thấy đây hết thảy, trong lòng lại là sinh ra trời đất bao la, nhưng không có mọi người dung thân chỗ thê lương cảm giác. Mà mẹ nó, lão tử làm sao tới cái này mất phương hướng đại lục chỉ chớp mắt thì lăn lộn thành hình dáng này đâu. La Quân trong lòng thầm mắng, chính hắn đều cảm thấy phiền muộn. Rời khỏi nơi này trước, tìm chỗ an toàn lại nói tiếp. Đa Luân Tư nói ra. La Quân gật gật đầu, nói ra, được. Một hàng ba người cấp tốc biến mất tại ma cung chung quanh. Cũng may tuyết lớn một mực ở dưới, cho nên mấy người giấu chân chẳng mấy chốc sẽ bị tuyết lớn bao trùm ở. Bây giờ Đa Luân Tư đã vứt bỏ Tử Kim Vương quan, cái kia giáo thần hẳn là trong lúc nhất thời tìm không đến. Ba người đã đi ba giờ đều là hành quân gấp. Cuối cùng đi đến một chỗ khe núi phía dưới, nơi này nhìn rất là yên lặng. Nói trở lại, nơi này cũng không có ở đâu là không yên lặng. Bất quá cũng may, tuy nhiên gió tuyết tàn phá bừa bãi, nhưng ba người còn có dư thừa lều vải cùng thực vật. Đem lều vải chống đỡ tốt về sau, La Quân lại đốt đuốc lên phù. Trong lúc nhất thời, bên ngoài tuy nhiên gió tuyết đan xen, nhưng trong lều vải lại là ấm áp như xuân. Cái này lều vải chất liệu là rất không tệ. Một vòng này chưa tỉnh hồn xuống tới, mọi người cũng đều là hơi mệt chút. Bất quá lúc này, tất cả mọi người không có ý đi ngủ. La Quân hỏi trước Đa Luân Tư, nói, con rối nguyên thần là cái quỷ gì? Đa Luân Tư nhìn La Quân liếc một chút, hắn nói ra, cái kia cũng coi là một môn kỳ lạ ma pháp, là giáo thần lấy ma pháp nguyên tố ngưng tụ ra nguyên thần, loại này nguyên thần có nàng một số năng lực cùng tư tưởng. La Quân nói ra, nhưng là chúng ta cùng giáo thần cách xa nhau mấy vạn dặm, những khôi lỗi này nguyên thần là thế nào đến? Đa Luân Tư nói ra, chỉ sợ con rối nguyên thần vẫn luôn nhập thân vào mâu tư trưởng lão cùng kiếm thần tinh trên thân. Chỉ là một mực ở vào trạng thái ngủ say, bây giờ giáo thần là phát hiện bên này vấn đề, như thế mới cùng con rối nguyên thần bắt được liên lạc. Nàng và con rối nguyên thần ở giữa, liền xem như cách ngàn dặm, vạn lý, nhưng giữa các nàng thông qua trong không khí tồn tại ma pháp nguyên tố liền có thể lấy được một số kỳ diệu liên hệ. Cái này cũng không khó lý giải, theo Internet liên hệ là không kém sai đạo lý. La Quân kỳ quái nói ra,
nếu như con rối nguyên thần sớm đi tỉnh lại, chúng ta cũng liền chết chắc. Cái này giáo thần tựa hồ làm chuyện này chậm một nhịp. Đa Luân Tư nói ra, con rối nguyên thần bản thân là ma pháp nguyên tố hình thành, chúng nó nếu như không có thân thể là không thể thi triển ra như thế phong phú lực lượng. Mà lại, nếu như không phải người chết thân thể, con rối nguyên thần cũng vô pháp chiếm cứ đi vào. Cho nên, đó cũng không phải giáo thần chậm một nhịp, mà chính là nhất định phải kiếm thần tinh bọn họ bị giết về sau, con rối nguyên thần mới có thể phát huy tác dụng. La Quân cùng Duẫn Nhi nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. La Quân theo rồi nói ra, cái này khôi lỗi nguyên thần tuy nhiên lợi hại, nhưng là lấy giáo thần thủ đoạn tới nói, tựa hồ vẫn là kém một chút. Đa Luân Tư nói ra, điểm này ta cũng cảm thấy kỳ quái, giáo thần chính là đương thời đại thần nhà thông thái vật. Chúng ta dạng này người, ở trước mặt nàng giống như cho bụi đồng dạng nhỏ bé. Nếu là nàng chân thân đến, cũng là một cái đầu ngón tay đều có thể giết chúng ta. Nhưng cái này khôi lỗi nguyên thần tựa hồ không quá phù hợp nàng thực lực trình độ. La Quân nói ra, ta ngược lại phát hiện một số manh mối, cái kia chính là con rối nguyên thần tựa hồ là bị hạn chế. Chúng nó bị kiếm thần tinh cùng mâu tư trưởng lão thân thể có hạn chế ở. Có thể tưởng tượng, nếu như là hai tôn cường đại vô cùng thân thể cho con rối nguyên thần, như vậy con rối nguyên thần thực lực hội càng thêm cường đại. Đa Luân Tư nhãn tình sáng lên, nói, ngươi kiểu nói này ta cũng chú ý tới, còn giống như thật sự là đạo lý này. La Quân sờ mũi một cái, nói, cái gì gọi là giống như, lúc đầu chính là cái đạo lý này. Ngươi không thấy cái kia kiếm thần tinh tuy nhiên lợi hại, nhưng lợi hại là kiếm thuật cùng năng lực phản ứng, nhưng lực lượng cũng không có tăng cường. Còn có mâu tư trưởng lão, tuy nhiên thi triển ma pháp mau lẹ rất nhiều, nhưng là ma pháp đẳng cấp cũng không có tăng lên. Không tốt, Đa Luân Tư bỗng nhiên sắc mặt đại biến. La Quân cùng Duẫn Nhi nhất thời giật mình, La Quân hỏi, làm sao? Người khác cái này đột nhiên hét lên a. Đa Luân Tư nói ra, con rối nguyên thần trước đó là không có thời gian đến cải tạo mâu tư trưởng lão cùng kiếm thần tinh thể chất, nhưng bây giờ chúng ta rời đi, con rối nguyên thần nhất định sẽ cải tạo bọn họ thể chất. Chờ con rối nguyên thần đem bọn hắn thể chất cải tạo thành công về sau, thực lực bọn hắn liền sẽ tăng lên trên diện rộng. La Quân nói, ta dựa vào, ngươi làm sao không nói sớm? Nếu là nói sớm, liền có thể trực tiếp qua đem kiếm thần tinh cùng mâu tư trưởng lão thân thể hủy đi. Chờ đến bọn họ thân thể hủy, cái kia con rối nguyên thần cũng thì không có đất dụng võ. Đa Luân Tư nói ra, không biết chúng ta bây giờ đi về còn có kịp hay không ngăn cản. La Quân nói ra, tính toán, trời đất bao la, chúng ta ngăn cản chúng nó làm gì? Giết bọn nó cũng không nhiều lắm chim dùng. Đa Luân Tư nghe vậy, nghĩ lại cũng là đạo lý này. La Quân nói ra, bất quá, người nói cái kia con rối nguyên thần sẽ tới hay không đuổi giết chúng ta. Hắn đón đến, nói ra, truy sát là khẳng định, mấu chốt là, chúng nó hẳn là sẽ không biết rõ nói chúng ta tung tích a. Đa Luân Tư nhưng cũng không dám đánh cược, nói ra, dựa theo đạo lý nói, hẳn là sẽ không biết. La Quân nghe xong Đa Luân Tư nói như vậy đã cảm thấy không quá đáng tin, bất quá hắn cũng không muốn quản nhiều. Ai, mệt mỏi, vẫn là đi được tới đâu hay tới đó đi. Ngủ đi, không ngủ ngon, nơi nào có tinh thần đào mệnh. La Quân nói như vậy. Đa Luân Tư trong lòng rất là bất an, bất quá hắn cũng không có nhiều lời. Sau đó, ba người thì riêng phần mình khỏa chăn mền chìm vào giấc ngủ. La Quân cùng Duẫn Nhi khỏa một giường chăn mền, giờ phút này, tuy nhiên Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, nhưng La Quân cũng không có khác tâm tư. Người nếu là thật có chút mệt mỏi, mà lại, Duẫn Nhi đã ngủ rất là thơm ngọt, cho nên La Quân càng sẽ không qua khinh bạc quấy rầy Duẫn Nhi. Không biết qua bao lâu, trong đêm khuya, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, chỉ có cái kia gió tuyết tiếng rít âm tại tàn phá bừa bãi lấy. Đúng lúc này, La Quân đột nhiên giật mình tỉnh lại, hắn một thanh nhảy dựng lên. Cơ hồ là đồng thời, Đa Luân Tư, Duẫn Nhi cũng giật mình tỉnh lại. Ba người đều từ tâm chỗ sâu cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm. Trốn, La Quân đột nhiên bạo giống một tiếng, hắn kéo lại Duẫn Nhi tay, nhanh như điện chớp đồng dạng xông ra lều vải. Đa Luân Tư cũng cùng theo một lúc, ba người tại 0.1 giây đứng không thoát đi khoản chi bồng. Vừa chạy ra qua, cái kia bên trên bầu trời, một đạo hàn băng cự trụ ầm vang lún xuống dưới, cái kia lều vải bị ép thành nhão nhoẹt. Không còn sót lại một chút cặn. Cái kia hàn băng cự trụ chiều rộng 3 trượng, chiều dài 10 trượng. Tựa như là chống trời cự trụ, cái này chống trời cự trụ thì như vậy sụp đổ xuống. La Quân ba người nhất thời chưa tỉnh hồn, không hề nghi ngờ,
Cái này hàn băng cự trụ cũng là thủy nguyên tố bên trong ma pháp a. Có thể trong nháy mắt phát ra bực này mạnh đại ma pháp, đây cũng không phải là mâu tư trưởng lão cấp bậc kia có thể làm được. Mà cùng lúc đó, La Quân ba người nhìn thấy phía trước xuất hiện hai người. Hai người kia ngay tại 10 mét có hơn địa phương. Tuy nhiên bên trong thiên địa vẫn là một vùng tăm tối, tuy nhiên gió tuyết tàn phá bừa bãi, nhưng La Quân vẫn là liếc một chút nhận ra. Hai người này cũng là mâu tư trưởng lão cùng kiếm thần tinh. Mâu tư trưởng lão cổ đã hoàn hảo không chút tổn hại, hắn toàn thân áo đen, sắc mặt lạnh lẽo băng hàn, không có bất kỳ cái gì tình cảm bộc lộ. Mà kiếm thần tinh tay cụt đã mọc ra tân thủ cánh tay, trước ngực hắn huyết động cũng đã hoàn toàn chữa trị. Hai người kia tựa như là tang thi thế giới bên trong zombie một dạng, băng băng lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. Mà mẹ nó, La Quân không khỏi hút miệng hàn khí, hắn hỏi Đa Luân Tư, nói, ngươi không phải nói bọn họ hẳn là truy không tới sao? Đa Luân Tư gian nan nuốt ngụm nước bọt, nói, cho nên ta nói là hẳn là, mà không phải tuyệt đối a. Duẫn Nhi, ngươi đi trước, La Quân cũng không nhiều lời, hắn nói với Duẫn Nhi. Duẫn Nhi gật gật đầu. Nàng biết mình lưu lại chỉ làm liên lụy bọn họ. Duẫn Nhi xoay người rời đi. Kiếm thần tinh cùng mâu tư trưởng lão cũng không có đuổi theo Duẫn Nhi, bởi vì Duẫn Nhi căn bản cũng không phải là bọn họ mục tiêu. La Quân nhìn kỹ liếc một chút, hắn phát hiện mâu tư trưởng lão cùng kiếm thần tinh thân thể có một tia khác biệt. Đó chính là bọn họ tựa hồ so trước đó cường tráng hơn rất nhiều. Kiếm thần tinh rõ ràng cao lớn hơn một chút, dáng người cũng tráng kiện một số. Mâu tư trưởng lão cũng là như thế. Mẹ chứng, quả thật là gia cường phiên bản. La Quân cùng Đa Luân Tư hiện tại là tâm lý bên trong một chút cũng không có. Trước đó thì làm không thắng hai người này, hiện tại kia liền càng là làm không thắng. Trước hết giết mâu tư trưởng lão, La Quân trầm giọng nói với Đa Luân Tư, mâu tư trưởng lão lợi hại hơn nữa cũng bất quá là ma pháp sư sợ hãi chiến sĩ cận thân công kích. A, à, Đa Luân Tư ứng một tiếng. Khoan hãy nói, La Quân gia hỏa này tuy nhiên bình thường là cà lơ phất phơ một điểm. Nhưng là con hàng này mỗi lần ở lúc mấu chốt thì rất tỉnh táo, mà lại có rất mạnh năng lực chỉ huy. Đây đại khái là muốn nhờ vào hai điểm, thứ nhất, bản thân hắn thì rất lợi hại thông minh. Thứ hai, hắn đã từng tự sáng tạo lính đánh thuê, vẫn luôn là đầu lĩnh. Lại nói lúc này, La Quân cùng Đa Luân Tư đồng thời xuất thủ. Hai người như tia chớp vồ giết về phía mâu tư trưởng lão. Kiếm thần tinh thân là chiến sĩ, tự nhiên là muốn bảo vệ ma pháp sư. Giờ phút này, kiếm thần tinh một chút hoành thân ngăn ở La Quân cùng Đa Luân Tư trước mặt, trong tay hắn lại nhiều một ngụm trường kiếm, nhưng gặp kiếm quang lóe lên, như kinh hồng lưu tinh, hàn quang bốn phía. Người đi chết đi, La Quân vung tay lên, lại là lập tức thi triển ra quả thứ ba phù chú. Thần thông chi môn. Thần thông chi môn cấp tốc tại kiếm thần tinh dưới thân hình thành vòng xoáy màu đen. Kiếm thần tinh thiểm điện ở giữa bị vòng xoáy màu đen thôn vệ đi vào. Sau đó, mặt đất kia khôi phục lại bình tĩnh, tựa như hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Nhưng kiếm thần tinh đã biến mất không thấy gì nữa. Cái kia thần thông chi môn chính là thần giáo thủ tịch trưởng lão đại chiêu, tự nhiên là có chỗ lợi hại. Càng là La Quân dạng này đột nhiên phát ra, khó lòng phòng bị. Cái kia thần thông chi môn, nếu là vị kia thủ tịch trưởng lão không cần phù chú đến phóng thích, vậy cũng phải đọc một hồi chú ngữ. Đọc chú ngữ thời điểm thì có thời gian cho kiếm thần tinh phòng bị. Có thể phù này chú là không cần nhiều như vậy chú ngữ, trực tiếp phóng thích là được. Xử lý kiếm thần tinh về sau, La Quân cùng Đa Luân Tư cấp tốc công sát mâu tư trưởng lão. Nhưng mâu tư trưởng lão nhưng cũng không phải ăn chay, tại kiếm thần tinh bị thần thông chi môn thôn vệ thời điểm, mâu tư trưởng lão đã đọc chú ngữ. Trong một chớp mắt, mặt đất dâng lên hàn băng lợi kiếm. Hàn băng lợi kiếm từ mặt đất tuôn ra, nhanh vô cùng. Bất quá, những này hàn băng lợi kiếm cũng không có thoát địa mà ra, mà chính là dưới chân mọc rễ. La Quân cùng Đa Luân Tư bất đắc dĩ, chỉ có thể dưới chân nhảy loạn, cấp tốc tránh thoát hàn băng lợi kiếm. Trong một chớp mắt, mặt đất thêm ra 100 đạo hàn băng lợi kiếm. Những hàn băng đó lợi kiếm hàn quang bốn phía, cao có 1 mét, 10 phần sắc bén. La Quân cùng Đa Luân Tư né tránh hàn băng lợi kiếm đồng thời. Bốn phương tám hướng tiếp lấy tuôn ra 4 đạo hàn băng cự bích đi ra. Những này hàn băng cự bích cao có hơn 10 mét, trực tiếp hình thành nhà tù. Ngay cả trên không cũng bị cấp tốc che đậy hàn băng vách tường. Lần này, La Quân cùng Đa Luân Tư chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa.
La Quân cùng Đa Luân Tư đã lâm vào trong tuyệt cảnh. La Quân cũng biết Mâu Tư trưởng lão còn có thủ đoạn hắn, bây giờ chính mình cùng Đa Luân Tư bị vây ở trong lao tù. Lúc này, chỉ cần Mâu Tư trưởng lão tại trong lao tù thi triển Hàn Băng Lợi Kiếm ma pháp, như vậy chính mình cùng Đa Luân Tư cũng chỉ có thể chờ chết. Nhất định phải nhanh đột phá nhà tù. La Quân cùng Đa Luân Tư trong lòng đều là đồng dạng ý nghĩ, La Quân nhất quyền đột nhiên bạo hướng nhà tù. Phanh một tiếng, Hàn Băng nhà tù ẩn ẩn chấn động, nhưng lại vẫn không có bất luận cái gì muốn bị bạo phá dấu hiệu. Đa Luân Tư lấy Thánh Nguyên kiếm thứ qua, trong một chớp mắt, tia lửa chói lọi, nhưng Hàn Băng nhà tù lại vẫn không có bất luận cái gì tổn hại dấu hiệu. La Quân cái này thật sự là sốt ruột, cái này là sống còn cấp độ A. Hắn liên tục tuôn ra mấy cái quyền, đá ra mấy cước, nhưng đều là không công mà lui. Đa Luân Tư cũng là không có cách nào. Mà lúc này, Mậu Tư trưởng lão trong miệng đọc chú ngữ. La Quân cùng Đa Luân Tư dưới chân cũng bắt đầu sinh ra biến hóa. Cái kia chính là, Hàn Băng Lợi Kiếm từ dưới đất đâm ra tới. Vô số Hàn Băng Lợi Kiếm mang theo gào thét thanh âm, đột nhiên đâm ra. Bất quá Hàn Băng Lợi Kiếm cũng không có bay ra ngoài, mà chính là tựa như một gốc lạnh tùng đồng dạng dài tại nguyên chỗ. La Quân cùng Đa Luân Tư liên tục tránh né, bọn họ mẫn cảm phát huy đến cực hạn. Nhưng như vậy xuống dưới, sớm muộn vẫn là một con đường chết. Trong nguy cơ, La Quân đem một mồi lửa phù vứt ra. Ầm ầm, trong một chớp mắt, ánh lửa ngút trời. Nhưng lần này, liền hỏa phù cũng không tốt dùng, mặc cho trong lao tù ánh lửa ngút trời. Nhưng này Hàn Băng nhà tù lại là không nhúc nhích tí nào, không có chút nào hòa tan dấu hiệu. Cả hai nhiệt độ thật sự là không tại cùng một cái cấp bậc lên A. Mắt thấy La Quân cùng Đa Luân Tư liền muốn mệnh tang tại chỗ, La Quân lúc này cũng không có bối rối, đầu hắn chuyển rất nhanh. Đột nhiên, phúc trí tâm linh. Hàn Băng nhà tù chính là ma pháp, chính là thủy nguyên tố. Hỏa phù vô pháp tan ra Hàn Băng nhà tù, đây là bởi vì hỏa phù nhiệt độ không đủ cao. Nhưng Hàn Băng nhà tù nhưng lại đầy đủ băng hàn. Như vậy, ta máu tươi đâu? Cường đại nhất huyết tộc, chí dương chi huyết. La Quân biết, chính mình huyết mạch nhiệt độ là phi thường cao. Dương cương chi huyết. La Quân lập tức lấy móng tay tại trên đùi cắt một đường vết rách, đồng thời, trên tay tại trên đùi cấp tốc bôi một thanh máu. Tiếp theo, La Quân trước nhất trưởng khắc ở Hàn Băng nhà tù Hàn Băng trên vách tường. Phía trên kia nhất thời xuất hiện một đạo huyết thủ ấn. La Quân sau đó bạo giống một tiếng, một chân đột nhiên đá vào. Một tiếng ầm vang, mặt này vách tường nhất thời rạn nứt. La Quân cấp tốc hét lớn một tiếng, cùng Đa Luân Tư đồng thời lão hùng chàng thụ đụng tới. Phanh một tiếng, bức tường kia rốt cục bị đụng nát. La Quân cùng Đa Luân Tư chạy thoát. La Quân cùng Đa Luân Tư được từ từ, hai người cấp tốc nhảy dựng lên. Đa Luân Tư không thêm suy nghĩ nhiều. Trong tay Thánh Nguyên kiếm mãnh nhưng hướng phía Mâu Tư trưởng lão đầu lâu ném đi. Cái kia Thánh Nguyên kiếm gào thét lên như thiểm điện ám sát mà đi. Mâu Tư trưởng lão một chỉ điểm ra, liền gặp không trung thủy nguyên tố ngưng tụ ra một đạo băng tường. Thánh Nguyên kiếm liền đâm vào trên tường băng, đâm ra chói lọi tia lửa. Sau đó, Thánh Nguyên kiếm rớt xuống đất. La Quân bạo giống một tiếng, đột nhiên chạy tới, hắn nhất trưởng huyết thủ ấn đập vào trên tường băng. Cái kia băng tường nhất thời rạn nứt. Trần Lăng lại chấn động, băng tường vỡ vụn. La Quân một chân đá lên Thánh Nguyên kiếm, lại lần nữa hướng Mâu Tư trưởng lão ném qua. Mâu Tư trưởng lão lại nhất chỉ, lại một đường băng tường dần hiện ra tới. Cái kia Thánh Nguyên kiếm lần nữa bị băng tường cản trên mặt đất. Liền cũng tại lúc này, Đa Luân Tư như thần binh trên trời rơi xuống, hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng Mâu Tư trưởng lão. Đa Luân Tư một phát bắt được Mâu Tư trưởng lão đầu lâu, sau đó lệ hống nói: Mậu Tư trưởng lão, người đi chết đi. Tiếng giống to bên trong, Đa Luân Tư đem Mậu Tư trưởng lão đầu lâu trực tiếp cố chấp đoạn, sau đó giật xuống tới. Nhất thời, máu tươi biểu tiễn. Cái kia máu tươi sền sệt lấy biểu tiễn ra đến, khiến người ta mười phần không quen. Máu đã là lãnh huyết. Cùng lúc đó, trong không khí băng tường biến mất. La Quân lần nữa đem Thánh Nguyên kiếm hướng lên trên đá một cái, tiếp theo, hắn một tay nắm lấy Thánh Nguyên kiếm. La Quân hổ nhào tới, đối Mậu Tư trưởng lão phần eo chặn ngang một kiếm chém tới. Răng rắc một tiếng, Mậu Tư trưởng lão bị chém ngang lưng thành hai đoạn. La Quân cái này cũng chưa tính, lại đột nhiên chẻ dọc tam kiếm, bổ ngang tam kiếm. Cái này sáu dưới kiếm qua, Mậu Tư trưởng lão thân thể đã bị cắt chém thành vô số khối.
Sau đó, La Quân hai chân liên kích, đem Mâu Tư trưởng lão thân thể đá hướng bốn phương tám hướng. Đầy trời huyết nhục văng tung tóe, tràng diện huyết tinh tới cực điểm. So Âu Mỹ trọng khẩu vị phim kinh dị còn muốn huyết tinh. Đa Luân Tư cũng trực tiếp đem Mâu Tư trưởng lão đầu nhất quyền bạo thành toái phiến. Óc nhất thời chảy một chỗ. Đây cũng không phải La Quân cùng Đa Luân Tư tàn nhẫn thích giết chóc, chủ yếu là con rối nguyên thần quá lợi hại. Hai người sợ hãi Mâu Tư trưởng lão lại lần nữa chết rồi sống lại. Giải quyết Mâu Tư trưởng lão về sau, La Quân cùng Đa Luân Tư rốt cục thở phào. Mới vừa rồi còn không cảm thấy, giờ khắc này, hai người trong lòng bàn tay đều đã thấm đầy mồ hôi. Vừa rồi một sát na kia, thật sự là nguy hiểm tới cực điểm. Chỉ thiếu một chút xíu, hai người liền muốn đầu một nơi thân một nẻo. Giờ này khắc này, La Quân cùng Đa Luân Tư liếc nhau, hai trong mắt người đều là sống sót sau tai nạn thần sắc. Hai người ngồi dưới đất, từng ngụm thở đứng lên. Người ngược lại là không có nhiều mệt mỏi, chủ yếu là tâm lực dày vò a. Đồng thời, Đa Luân Tư cũng không khỏi bội phục La Quân, nói, làm sao ngươi biết ngươi máu tươi có thể phá mất cái này hàn băng nhà tù. La Quân hô một hơi, nói ra, ta cũng không biết có thể hay không. Nhưng lúc ấy cũng liền còn nước còn tát, dù sao hàn băng là băng hàn thuộc tính, mà người máu tươi tuyệt đối là nóng rực. Riêng là chúng ta luyện võ người, máu tươi càng là so với thường nhân muốn nóng rực. Cho nên, thì thử một chút. Đa Luân Tư vẫn là không nhịn được bội phục, nói ra, lúc ấy sống còn, tình huống khẩn cấp. Ta hoàn toàn không nghĩ tới cái này biện pháp, vẫn là ngươi thông minh. La Quân cười ha hả, nói ra, hai chúng ta vẫn là khác lẫn nhau vuốt mông ngựa. Hắn đón đến, nói, ngươi nói cái này kiếm thần tinh là chết vẫn là không chết. Còn có Mâu Tư trưởng lão con rối nguyên thần đâu? Đa Luân Tư nói ra, con rối nguyên thần không có thân thể, tự nhiên là hội tán loạn. Bất quá giáo thần vẫn là có biện pháp một lần nữa ngưng tụ, nhưng là nàng dù cho lại ngưng tụ, cũng không có cách nào đưa đến bên này. Còn kiếm thần tinh, hẳn là đã chết, dù sao thủ tịch trưởng lão thần thông chi môn tuyệt đối không phải đùa giỡn. La Quân sờ mũi một cái, nói, bình thường ngươi nói hẳn là thời điểm, vậy khẳng định cũng là không nên. Mà mẹ nó, La Quân một sau khi nói xong, hắn lập tức liền bạo câu nói tục. Bởi vì hắn trông thấy nơi xa một đường thân ảnh màu trắng xuất hiện. Mà mẹ nó, đó không phải là kiếm thần tinh sao? La Quân đối kiếm thần tinh cái này quỷ bộ dáng thật sự là quá quen thuộc. Đa Luân Tư cũng liền chú ý tới kiếm thần tinh. Hai người lập tức đứng lên. Thế nào, giết vẫn là trốn, Đa Luân Tư hỏi La Quân. La Quân trầm giọng nói ra, nếu như trốn, vậy chúng ta thì không sống yên thời gian có thể qua. Gia hỏa này hội một mực theo đuổi không bỏ, mà lại, ta lo lắng thời gian kéo càng dài. Thân thể của hắn thì càng hội tiến hóa. Cho đến lúc đó, chính là càng thêm khó có thể đối phó. Hắn đón đến, nói ra, ta cũng không tin, lấy hai người chúng ta liên thủ sẽ làm không xong hắn. Đa Luân Tư nhất thời hào khí sinh ra, hắn thánh nguyên kiếm nơi tay, nói, tốt, hôm nay hai huynh đệ chúng ta hợp lực giết đồ chó này. Đối với La Quân cùng Đa Luân Tư tới nói, hai người bọn họ kinh lịch cái này rất nhiều sinh tử kiếp nạn. Lẫn nhau ở giữa cảm tình đã thâm hậu đến không cần nhiều lời cấp độ. Mà lại, loại kia kề vai chiến đấu tư vị thực cũng là phi thường mỹ hảo. Kiếm thần tinh mắt không biểu tình. La Quân cùng Đa Luân Tư phân hai bên cạnh hướng kiếm thần tinh tới gần. Hai người cũng là nhanh chóng quyết đoán người, nói động thủ thì động thủ, mà lại ăn ý vạn phần. La Quân trước một bước thoát ra, di hình hoán ảnh chiêu thức thi triển, sau đó cũng là một chiêu long chảo thủ chụp vào kiếm thần tinh vị trí hiểm yếu. Đa Luân Tư cũng là thiểm điện bước ra, đồng thời một kiếm đâm về kiếm thần tinh eo sườn. Hai người cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Nhưng vào lúc này, quỷ mị sự tình phát sinh. Kiếm thần tinh bỗng nhiên hư không tiêu thất. Không nên nói là hư không tiêu thất, mà chính là kiếm thần tinh tốc độ quá nhanh. Hắn đột nhiên một chút liền đến Đa Luân Tư hậu phương, sau đó một kiếm bổ về phía Đa Luân Tư. Đa Luân Tư nhất thời dọa đến vãi cả linh hồn, hắn đã cảm nhận được kiếm phong băng hàn. Cái này kiếm thần tinh phen này xuất thủ, hắn thân thủ so trước đó khủng bố mấy lần a. Trong lúc nguy cấp, Đa Luân Tư một cái lại lư đả cổn khó khăn lắm tránh đi. Kiếm thần tinh tiến lên trước một bước, lại là một kiếm chặn ngang chém tới Đa Luân Tư. Cái này kiếm thần tinh hiện tại kiếm thuật thay đổi thêm trực tiếp, không có chút nào kỹ xảo có thể nói, cũng là đâm, bổ. Nhưng chính là như vậy đơn giản kiếm thuật, lại làm cho Đa Luân Tư không có sức hoàn thủ.
Mắt thấy Đa Luân Tư đã trốn không thoát kiếm thần tinh một kiếm này. Lúc này, La Quân đã kịp phản ứng. La Quân bạo giống một tiếng, nhất trưởng bổ về phía kiếm thần tinh thân kiếm. Kiếm thần tinh nhìn cũng không nhìn La Quân, lại là thân kiếm lật một cái, lấy kiếm phong mãnh liệt kéo hướng La Quân lòng bàn tay. Hắn biến hóa thật nhanh. La Quân hãi nhiên thất sắc, trong nguy cơ, hắn lấy linh dương móc sừng thân pháp tránh ra qua. Tuyệt đối là khó khăn lắm tránh đi, lưỡi kiếm kia là dán La Quân vành tai gọt quá khứ. Sau đó, kiếm thần tinh như bóng với hình, lại một kiếm đâm về La Quân trái tim chỗ. Một kiếm này đến càng nhanh, quả thực là truy hồn chi kiếm. La Quân tâm đã nhảy cổ họng, hắn tại trong nguy cấp, đồng dạng một cái lại lư đả cổn mới khó khăn lắm tránh đi một kiếm này. Liền cũng tại lúc này, Đa Luân Tư rốt cục nhảy dựng lên, kịp thời nghĩ cách cứu viện La Quân. Đa Luân Tư thánh nguyên kiếm nổi giận chém kiếm thần tinh một kiếm trực tiếp đâm về Đa Luân Tư mũi kiếm, đâm trúng một cái chớp mắt, kiếm thần tinh thân kiếm xoay tròn, đột nhiên phát ra một cỗ hình xoắn ốc điện lưu chấn quá khứ. Cái này hình xoắn ốc điện lưu xuyên thấu qua thánh nguyên kiếm, trực tiếp truyền đạt đến Đa Luân Tư trên thân. Đa Luân Tư cả thân thể chấn động. Kiếm thần tinh lại trước một bước, mũi kiếm vẩy một cái, lập tức liền đem thánh nguyên kiếm chọn bay ra ngoài. Vô luận Đa Luân Tư cỡ nào nỗ lực, nhưng mà lần này, hắn đều không có đem thánh nguyên kiếm cầm chắc lấy. Thánh nguyên kiếm bay ra ngoài. Đa Luân Tư liền cũng là tay không ứng đối kiếm thần tinh. Mà mẹ nó, cái này còn đánh cái rắm, trốn a. La Quân hú lên quái dị, hắn hoa chân múa tay, liên tục nắm lên một đoàn tuyết cầu hướng phía kiếm thần tinh đầu mãnh liệt đập tới. Cái này nện cũng không phải nói đùa, càng không phải là dịu dàng thắm thiết. Mỗi một đoàn tuyết cầu gào thét mà qua, theo bom nổ quá khứ giống như. Kiếm thần tinh khẽ nhíu mày, thân thể chớp liên tục. La Quân chỉ hận trên tay mình không có thương, không phải vậy lấy hắn thương pháp, còn không đánh chết tiểu tử này. Bất quá hắn tuyết cầu nện cũng rất lợi hại, để kiếm thần tinh liên tục né tránh vừa rồi tránh ra. Mà Đa Luân Tư cũng biết lúc này không có cơ hội, vội vàng nhảy dựng lên, xa xa né ra. La Quân gặp Đa Luân Tư né ra về sau, hắn quay người cũng liền mở trốn. La Quân cùng Đa Luân Tư là khôn khéo vô cùng người, hai người đương nhiên sẽ không từ cùng một cái phương hướng đào tẩu. La Quân hướng bên trái, Đa Luân Tư hướng bên phải. Bất quá kiếm thần tinh lúc này tư duy là kỳ quái vô cùng, hắn rõ ràng khoảng cách La Quân muốn gần rất nhiều, nhưng hắn quay người lại thì hướng Đa Luân Tư đuổi theo. La Quân vội vàng dừng lại thân hình, hướng kiếm thần tinh bên kia nhìn lại. Cái này kiếm thần tinh cùng Đa Luân Tư đã như nhất kỵ tuyệt trần đồng dạng đuổi theo ra xa xưa. La Quân cảm thấy mình cái này còn trốn cái rắm a. Hắn xoay người đi đem Đa Luân Tư bị đánh bay trên mặt đất thánh nguyên kiếm nhặt lên, sau đó thì hướng kiếm thần tinh phương hướng đuổi theo. La Quân tu vi thật sự thực là không bằng Đa Luân Tư một kiếm nơi tay, tuyệt đối có thể đem La Quân xử lý. Nhưng là, Đa Luân Tư thân pháp khẳng định là không bằng La Quân. Nếu như là La Quân để chạy trối chết, hắn ngược lại là có nắm chắc đào tẩu. Nhưng bây giờ là Đa Luân Tư bị kiếm thần tinh truy, La Quân còn biết Đa Luân Tư trong tay đã không có kiếm. Cho nên, La Quân là rất lợi hại lo lắng Đa Luân Tư an nguy. Lúc này, trời còn chưa sáng. Gió tuyết y nguyên tàn phá bừa bãi. Mênh mông tuyết vực, cho người ta một loại thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt cảm giác. La Quân đem thân pháp dương đến cực hạn. Hắn cũng liền có thể ẩn ẩn nhìn thấy phía trước thuộc về kiếm thần tinh mơ hồ điểm đen. La Quân tốc độ rất nhanh, thủy chung theo ở phía sau. Dạng này ước chừng truy nửa giờ thời gian, bốn phía phong cảnh phong vân biến ảo, nhanh như điện chớp. Đúng lúc này, phía trước kiếm thần tinh bỗng nhiên dừng lại. La Quân lập tức dừng ngay, không phải vậy muốn đụng vào kiếm thần tinh trên thân. Tuy nhiên như thế, La Quân dừng lại thời điểm, cùng kiếm thần tinh chỉ có 5 mét khoảng cách. Mặt đất kia bên trên có thật dài ma sát dấu vết, cái này là La Quân thật vất vả mới dừng lại. Người anh em này, phanh lại thế nào cũng không nói trước sáng cái phanh lại đèn đâu. Lúc này, kiếm thần tinh gắt gao nhìn chằm chằm La Quân. Gia hỏa này hiện tại là con rối nguyên thần, giống như không thế nào có thể nói chuyện. Nếu như có thể nói chuyện, khẳng định là muốn hỏi La Quân, người lão truy ca rát a đây. La Quân hắc hắc gượng cười dưới, quả muốn nói đó là cái hiểu lầm. Bái bai ngài đây. Nhưng La Quân lúc này không dám chạy trốn đi, hắn có loại cảm giác, chính mình chỉ cần quay người lại đào tẩu, kiếm thần tinh ra hỏa này hội trước tiên đem trường kiếm trong tay ném ra.
lấy trường kiếm vì mâu, thiểm điện bắn ra. La Quân trốn tránh một cái chớp mắt, kiếm thần tinh lại đói bụng hổ vồ mồi. Đây là liên tiếp phản ứng, cũng tuyệt đối có thể muốn La Quân mệnh. Mà Đa Luân Tư đâu? Đa Luân Tư lại là rơi vào phía trước một cái 5 mét sâu tuyết trong hố đây. Cái kia vốn chính là một cái hố, nhưng là bị tuyết lớn bao trùm, Đa Luân Tư một cái sơ sẩy thì rơi vào. Nhưng kiếm thần tinh nhưng không có đi theo nhảy đi xuống, bởi vì kiếm thần tinh cũng không ngốc, biết mình sau đó nhảy đi xuống, người liền lăng không. Lăng không rơi xuống trong nháy mắt, thân thể trọng tâm mất đi tác dụng, cái kia Đa Luân Tư khẳng định hội thừa cơ đem kiếm thần tinh chém giết. Coi như Đa Luân Tư một chút không có chém giết thành công, vậy cũng khẳng định có thể vững vàng chiếm thượng phong. Mà lại, kiếm thần tinh biết phía sau còn có một cái La Quân tại chết truy. Cho nên, kiếm thần tinh dứt khoát quay người đối mặt La Quân. Giờ này khắc này, La Quân cùng Đa Luân Tư đối mặt kiếm thần tinh, giữa hai người nhất định phải có độ cao trí tuệ cùng đảm lượng. Chỉ cần một cái tiểu sai lầm nhỏ, thì sẽ tạo thành hai người toàn quân bị diệt. Đáng được ăn mừng là, vô luận là La Quân vẫn là Đa Luân Tư, hai người đều là không có chút nào khiếp đảm. Luôn luôn tại nguy hiểm nhất thời điểm làm ra chính xác nhất phán đoán. Cũng tỉ như dưới mắt, nếu như La Quân xoay người bỏ chạy, tình huống như vậy liền sẽ biến rất tồi tệ. La Quân lúc này đại khái cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hắn trong nháy mắt não tử thì phi tốc chuyển động. Đa Luân Tư mặc dù là tại trong hố, nhưng hắn cũng biết bên ngoài là chuyện gì xảy ra. Cái này hố chỉ có cao 5 mét, lấy Đa Luân Tư lực lượng, dùng lực nhảy lên liền có thể nhảy ra tới. La Quân ở trong lòng lập kế hoạch vẽ cũng là cùng Đa Luân Tư trước sau vây kín, có thể hay không giết kiếm thần tinh thì nhìn lần này. Kiếm thần tinh ánh mắt lạnh lẽo, hắn càng không nói nhảm, đột nhiên tiến lên trước một bước, thiểm điện xông về phía La Quân. Trường kiếm trong tay của hắn múa ra đáng sợ hàn quang đến, như một đạo kinh hồng lôi đình tập sát hướng La Quân vị trí hiểm yếu. La Quân con mắt hơi hơi nheo lại, hắn lúc này tỉnh táo tới cực điểm, tựa như là ẩn núp đã lâu thợ săn. Chỉ vì chờ đợi cái kia quan trọng một khắc. Giống. La Quân chờ kiếm thần tinh khoảng cách đến thân thiết nhất hắn thời điểm, hắn đột nhiên từ giới tu di bên trong lấy ra thánh nguyên kiếm. Sau đó, La Quân không quan tâm, kiếm tùy thân chuyển, mãnh liệt đi một vòng. Cái kia thánh nguyên kiếm giống như hoành tảo thiên quân. Một kiếm này uy thế hung mãnh cùng cực, mà lại nắm chắc thời cơ cũng là vừa vặn tốt. Kiếm thần tinh tuyệt đối không ngờ rằng La Quân sẽ đến chiêu này. Trong nguy cơ, kiếm thần tinh dưới chân nghiêng dẫm, lùi lại một bước. Một bước này thối lui, lập tức tránh đi La Quân cái này hoành tảo thiên quân một kiếm. Bất quá lúc này La Quân tuyệt hơn, hắn thân thể nhất chuyển đồng thời, tựa như là một ngụm trọng cung dây cung kéo tới cực điểm, sau đó trực tiếp đem thánh nguyên kiếm hướng kiếm thần tinh mãnh liệt ném bắn đi. Cái này hai lần công kích, một mạch mà thành, tựa như là La Quân thân thể nhất chuyển, dùng lực ném một cái giống như kiếm như lưu tinh. Trong không khí lôi kéo ra mang theo tanh sắt vị sóng lửa. Kiếm thần tinh hơi hơi chật vật, hắn lần nữa nghiêng người, lúc này mới khó khăn lắm đem thánh nguyên kiếm tránh đi. La Quân đấu pháp thực là kiếm thần tinh cũng xem không hiểu. Gia hỏa này quá không theo lẽ thường ra bài. Theo đạo lý tới nói, La Quân trong tay thật vất vả có lưỡi kiếm, mà lại là bảo kiếm. Đây là đối phó kiếm thần tinh kiếp mã A, tuyệt đối không nên dễ dàng như thế vứt bỏ, có thể La Quân thì vứt bỏ. Nhưng đối với La Quân tới nói, cái này kiếm thần tinh kiếm thuật như quỷ thần khủng bố. Hắn cũng không phải cao thủ sử dụng kiếm, cầm kiếm cũng là mua dây buộc mình. Mấu chốt nhất là, kiếm này bay ra ngoài, vừa vặn thì bay về phía Đa Luân Tư phương hướng. Đa Luân Tư tìm đúng máy bay sẽ nhảy ra, hắn trực tiếp lướt thân thể quá khứ, sau đó đem thánh nguyên kiếm bắt trên tay. Cùng lúc đó, La Quân đã như hung lang đồng dạng nhào về phía kiếm thần tinh. Kiếm thần tinh liên tục né tránh, đã có chút né tránh không kịp. La Quân tìm đúng thời cơ công sát mà đến, hắn một chút lân cận thân thể. Binh khí ở giữa, trường kiếm ở chỗ nhẹ nhàng cùng xảo trá, còn có đâm cùng bổ. Nhưng những này đều phải là muốn có khoảng cách mới có thể hoàn thành A. La Quân cái này cận thân, tuyệt đối là kiếm thần tinh tai nạn. Vân Long tham chảo, La Quân nhất chảo chụp vào kiếm thần tinh vị trí hiểm yếu, đồng thời tay kia lật một cái. Lại là Hắc Long giò xét động chụp vào kiếm thần tinh ngực bụng. Thượng hạ tay, luân phiên công sát. Kiếm thần tinh trong lúc nhất thời không thi triển được, đành phải lại lui. La Quân lập tức biến chiêu, khí thế của hắn trong nháy mắt toàn bộ bạo phát đi ra. Đại Thánh Đạo Tràng. Đại Thánh Ấn.
nghiền ép, đắp xiết. Hung mãnh đại thánh ấn như che giấu nhật nguyệt, ầm ầm. Kiếm thần tinh trong mắt thất sắc, hắn tự nhiên không dám nhẹ tranh phong. Nhưng lúc này, hắn đã không có cơ hội, bởi vì Đa Luân Tư cũng không phải ăn chay. Đa Luân Tư một kiếm liền đâm mặc kiếm thần tinh lồng ngực, từ sau một kiếm đâm vào. Lại là một lạnh thấu tim a. Có thể lúc này lại có chuyện quỷ dị, cái kia chính là kiếm thần tinh sắc mặt không thay đổi chút nào. Hắn rốt cục theo La Quân kéo dài khoảng cách, La Quân vọt tới, hắn một kiếm chém ngang. La Quân đành phải lấy di hình hoán ảnh thân pháp tránh ra. Kiếm thần tinh cũng không ngừng lưu, bay thẳng đến phía trước bỏ chạy. Gia hỏa này trốn được nhanh chóng, trong nháy mắt ngay tại ngoài trăm thước. La Quân cùng Đa Luân Tư đều theo ngốc một dạng. Ta dựa vào, gia hỏa này tình huống gì a? Đều bị xuyên tim đâm một kiếm, làm sao một chút việc đều không có. La Quân cùng Đa Luân Tư nhìn nhau. La Quân nói ra, gia hỏa này vốn chính là người chết thể xác, đoán chừng dạng này là giết không chết, đến đem hắn thân thể toàn bộ hủy đi mới được. Đa Luân Tư gật gật đầu, nói ra, nhưng không thể phủ nhận là, một kiếm này đối thân thể của hắn vẫn là bị tổn thương. Không phải vậy hắn sẽ không đào tẩu. La Quân nói ra, mà mẹ nó, lần này không thể lại cho hắn biến dị tiến hóa cơ hội. Ta nhìn hắn khẳng định là muốn trốn về ma cung, đi, đuổi theo. Gia hỏa này không chết, chúng ta liền không có cái sống yên ổn thời gian có thể qua. Đa Luân Tư đồng ý La Quân ý kiến, hai người ngay sau đó thì không nói nhiều, lập tức xuất ra chỉ bắc châm dò xét rõ ràng phương hướng. Sau đó tìm tới ma cung phương hướng, sau đó cấp tốc đuổi theo. Đi qua cái này mấy lần sinh tử trốn giết, La Quân cùng Đa Luân Tư ở giữa tình nghĩa huynh đệ thăng hoa rất nhanh. Mà lại, La Quân cũng thể hiện ra hắn thông minh cùng thực lực. Đây là Đa Luân Tư muốn tôn trọng La Quân rất lớn một nguyên nhân. Đa Luân Tư tâm lý rất rõ ràng, cái này mấy lần nguy cơ, đều là dựa vào La Quân cơ trí cùng dũng mãnh chỗ giải quyết. Bất quá lúc này cũng không phải nói những khi này. La Quân trong lòng vẫn là có chút quải niệm Duẫn Nhi, hắn biết Duẫn Nhi khẳng định còn tại nguyên chỗ chờ đợi. Cho nên tại qua ma cung thời điểm, La Quân đem lộ tuyến quấn một chút. Nửa giờ sau, La Quân cùng Đa Luân Tư liền gặp được Duẫn Nhi. Đa Luân Tư đem một bình màu trắng tiểu dược hương cho Duẫn Nhi, hắn nói ra, cái này Duẫn Nhi muội tử ngươi cầm, mặc kệ ngươi ở nơi nào, chúng ta đều có thể căn cứ mùi thuốc qua tìm tới ngươi. Duẫn Nhi không khỏi lo lắng nói, cái kia mùi thuốc này có thể hay không để cho địch nhân cũng có thể đi tìm đến. Đa Luân Tư cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, đây là ta độc nhất vô nhị cách điều chế. La Quân sắc mặt cổ quái, nói ra, bình thường chỉ cần ngươi nói yên tâm thời điểm, ta cảm thấy khẳng định thì không đáng tin cậy. Không chừng kiếm thần tinh có thể tìm tới chúng ta cũng là ngươi mùi thuốc này nguyên nhân. Đa Luân Tư không khỏi nghẹn lời. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta chỉ đùa một chút, ngươi đừng coi là thật. Đa Luân Tư nói ra, tính toán, vẫn là nhiều cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Cái đồ chơi này vẫn là không muốn, hắn nói liền đem mùi thuốc ném ra bên ngoài. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn nói với Duẫn Nhi, Duẫn Nhi, chúng ta thì lấy dưới mắt nơi này làm trung tâm tuyến. Ngươi một mực hướng bắc đi, sau đó đại khái đi ra 30 dặm vị trí, liền tại phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút tới. Chúng ta giải quyết xong sự tình, phải đi tìm ngươi. Duẫn Nhi nhãn tình sáng lên, nàng nói ra, tốt. Nàng đón đến, lại có chút bận tâm, nói. Là đại ca, Đa Luân Tư đại ca, các ngươi nhất định muốn cẩn thận. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, yên tâm đi, ta cùng Đa Luân Tư phúc lớn mạng lớn, không có việc gì. Song phương quyết định như vậy, La Quân cho Duẫn Nhi lưu đủ đầy đủ vật tư. Sau đó, La Quân cùng Đa Luân Tư liền không còn lưu lại, hướng phía ma cung phương hướng đuổi theo. Ước chừng 3 giờ sau, sắc trời đã sáng rõ. Gió tuyết cũng đình chỉ, bên trong thiên địa trắng lóa như tuyết. Cái này cảnh sắc, mới nhìn coi như mỹ lệ hùng vĩ. Theo tới mùa đông đại hưng an lĩnh giống như, nhưng thời gian dài chờ đợi ở đây, cái kia lại là một loại nói không nên lời tuyệt vọng. Mà lại, thời gian dài nhìn những này bạch, còn dễ dàng khiến người ta thị giác cảm thấy mệt nhọc vô cùng. Quáng tuyết chứng A. Còn tốt, là quân cùng Đa Luân Tư đều là vô cùng cường đại người, cho nên không có cái phiền não này. Bất quá lúc này, hai người lại đã đi tới ma cung phía trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. La Quân cùng Đa Luân Tư cũng không do dự, hai người trực tiếp nhảy đi xuống.
trong ma cung đến có bao nhiêu hung hiểm cùng không biết đang chờ đợi hai người đâu. Điểm này, La Quân cùng Đa Luân Tư không có mơ tưởng. Bọn họ thực trong lòng cũng biết, kiếm thần tinh khả năng đã lại lần nữa tiến hóa. Lần này xuống tới, tuyệt đối là hung hiểm càng sâu. Nhưng là hai người không có bất kỳ cái gì lùi bước cùng khiếp đảm. Tiền đồ vốn là hung hiểm, hai người cả đời này đã sớm kinh lịch vô số sinh tử gặp trắc trở. Giờ phút này làm thế nào có thể chỉ là sợ hãi cái này nhất tôn con rối nguyên thần đâu. La Quân cùng Đa Luân Tư cấp tốc hướng Long Thần Điện chạy đi. Chỉ một lúc sau, hai người tiến vào Long trong Thần Điện. Vừa vào Long Thần Điện, La Quân cùng Đa Luân Tư đã nhìn thấy kiếm thần tinh. Kiếm thần tinh đưa lưng về phía hai người, hắn không nhúc nhích đứng tại chỗ. La Quân cùng Đa Luân Tư liếc nhau, hai người đều phát giác cổ quái. Mà càng cổ quái là, La Quân nhìn thấy bên trên, những cái kia thuộc về Hoàng Kim Kỵ Sĩ thi thể, thân thể bọn họ đều khô quắt xuống dưới. Tựa như là thây khô một dạng. Dòng máu của bọn họ đã bị hoàn toàn rút khô, huyết dịch, tinh túy toàn bộ không còn tồn tại. So La Quân trước đó hút hết người máu tươi còn kinh khủng hơn. La Quân cùng Đa Luân Tư cảm thấy không rét mà run. Nơi này đến phát sinh cái gì? Liền cũng tại lúc này, kiếm thần tinh xoay người lại. Nhìn thấy kiếm thần tinh trong chớp mắt ấy, La Quân cùng Đa Luân Tư đều là trong lòng đập mạnh, hãi nhiên thất sắc. Mà mẹ nó, La Quân đều kém chút kêu đi ra. Mẹ nó, đây là cái gì quỷ a? Trước mắt kiếm thần tinh, hắn mặt giống như là bị ăn mòn một dạng, đã thành một đoàn mơ hồ. Không nhìn thấy con mắt, cái mũi, tay hắn cũng là quái vật móng vuốt một dạng. Càng nguy hiểm hơn là, kiếm thần tinh trên thân phát ra nói không nên lời mùi hôi thối, thì theo một miếng thịt bị phơi thối một dạng vị đạo. Cái này còn không chỉ, kiếm thần tinh trên mặt, trên tay chảy ra bọc mủ dịch thể tới. Đa Luân Tư đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, đường đường giáo thần, nhân nghĩa làm đầu, lòng dạ từ bi. Thế mà đem dưới tay thi thể toàn bộ tinh huyết cốt tủy hút, thành tựu như vậy quái vật bộ dáng, đây thật là vô cùng lớn châm chọc cùng trò cười. Không có người sẽ biết hôm nay nơi này phát sinh cái gì. Cái kia kiếm thần tinh bỗng nhiên mở miệng, nhưng là thanh âm hắn không là thông qua miệng phát ra tới. Thanh âm kia tựa như là tại La Quân cùng Đa Luân Tư trong đầu vang lên. Mà lại, thanh âm này cũng không phải là kiếm thần tinh thanh âm, đó là một nữ nhân thanh âm. Thanh âm này êm tai bên trong lộ ra uy nghiêm, khiến người ta không miễn đi tưởng tượng nữ nhân này đến là đến cỡ nào mỹ lệ. La Quân cùng Đa Luân Tư trong mắt đồng tử co vào. Bọn họ có thể không tâm sự qua phân tích cái này thanh âm nữ nhân êm tai, người nên cỡ nào xinh đẹp. Giáo thần ý là rất rõ ràng, hôm nay nhất định là muốn giết Đa Luân Tư cùng La Quân. Giáo thần như là đã làm xuống bực này chuyện xấu, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không cho phép La Quân cùng Đa Luân Tư còn sống. Ha ha, La Quân cười to hai tiếng, tiếp lấy liền nói ra, ngươi cho rằng chỉ bằng quái vật này thân thể liền có thể giết ta cùng Đa Luân Tư. Kiếm thần tinh nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, thân thể này chính là bản tôn hấp thu sở hữu kỵ sĩ tinh huyết cùng cốt tủy đoán tạo, thân thể của hắn là tại chiều lấy lớn nhất hoàn mỹ trạng thái tiến hóa. Bây giờ, liền xem như các ngươi đao kiếm còn có quyền lực đều đã vô pháp đem đánh tan. Các ngươi có thể làm, chỉ có chờ chết một con đường. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, gia châu thổi không nhỏ. Trên đời này muốn giết ta La Quân nhiều người, nhưng ta La Quân cho tới hôm nay lại như cũ sống tốt tốt. Kiếm thần tinh lạnh giọng nói ra, ngươi lại dám đem người khác cùng bản tôn đánh đồng. Vì cái gì không thể đánh đồng? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi là thần? La Quân cười lạnh liên tục. Tuy nhiên La Quân miệng bên trong tại phạm thiện khiêu khích, nhưng La Quân lúc này thế nhưng là không dám chút nào chủ quan. Đa Luân Tư cũng là chú ý cẩn thận đề phòng. Muốn chết, kiếm thần tinh bạo giận lên. Sau đó, kiếm thần tinh thì động. Như điện như ánh sáng. Kiếm thần tinh trong tay đã không có kiếm. Hắn vừa người đánh tới, tựa như là quái thú, hắn cự móng vuốt lớn hung hăng chụp về phía La Quân đầu. La Quân trong nháy mắt cảm giác mình tựa như là tại đối mặt một đầu hung mãnh hồng hoang cự thú. Mà mẹ nó, cái này một cái chớp mắt, gió tanh đập vào mặt, thật mẹ nó thôi a. La Quân cảm giác kiếm thần tinh tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng. Cái này một cái chớp mắt. La Quân chỉ có đón đỡ. Ngay sau đó, La Quân nâng lên vận kình, cổn lôi quyền ấn, oanh sát. Phanh một tiếng. La Quân cùng kiếm thần tinh khẩn thiết đụng vào nhau, trong một chớp mắt, La Quân chỉ cảm thấy quả đấm đối phương bên trong có cỗ nói không nên lời hung mãnh quyền lực chui giết tới.
Cỗ này quyền lực mang theo không gì không phá ý chí lực, thế như trẻ che phá hủy La Quân quyền lực. Oanh một tiếng, La Quân cũng không cầm giữ được nữa, cả người bị đụng bay ra ngoài. Phanh một tiếng, La Quân ngã bay ra 3 mét bên ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Quanh người hắn khí huyết cuồng mãnh tại thể nội cuồn cuộn đứng lên, mắt nổi đom đóm, cổ họng ngòn ngọt, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi tới. Đa Luân Tư không khỏi thất sắc, hắn lập tức một kiếm đâm về kiếm thần tinh vị trí hiểm yếu. Kiếm thần tinh phản tay vồ một cái, lại là lấy móng vuốt lôi đình ở giữa bắt lấy Đa Luân Tư thánh nguyên kiếm. Liền cũng là lấy móng vuốt bắt lấy kiếm thần tinh thân kiếm. Kiếm thần tinh còn muốn lấy loa toàn kính lực tướng kiếm thần tinh móng vuốt gọt sạch, nhưng rất nhanh lại phát hiện, vô luận chính mình làm sao dùng sức, thánh nguyên kiếm đều là không nhúc nhích tí nào. Kiếm thần tinh sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên mạnh mẽ chấn. Nhất thời, một cỗ hình xoắn ốc điện lưu tập sát mà đến. Đa Luân Tư rốt cuộc bắt không được thánh nguyên kiếm, thánh nguyên kiếm bị kiếm thần tinh đoạt tới. Kế tiếp một màn liền để Đa Luân Tư càng thêm trợn mắt hốc mồm. Bởi vì kiếm thần tinh đem thánh nguyên kiếm hướng trong miệng đưa đi. Lúc đầu cái này kiếm thần tinh đã nhìn không thấy miệng, nhưng lúc này hắn đột nhiên thì sống sờ sờ mở ra huyết bồn đại khẩu. Hắn đem cái kia thánh nguyên kiếm thả vào bên trong miệng, sau đó hung hăng cắn đứng lên. Chỉ một lúc sau, một ngụm thánh nguyên kiếm liền bị kiếm thần tinh như thế từng miếng một mà ăn. Hắn cắn vang lên cót két, nhìn còn ăn đầy hương. La Quân thấy cảnh này, hắn thất sắc bên trong đột nhiên nghĩ đến Ma La. Cái này kiếm thần tinh dưới mắt làm sao có chút giống Ma La thân thể, có thể tiến hóa, còn có thể thôn phệ. La Quân cũng không kịp nghĩ hắn biết cái này chính mình cùng Đa Luân Tư thật hỏng bét. Mẹ trứng, đây là ngàn dặm xa xôi, đêm tối đi đường đi tìm cái chết tiết tấu a. La Quân động một cái, hắn vừa mới động, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều là đau nhức không thể cản, mà lại huyết dịch phun trào, cổ họng lại ngòn ngọt. Hắn lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân thất sắc, hắn rốt cục rất rõ ràng chính mình thụ thương đến nặng bao nhiêu. Đa Luân Tư, người mau trốn, đừng quản ta. La Quân cắn răng đau hừ một tiếng, hắn cười khổ nói, hôm nay xem ra lão tử thật muốn nằm tại chỗ này. Đa Luân Tư cũng nhìn thấy La Quân tình huống, hắn trong mắt lóe lên một sợi vẻ kiên nghị. Sau đó, Đa Luân Tư cũng không để ý tới La Quân, mà chính là nói với kiếm thần tinh, giáo thần. Chỉ cần ngươi thả qua La Quân, ta có thể trở về thần giáo lĩnh tội. Kiếm thần tinh còn chưa lên tiếng, La Quân đã nói trước nói. Đa Luân Tư, ngươi ngốc a, nàng hiện tại làm chỉ chuyện xấu, tuyệt đối là không muốn ngươi về thần giáo. Hôm nay, nàng là sẽ không bỏ qua ta và ngươi. Ngươi cái này ngốc không kéo mấy cái cùng với nàng cầu tình, ta nhìn ngươi bây giờ cũng chạy không thoát. Đa Luân Tư ánh mắt ảm xuống dưới. Kiếm thần tinh nhìn La Quân liếc một chút, nói. Ngươi ngược lại là cái người biết chuyện. La Quân cười ha ha, nói ra, tới đi, ngươi muốn giết ra ra thì thống khoái điểm. Ai, đáng tiếc a, đáng tiếc ta nghe Đa Luân Tư nói, ngươi là đại mỹ nhân. Giống ngươi độc ác như vậy, lại có bản lĩnh đại mỹ nhân, lão tử thế mà chưa thấy qua ngươi hình dạng thế nào, chết như vậy, tiếc nuối a. Kiếm thần tinh trong mắt lóe lên hàn ý, nói, ngươi cái này ti tiện đồ, vật, lại dám khinh nhờn bản tôn. Ôi hắc. Cái gì gọi là khinh nhờn ngươi a? La Quân nói ra, ngươi cường đại tới đâu, đó cũng là nữ nhân. Nữ nhân sinh tới vẫn là muốn bị nam nhân yêu a, vẫn là muốn cùng nam nhân sinh con a, không phải vậy ngươi làm sao đều không phải là một cái hoàn chỉnh nữ nhân a. Ngươi muốn chết, kiếm thần tinh nổi giận. Ngươi nhất định không biết nam nhân là tư vị gì đúng hay không? La Quân cười ha ha, lập tức nói, ngẫm lại ngươi cũng rất đáng thương a, một người xưng vua xưng chúa, mặc dù là giáo thần. Có thể toàn nam nhân thiên hạ đều sợ ngươi, lại không người có thể giống như nam nhân yêu ngươi. Mà mẹ nó, La Quân đột nhiên lại quái khiếu, hắn đối Đa Luân Tư giận dữ hét, Đa Luân Tư, ngươi mẹ nó là heo a, lão tử ở chỗ này cho ngươi trì hoãn thời gian, là dùng mệnh đang trì hoãn a, ngươi mẹ nó ngược lại là chạy a. Đa Luân Tư nơi đó có thể không hiểu La Quân dụng tâm lương khổ, hắn cùng La Quân ở giữa là phi thường ăn ý. Nhưng lúc này, Đa Luân Tư cười khổ một tiếng. Nói ra, La Quân, người ta tuy nhiên nhận biết thời gian không dài. Nhưng ngươi đã là ta Đa Luân Tư duy nhất huynh đệ, muốn ta vứt bỏ huynh đệ cầu sinh, ta tình nguyện chết. Hắn sau khi nói xong, mặt hướng kiếm thần tinh, nói, giáo thần, chúng ta đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi muốn giết cứ giết đi. Kiếm thần tinh đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình.
hắn quét mắt một vòng Đa Luân Tư, sau đó lại là hướng La Quân đi đến. La Quân lúc này muốn tránh né cũng là không thể. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kiếm thần tinh đi tới, sau đó kết thúc sinh mệnh mình. La Quân trong nội tâm thở dài một tiếng, sinh mệnh mình thật chạy tới cuối cùng sao? Còn sẽ có kỳ tích sao? Biết sao, biết sao? La Quân đương nhiên hy vọng có kỳ tích, hắn là thiên mệnh giả, hắn không muốn chết. Hắn đối trong nhân thế còn có quá nhiều chấp niệm cùng không muốn. La Quân tại cái này một khắc cuối cùng, nhịn không được bạo quát, mà mẹ nó, Long Vương, Long Thần, các ngươi mẹ nó ngược lại là hiển linh a. Kẻ trước mắt này cũng là giáo thần, thì là các ngươi đại cửu nhân a. Kiếm thần tinh cười lạnh, hắn tại La Quân trước mặt chạm định, nói, ngươi liền xem như gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người cứu ngươi. Nàng đón đến, nói ra, cái này đóng băng cấm chú cũng không phải là ma pháp cách làm, chính là dị thứ nguyên bên trong cao thủ phá không mà đến, phong cấm bọn này Long tộc. Bằng bọn này Long tộc bản sự, vĩnh viễn cũng đừng hòng đi ra. La Quân trong lòng cũng không có ôm cái gì hy vọng, bất quá kiếm thần tinh câu này gọi rách cổ họng cũng vô dụng để hắn cảm thấy khó chịu a. Làm sao lại như vậy, giống chính mình là đang bị ép buộc tiểu nữ tử đâu. Kiếm thần tinh lúc này cũng liền không có ý định theo La Quân nói nhảm. Hắn đang muốn ra tay giết La Quân, Đa Luân Tư thân thể nhất động, lập tức liền hướng kiếm thần tinh gấu ôm quá khứ. Phải biết, Đa Luân Tư còn không có thụ thương a. Hắn vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, muốn hắn như thế trơ mắt nhìn lấy kiếm thần tinh giết La Quân, hắn cảm thấy cái này mẹ nó giống như không đúng lắm a. Muốn là kiếm thần tinh tới trước giết Đa Luân Tư, Đa Luân Tư cũng liền nhận. Nói cách khác, kiếm thần tinh cái này giết người trình tự không đúng. Đa Luân Tư hướng kiếm thần tinh đánh tới, kiếm thần tinh trở tay nhất trưởng bổ tới. Kiếm thần tinh lúc này tốc độ cùng lực lượng là không thể tưởng tượng. Đa Luân Tư cùng kiếm thần tinh cứng đối nhất trưởng, hạ chàng tự nhiên là Đa Luân Tư bị đánh bay ra ngoài. Cái này Đa Luân Tư cũng liền an phận, hắn cùng La Quân thụ một dạng nội thương. Đa Luân Tư uể oải trên mặt đất, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi tới. Kiếm thần tinh lúc này lại muốn giết La Quân, cái kia nhưng liền không có người có thể cứu La Quân. La Quân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy phát sinh. Bất quá, thật liền không có kỳ tích sao. Đúng lúc này, Long Thần Điện phát sinh biến hóa. Cái kia đóng băng ma long đóng băng tầng đột nhiên răng rắc liên tục vang động, cái kia thiên niên hàn băng vách tường bắt đầu rạn nứt, bắt đầu là từng khúc rạn nứt, sau đó cũng là từng mảnh rạn nứt. Mà mẹ nó, La Quân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, xem ra lão tử vận khí cũng là nổ banh trời a. Cái này Long Vương, cái này ma long rốt cục phá phong mà ra. Đa Luân Tư trong mắt cũng hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Có thể không chết, ai sẽ không muốn sống đây. Kiếm thần tinh nhìn thấy một màn này, hắn trong mắt lóe lên vẻ khó tin, không có khả năng, cái này phong ấn chính là dị thứ nguyên từ trường chỗ đóng băng, mà pháp nguyên tố căn bản không phá nổi. Nó làm sao lại phá mất cái này phong ấn? La Quân không nhúc nhích, hắn gặp kiếm thần tinh ngẩn người, nhưng cũng không dám lắm miệng. La Quân có thể không phải chân chính miệng tiện ra hỏa, lúc này hắn trả tại kiếm thần tinh mí mắt dưới đây. Muốn là vạn nhất lúc này chính mình miệng tiện kích thích gia hỏa này một chút liền đem chính mình giết đâu. Ma Long tuy nhiên phá phong, nhưng Ma Long cũng không có nói, ta và ngươi La Quân là bạn tốt, ta nhất định muốn cứu ngươi a. Bất quá dưới mắt, coi như La Quân trung thực làm người. Kiếm thần tinh trong mắt bỗng nhiên phát lạnh, hắn sát khí đằng đằng nhìn về phía La Quân, chính là muốn giết La Quân. La Quân không khỏi cười khổ, nói, ta dựa vào, ngươi hận ta như vậy làm chơi. Cũng không phải ta giải cấm ma long. Người đi chết đi, kiếm thần tinh lạnh hừ một tiếng, liền muốn động thủ giết La Quân. Bất quá đúng vào lúc này, một đoàn tia sáng chói mắt tại La Quân trước mặt thoáng hiện. Sau đó, La Quân đã nhìn thấy đoàn kia tia sáng chói mắt tựa hồ cũng là nguyên thần. Tôn này nguyên thần hóa thành một hoa quý phụ nhân. Cái này hoa quý phụ nhân người mặc màu vàng óng tia tú áo choàng, nhìn tựa như là vĩ đại nữ vương. Cỗ khí thế này là uy nghi thiên hạ. Người tiện nhân kia, nghĩ không ra người thật là có phá phong mà ra một ngày này. Kiếm thần tinh sông lộng lẫy nữ nhân lạnh lùng nói ra. La Quân nhìn không thấy hoa quý phụ nhân chính diện, hắn cùng Đa Luân Tư thực đều là sửng sốt. Rất lợi hại hiển nhiên, cỗ này lộng lẫy nữ nhân là ma long nguyên thần hiển hóa. Nhưng là, có ma long xưng hào, bị gọi là long vương, long thần tồn tại, thế mà cũng là nữ. Cái này còn thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng a.
Lộng lẫy nữ nhân có chút không khỏi rượu nhìn về phía kiếm thần tinh, nàng tựa hồ có chút không làm rõ ràng được tình huống. Sau một hồi khá lâu, nàng mới nói, ngươi là Lena Hoya sở luyện thì con rối nguyên thần. Lena Hoya là ai? Đa Luân Tư cùng La Quân đều là nghi hoặc, hai nhân mã bên trên cũng liền tỉnh ngộ lại. Đậu phộng, Lena Hoya hẳn là giáo thần tục danh đi. Danh tự còn thật là dễ nghe. Hoa quý phụ nhân sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra, Lena Hoya a Lena Hoya, người tự xưng thần nữ, thánh khiết vô song, thế mà liền bực này ô uế con rối nguyên thần cũng luyện. Truyền đi, người thì không sợ để người trong thiên hạ chế nhạo. Kiếm thần tinh đánh giá hoa quý phụ nhân, hắn sau một hồi khá lâu nói ra, giống như ngươi tu vi đã đánh mất đến đáng thương bước, ngươi nhỏ yếu như vậy, thế mà cũng dám xuất hiện ở trước mặt ta. Hôm nay, là ngươi tự tìm đường chết. Hoa quý phụ nhân nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, yếu là nhược điểm, bất quá nếu ứng nghiệm trả cho ngươi cái này không quan trọng nhất tôn con rối nguyên thần vẫn là không có vấn đề. Kiếm thần tinh liền không hề theo hoa quý phụ nhân nói nhảm, dưới chân hắn đạp một cái, hướng phía trước bước ra một bước, nhất quyền bạo hướng hoa quý phụ nhân đầu lâu. Hoa quý phụ nhân lại không nhiều nói, cũng là vung ra nhất trưởng. Nhất trưởng vung ra, trong không khí bỗng nhiên ngưng kết ra hàn băng. Hàn băng trong nháy mắt đông lại kiếm thần tinh quyền đầu, sau đó, cỗ này hàn băng giống như là ôn dịch một dạng cấp tốc tại kiếm thần tinh trên thân lan tràn. La Quân cùng Đa Luân Tư rất nhanh liền trông thấy kiếm thần tinh trong nháy mắt bị hàn băng hoàn toàn đóng băng. Chỉ một lúc sau, kiếm thần tinh hoàn toàn biến thành một bộ băng điêu. Rất sống động băng điêu. Kiếm thần tinh đã là không nhúc nhích. Ta dựa vào, La Quân kích động lên, nói ra, Long thần tiền bối, nhanh lên đem ra hỏa này đầu bổ xuống, hủy đi. Thân thể cũng phải hủy đi, không phải vậy ra hỏa này không chết à. La Quân cùng Đa Luân Tư rất kích động. Nhưng là lúc này, cái kia hoa quý phụ nhân thân hình bỗng nhiên lộ ra mờ mịt, cơ hồ liền muốn tiêu tán. La Quân cùng Đa Luân Tư thấy thế, nhất thời giật mình. Sau một hồi khá lâu, hoa quý phụ nhân thân hình mới ổn định lại. Rất lợi hại hiển nhiên, hoa quý phụ nhân đem kiếm thần tinh đóng băng lại là rất lợi hại không dễ dàng. Hoa quý phụ nhân hao tổn tâm thần quá lớn, cho nên mới dẫn đến nguyên thần kém chút tan rã. Sau đó... Hoa quý phụ nhân nhìn về phía La Quân cùng Đa Luân Tư, sắc mặt nàng lộ ra tái nhợt, khẽ cười khổ, nói ra, ta lực lượng mấy cái có lẽ đã muốn biến mất hầu như không còn. Vừa rồi đóng băng con khôi lỗi này nguyên thần đã hao hết ta sau cùng chân nguyên. La Quân cùng Đa Luân Tư giật mình không thôi, bọn họ vốn cho rằng Long Thần là cùng giáo thần sóng vai tồn tại. Lại không nghĩ rằng, Long Thần bây giờ đã suy yếu đến nước này. Hoa quý phụ nhân tiếp tục nói. Còn khôi lỗi này nguyên thần thể chất đặc thù, ta cũng không có cách nào giết hắn. Mà lại, cái này đóng băng chi thuật nhiều nhất có thể nhốt hắn một ngày. Một ngày sau đó, hắn thể chất hội lần nữa tiến hóa. Đến lúc đó, ta cũng thúc thủ vô sách. La Quân cùng Đa Luân Tư nhất thời hai mặt nhìn nhau, hóa ra nguy cơ còn không có đi qua a. La Quân hít sâu một hơi hút vào đến, hắn cảm giác được phế phủ theo kim đâm giống như... Cái này thương tổn thật sự là trước đó chưa từng có nghiêm trọng a. Đa Luân Tư cũng là cùng La Quân không sai biệt lắm tình huống. Cho nên hiện tại, kiếm thần tinh cũng là không nhúc nhích bị băng phong ở. La Quân cũng là không có cách nào bắt lấy hắn. La Quân lập tức đối hoa quý phụ nhân nói ra, cái này khôi lỗi nguyên thần đã bị băng phong ở, chẳng lẽ ngài không có cách nào đem hắn giết chết. Tỉ như tìm một cây kiếm, đem hắn cắt thành 17-18 khối. Hoa quý phụ nhân lắc đầu. Nói ra, cái này đóng băng chi thuật cứng rắn như sắt, mặc cho là cái gì kiếm cũng vô pháp đem chém ra. La Quân nói ra, vậy ngài nguyên thần ngao du, đem hắn cuốn lên, đưa đến vạn mét không trung, sau đó vứt xuống đến ngã chết đâu. Hoa quý phụ nhân khoát khoát tay, nói ra, ta hiện tại là không thành, tự thân đều không bay qua được, chớ nói chi là dẫn hắn bay đi lên. La Quân cũng không tin tà, nói ra, cái kia chôn sống đâu. Hoa quý phụ nhân hơi hơi im lặng, nói ra, hắn vốn là không có hô hấp. La Quân liền cũng liền im lặng. Ta dựa vào, chẳng lẽ cái này kiếm thần tinh cũng là khác đông cứng, chính mình đám người này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Chính mình thương thế kia, trong lúc nhất thời là khó mà tốt. Chờ ra hỏa này một ngày sau đó khôi phục lại, cái kia không phải là chờ chết sao. Thiên mệnh giả, người không cần phải gấp, hết thảy tự nhiên sẽ có mệnh số. Hoa quý phụ nhân bỗng nhiên nói ra. La Quân cùng Đa Luân Tư nhất thời nhãn tình sáng lên. Bất quá lập tức,
Đa Luân Tư thì kỳ quái hỏi, cái gì thiên mệnh giả? La Quân nói ra, nói là ta, thiên mệnh giả, thiên mệnh chỗ về. Cũng chính là vận khí sẽ đặc biệt tốt một chút, người nhìn chúng ta đây không phải vừa vặn đụng tới Long Thần tiền bối phá phong mà ra sao? Hắn sau đó lại hướng Hoa Quý phụ nhân nói ra, Long Thần tiền bối, đã ngài đã xuất tay, thì nhất định có biện pháp cứu chúng ta đúng không? Hoa Quý phụ nhân gật gật đầu, nàng nói ra, ta thật là có biện pháp tự cứu các ngươi. Nhưng nhiều nhất vẫn là muốn dựa vào thiên mệnh người ngươi. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ta hiện trong này thương tổn quá nghiêm trọng, cũng không biết ta còn có thể làm những gì. Còn mời Long Thần tiền bối chỉ rõ. Hoa Quý phụ nhân nói ra, ta tuy nhiên có thể giúp các ngươi, nhưng là có chút lời nói vẫn phải nói ở phía trước. La Quân lập tức nói, tiền bối xin mời ngài nói. Hoa Quý phụ nhân nói ra, ngươi nhìn chỗ nào, nàng chỉ đầu kia to lớn ma long. La Quân cùng Đa Luân Tư nhìn sang, đầu kia ma long thân thể tại rất nhỏ rung động, có thể nhìn ra được vẫn là sống, bất quá sinh cơ đã rất yếu. La Quân cùng Đa Luân Tư hơi hơi không hiểu, bọn họ không hiểu Hoa Quý phụ nhân ý tứ. Đó là ta thân thể, ta liền là trong miệng các ngươi ma long, cũng là long thần. Hoa Quý phụ nhân nói ra. La Quân thầm nghĩ, quả lại chính là long thần. Hoa Quý phụ nhân tiếp tục nói, ta tên thật gọi là Clarissa, lúc đầu, chúng ta long tộc đã toàn bộ bị băng phong ở. Loại này đóng băng chi thuật chính là dị thứ nguyên đại thần thông giả lấy từ trường thừa số chờ một chút đóng băng, chúng ta ma pháp nguyên tố căn bản không thể hóa giải loại này phong ấn. Nàng đón đến, nói ra, ta tại vừa rồi cảm ứng được bên ngoài đang phát sinh biến hóa, ta biết ngươi cái này thiên mệnh người đã đi tới nơi này. Năm đó cái kia đại thần thông giả đóng băng chúng ta thời điểm đã từng nói, long tộc duy nhất cơ hội cũng là chờ đợi thiên mệnh giả đến. Bây giờ, ta cuối cùng là đưa ngươi chờ đến. La Quân không khỏi chấn trụ. Tiền bối, ngươi nói là sớm có đại thần thông giả tính toán định ta lại muốn tới nơi này. La Quân cảm thấy đây hết thảy cũng quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ đây chính là cái kia đáng sợ số mệnh câu chuyện. Hết thảy đều là túc mệnh chú định, dù ai cũng không cách nào thoát đi. Clarissa nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, ngươi không cần cảm thấy kỳ quái, cái kia đại thần thông giả bản lĩnh thông thiên, tương lai sự tình, còn có vận mệnh tuyến. Hắn có thể tại thiên đạo bên trong nhìn trộm một hai cũng không kỳ quái. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hướng đi. Đón đến, nàng tiếp tục nói, ta tại 100 năm trước đã mang long thai, năm đó như không phải là bởi vì thân thể mang long thai, tu vi bị suy yếu không ít, bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng bị Lena Hoya nữ nhân này chế phục. Bây giờ, nữ nhi của ta vừa vặn đã đến sinh nở thời gian, ta lại trông thấy thiên mệnh giả ngươi đến. Thế là, ta dùng sau cùng lực lượng, cùng sinh nở long thai lúc chỗ sinh ra huyết quang chi khí đem cái này đóng băng chi chú rốt cục phá vỡ. Nàng nói với La Quân, tuy nhiên ta phá vỡ cái này chú, nhưng ta cũng chỉ có thể giải ta chú. Hắn long tử long tôn nhóm vẫn là tại đóng băng bên trong. Nàng đón đến, nói ra, bây giờ, ta đã hao hết thân thể chân nguyên, đã không còn sống lâu nữa. Cho nên, thiên mệnh giả, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta hai chuyện. La Quân lập tức nói, tiền bối mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, ổn thỏa kiệt lực cho ngài làm thỏa đáng. Clarissa liền nói ra, thứ nhất, ta muốn ngươi đem nữ nhi của ta bảo vệ tốt, để cho nàng hảo hảo sống sót. Thứ hai, ta muốn ngươi nghĩ cách đem ta những long tử đó long tôn đóng băng chi chú giải khai. La Quân không khỏi nghe đau đầu, nói ra, tiền bối, ta chỉ sợ là hữu tâm vô lực a. Vô luận là bảo vệ tốt Clarissa nữ nhi, vẫn là phá giải cái kia đóng băng chi chú. Hai chuyện này đều tính cả muôn vàn khó khăn. Bởi vì bây giờ, giáo thần đã biết bên này tình huống. Huống chi, La Quân cùng Đa Luân Tư hiện tại cũng là giáo thần tất giết cho thống khoái nhân vật. Hai người sớm đã là nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo. Clarissa nói ra, thiên mệnh giả, vừa rồi ta đối với ngươi thân thể đã sử dụng chi vi pháp thuật. Ta nhìn ra thân thể ngươi là một cái bảo tàng khổng lồ. Tuy nhiên ngươi bây giờ cái gì đều còn không biết, nhưng ngươi như tu luyện, thành tựu nhất định sẽ không ở Lena Hoya nữ nhân kia phía dưới. Nàng đón đến, tiếp tục nói, bất quá đầu tiên phải ngươi có cái kia mạng sống. La Quân nào nào. Kala Liza tiếp tục nói, thân thể ngươi huyết mạch ta nhìn không thấu đến là cái gì huyết mạch, nhưng ngươi huyết mạch đặc biệt kỳ quái, có thể đem huyết dịch hóa thành chiến đấu lực. Mà vừa vặn, long huyết dịch chính là thế gian mạnh nhất máu. Đợi chút nữa. Ta có thể đem thân thể sinh ra tinh khiết nhất huyết dịch cho ngươi ăn. Ngươi ăn ta long huyết về sau,
người thường thế cùng tu vi đều sẽ phóng đại. Đến lúc đó, đối phó con khôi lỗi này nguyên thần liền dựa vào ngươi. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ngươi lại là một cái toàn hệ ma pháp sư, mà chúng ta Long tộc ma pháp vừa vặn thích hợp ngươi tu luyện. Long tộc ma pháp là không coi trọng đọc chú ngữ, cho nên, cũng không có nhân loại có thể tu luyện. Vừa vặn, ngươi hội toàn hệ ma pháp, cho nên ngươi có thể cùng bất luận cái gì ma pháp nguyên tố câu thông, từ ngươi tới tu luyện Long tộc ma pháp, đó là không còn gì tốt hơn. Nàng đón đến, nói ra, đây hết thảy, bao quát ngươi đến, từ nơi sâu xa giống như có lẽ đã có định số. La Quân cũng là ngây người. Một sát na này, hắn đột nhiên minh bạch một sự kiện. Cái kia chính là vì cái gì lão tổ tông Vân Lôi Nhi muốn an bài mình tới cái này mất phương hướng đại lục tới. Lão tổ tông Vân Lôi Nhi chính là vì để cho mình đến hút long huyết. La Quân trước mắt có loại đẩy ra vân vụ mỗi ngày minh cảm giác. Đương nhiên, cũng không phải nói lão tổ tông Vân Lôi Nhi thần thông vô cùng, có thể đem hết thảy đều đoán được. Chẳng qua là, Vân Lôi Nhi biết long tộc cái này thần bí tộc quần sinh tồn ở mất phương hướng trong đại lục. Vân Lôi Nhi bất quá là làm cái thông đạo, để La Quân tiến đến tìm vận may. Tựa như là lúc trước, mọi người đều biết kinh tế đặc khu nơi đó nhiều tiền, rất dễ dàng kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Nhưng cũng không phải ai đi đều có thể kiếm tiền. Chỉ có thể nói, La Quân vận khí cũng thực không tồi. Đương nhiên, nếu như La Quân không phải có đầy đủ trí tuệ cùng đảm lượng, đó cũng là không chiếm được long huyết. La Quân đến tuyết này trong khu vực, cái kia đã là kinh lịch mấy lần sinh tử kiếp nạn. Đổi người khác, chỉ sợ sớm đã là chết không còn sót lại một chút cặn. Không hề nghi ngờ, La Quân là cái vận khí không tệ người. Nhưng hắn vốn có vận khí đồng thời, hắn đức hạnh còn có trí tuệ cũng đưa đến tác dụng rất lớn. Nếu như hắn là cái tự tư tiểu nhân, hắn không có khả năng đi đến một bước này. Lúc trước đứng trước Đa Luân Tư cùng Mâu Tư trưởng lão ở giữa lựa chọn Đa Luân Tư thực thì là muốn chết. Nhưng La Quân lại bước ra quan trọng một bước, vì trong lòng tín ngưỡng cùng đạo đức, hắn nghĩa vô phản cố đem sinh tử ném chi tại bên ngoài, lựa chọn trợ giúp Đa Luân Tư. Chính là bởi vì trợ giúp Đa Luân Tư, cho nên mới có thể đi đến mắt hạ xuống bước đi này tới. Đa Luân Tư nghe được Clarissa nói, hắn cũng đi theo kích động lên. Hắn vẫn luôn muốn La Quân tu luyện ma pháp, sau đó có thể đối kháng giáo thần. Nói trở lại, La Quân nhìn không được nói ra, Long tộc ma pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng ta coi như tu luyện sẽ, coi như vô địch tại mất phương hướng đại lục. Có thể thì tính sao, loại lực lượng này đến chủ thế giới, vẫn là không có một chút tác dụng nào a. Ta là tới từ chủ thế giới người, ta thủy chung là muốn về đến chủ thế giới qua. Clarissa nói ra, nhưng là ngươi như không tu luyện Long tộc ma pháp, cái kia Lena Hoya sớm muộn sẽ giết ngươi. Ngươi đừng nói về chủ thế giới, ngươi liền còn sống đều khó có khả năng. Cho nên, Long tộc ma pháp tại chủ thế giới tới nói mặc dù là gà mờ, nhưng ngươi lại không phải tu luyện không thể. Huống chi, ngươi bây giờ thân thể vô pháp lực, như không tu luyện Long tộc ma pháp, ngươi liền trở về thông đạo đều mở không ra, còn nói gì trở về. La Quân không khỏi im lặng, trước đó còn muốn dựa vào giáo thần về chủ thế giới, hiện tại ý nghĩ này là nghĩ cùng đừng nghĩ. Xem ra hết thảy cũng còn đến theo dựa vào chính mình a. Ngươi cân nhắc thế nào? Clarissa gặp La Quân thần sắc biến hóa, hỏi tiếp. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, ta đã không có lựa chọn nào khác. Clarissa hơi hơi thở phào, nói ra, đã như vậy, vậy ngươi cũng đáp ứng ta trước đó hai điều kiện. La Quân nói ra, ta hội chỉ ta toàn lực tới làm hai chuyện này, nhưng ta không thể cam đoan với ngươi có thể 100% hoàn thành. Clarissa nói ra, thiên mệnh giả, trên người ngươi có hạo nhiên chính khí, ngươi lời nói, ta tuyệt đối tin tưởng. Cho nên, chỉ cần ngươi đáp ứng là được, còn ngươi đến có thể hay không hoàn thành, cái kia cũng không phải ngươi có thể bảo chứng. Chúng ta chỉ có thể mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. La Quân gật gật đầu, hắn tuy nhiên không phải nhất ngôn cửu đỉnh người, nhưng đã đáp ứng người khác sự tình, đây cũng là nhất định sẽ tận tâm tận lực hoàn thành. Clarissa theo rồi nói ra, nữ nhi của ta còn tại Long Đản bên trong, chưa ấp trứng đi ra. Ước chừng 10 ngày sau nó sẽ xuất thế, tiểu gia hỏa có thể có chút nghịch ngợm, thiên mệnh giả, ngươi phải tốn nhiều tâm. La Quân nhìn không được nói ra, không nghe lời có thể đánh sao. Clarissa không khỏi ngẩn ngơ, mẫu tính là vĩ đại nhất cùng hiền lành nhất. Nàng đều có chút bất đắc dĩ, La Quân gia hỏa này còn chưa bắt đầu liền nói muốn đánh nữ nhi của mình, nàng nơi đó sẽ vui lòng a. Bất quá Clarissa cũng là người thông minh,
nàng nói ra, người xem đó mà làm thôi. Lời này co giãn thì rất lớn. La Quân cười một tiếng, hắn đều có chút chờ mong. Mẹ nó, người khác dưỡng sủng vật đều là dưỡng mèo nuôi chó, Dubai thổ hào dưỡng sư tử, con báo. Ta dựa vào, lão tử dưỡng đầu rồng, đó cũng là đầy đủ phong cách. Giờ phút này, Clarissa là không biết La Quân đang suy nghĩ gì. Nếu như biết Clarissa lại là nghĩ đến đem nữ nhi của mình xem như sủng vật đến dưỡng, nàng khẳng định phải tức hộc máu. Đương nhiên, La Quân cũng không phải thật liền muốn đem một con rồng khi đầu tiểu cẩu đến dưỡng. Hắn cũng chính là tâm lý qua qua làm nghiện mà thôi. Clarissa theo rồi nói ra, nữ nhi của ta, người nói cho nàng, nàng tên là Cara Lancy. La Quân sắc mặt hơi đổi một chút, nói, tiền bối, chẳng lẽ ngài cũng không thể trèo trống đến ngài nữ nhi xuất thế. Clarissa đau thương cười một tiếng, nói, ta nhiều nhất còn có thể chống đỡ một giờ. Nhất thời, một loại sinh tử điều hưu bầu không khí phủ lên đi ra. Đa Luân Tư liền cũng nói, tiền bối yên tâm, ngày sau ta chính là Cara Lancy cha nuôi, ta nhất định đem hết toàn lực đến bảo hộ Cara Lancy. Clarissa nao nao, sau đó, nàng hướng Đa Luân Tư hơi hơi cúc khom người, nói ra, đa tạ ngươi. Đa Luân Tư gật gật đầu. Clarissa liền vừa nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, ta hiện tại trước đem long tộc ma pháp yếu lĩnh truyền lục soát ngươi. Còn chính ngươi có thể lĩnh ngộ được một bước kia, vậy liền nhìn ngươi bản sự. La Quân gật đầu. Clarissa đi vào La Quân trước mặt, nàng lấy tay phủ ở La Quân đầu. Sau đó, La Quân liền cảm giác được Clarissa tay ấm áp. Cỗ này ấm áp chi khí bắt đầu hướng chính mình trong não vực xâm nhập. Ngay sau đó, cỗ này ấm áp chi khí hóa thành vô số tin tức hướng La Quân trong não vực chui vào đi vào. Những tin tức kia tựa như là vô số đời mã tiến vào máy vi tính một dạng. La Quân trong lúc nhất thời tiếp nhận nhiều như thế tin tức, hắn chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tưng bừng, mà lại, những tin tức này lộn xộn. La Quân lập tức liền cảm thấy đau đầu như nứt, hắn nhịn không được nhẹ nhàng rên đi ra. Sau một hồi khá lâu, Clarissa thu tay lại. Nàng nói với La Quân, người bây giờ trước đừng đi muốn những tin tức này, trong đầu chạy không. Những tin tức này về sau lại ở trong não vực tự động chỉnh lý tốt, người từng chút qua xem dòm đi. Clarissa hướng La Quân truyền nghề phương thức chính là nguyên thần truyền ý. Chẳng khác gì là đưa nàng một đoạn trí nhớ cưỡng ép nhập vào đến La Quân trong đầu. La Quân lúc này cấp tốc đem đầu chạy không, không đi nghĩ bất kỳ vật gì. Kể từ đó, đầu hắn đau nhức cảm giác cũng liền biến mất. Clarissa nói ra, nơi này là ta long huyết tinh hoa, giao cho ngươi. Nàng sau khi nói xong, mở ra bàn tay. Tay kia bên trên là một cái huyết sắc tinh cầu này có to như nắm tay. Toàn bộ tinh cầu hiện ra lộng lẫy huyết sắc. La Quân đưa tay tiếp nhận, hắn hơi hơi kích động lên. Clarissa cười nhạt một tiếng, nói ra, mỗi một con rồng trên thân đều sẽ có dạng này huyết sắc tinh cầu, dạng này huyết sắc tinh cầu chúng ta gọi là long tinh. Long tinh đối với hắn người mà nói, là kịch độc độc dược. Cũng tỉ như người đồng bạn, hắn mặc dù là cao thủ. Nhưng hắn như ăn cái này long tinh, vậy liền sẽ lập tức huyết dịch nổ tung mà chết. Trong thiên hạ, không có mấy người có thể tiếp nhận long tinh bá đạo huyết lực. Có thể cái này long tinh đối với người huyết mạch tới nói, lại là tốt nhất linh đan diệu dược. Đây chính là kỳ diệu mệnh số. La Quân nói ra, đa tạ tiền bối thành toàn. Clarissa nói ra, ngươi ngược lại cũng không cần đa tạ ta, thực hai chúng ta bất quá là bình đẳng giao dịch. La Quân nói ra, không có tiền bối, ta cùng Đa Luân Tư đã chết. Đây không tính là bình đẳng giao dịch, bất kể như thế nào, ngài đều là chúng ta ân nhân cứu mạng. Clarissa mỉm cười, nàng nói ra, được rồi, ta nên bàn giao đều đã bàn giao. Tiếp xuống hết thảy, đều muốn nhìn ngươi, còn ngươi có thể đi đến một bước kia, ta thật rất chờ mong. Chỉ là đáng tiếc. Ta là không nhìn thấy. La Quân cùng Đa Luân Tư đều cảm thấy thương cảm. Lúc này, La Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn lập tức hỏi, đúng, tiền bối, các ngài đến là bị người nào phong ấn chặt. Cái này người vì sao phải phong ấn các ngài? Clarissa trong mắt lóe lên vẻ khuất nhục, nàng nói ra, nói đến, đây là chúng ta long tộc vô cùng nhục nhã. Người kia gọi là Độn Thiên, người xưng thần đế. Năm đó, hắn phá không mà đến, tìm chúng ta muốn lấy một khỏa long tinh. Long tinh chính là chúng ta tinh hoa vị trí, nếu là bị lấy đi long tinh, bất luận cái gì một con rồng đều sẽ không sống nổi. Độn Thiên yêu cầu quả thực cũng là khinh người quá đáng, lúc ấy chúng ta tự nhiên không đồng ý. Thế là lẫn nhau ở giữa, một phen đánh nhau.
Cái kia Độn Thiên tuy nhiên thần thông quảng đại, thế nhưng không chịu nổi chúng ta Long tộc nhiều như vậy Long cùng một chỗ ma pháp công kích. Sau cùng, cái này Độn Thiên bị chọc giận, hắn dưới cơn nóng giận, thì... Cái này Độn Thiên quả nhiên là đương thời kỳ tài, hắn dưới cơn nóng giận liền trốn đến một chỗ, trong vòng 3 ngày lĩnh ngộ ma pháp nguyên tố uy lực. Sau đó đem tự thân pháp lực cùng ma pháp nguyên tố dung hợp, sau cùng thì thi triển ra siêu cấp đóng băng cấm chú, đem chúng ta toàn bộ đóng băng. Bất quá cứ như vậy, hắn sau cùng cũng không có đạt được Long Tinh. Người này ra xong khí, quay người liền rời đi mất phương hướng đại lục. Lúc gần đi đợi, hắn nói qua, Long tộc tương lai duy nhất biến số cũng là đợi đến thiên mệnh giả đến. La Quân không khỏi chấn kinh vạn phần. Lại là thần đế. Phong ấn Long tộc nhân lại là thần đế. Thần đế chỉ dùng 3 ngày thời gian liền đem ma pháp nguyên tố cùng tự thân pháp lực thông hiểu đạo lý. Hắn quả nhiên là bất thế gia chi kỳ tài. Đây mới thực sự là đại thần thông giả, vô luận là tại vị diện kia, cái không gian kia, một dạng đều là vô địch tồn tại. Dạng này người, dạng này phong thái để La Quân tâm thần hướng tới. Thần đế, Trung Hoa đại đế, còn có Tu La đại đế, cùng ma đế, đều là do đời kiệt xuất nhất tồn tại. Nếu ta La Quân có một ngày có thể đứng tại tứ đế cái kia độ cao, chính là chết cũng không hối tiếc. Đa Luân Tư lại là không biết thần đế, hắn chỉ là nói, thế mà thế gian còn có thần thông như thế người, thiên địa này to lớn, tàng long ngọa hổ, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Hắn lại đón đến, nói ra, bây giờ nhìn lại, giáo thần tuy nhiên lợi hại, nhưng cùng cái này bên trong thiên địa người tài ba so sánh, cũng chỉ thường thôi. Mà giống ta bực này tồn tại. Càng là giống như sa mạc hạt cát đồng dạng nhỏ bé. Buồn cười ta một mực còn cảm thấy mình rất là không tệ. Bất quá, cái này thần đế tuy nhiên thần thông quảng đại, nhưng tác phong làm việc lại cũng quá mức bá đạo. Thần đế, La Quân khẽ cười khổ, nói ra, ta lại là biết thần đế tại chúng ta chủ thế giới bên trong sáng lập thần vực, hắn là một cái kỳ nhân. Chỉ ít, tại thần đế trước đó, chúng ta chủ thế giới người bình thường là vô pháp tưởng tượng nhân loại có thể có được pháp lực. Tại thần đế trước đó, pháp lực, thần tiên là trong truyền thuyết tồn tại. Mà từ có thần đế bắt đầu, hắn đem đầu này thông thần con đường đã rõ ràng hóa. Có thể nói, hắn xem như một cái vĩ nhân y hệt. Tựa như là phát minh phi cơ Lây Chi huynh đệ. Lây Chi huynh đệ xem như mở ra một cánh cửa, mở ra Pandora hộp ma. Mà thần đế đồng dạng là mở ra nhân loại tu hành Pandora hộp ma. Đương nhiên, cũng không phải là nói thần đế trước đó không có thần linh. Không có đại thần thông giả. Nhưng những thần linh kia, đại thần thông giả, như Ma La, như Vân Lôi Nhi Lão Tổ Tông. Bọn họ đều là thiên sinh địa dưỡng linh vật, bọn họ tu hành phương thức là không ai có thể đi ra đầu thứ hai. Mà thần đế vĩ đại ở chỗ, hắn chuyển ra một bộ thông thần lý luận. Hắn chế tạo thông thần con đường. Đây là thần đế cùng Vân Lôi Nhi Lão Tổ Tông các nàng trên bản chất khác nhau. Clarissa nhìn về phía La Quân, nàng cảm thấy có chút khó tin. Nói ra, nghĩ không ra ngươi thế mà biết được cái này thần đế tồn tại, vậy là ngươi không gặp qua hắn. La Quân không muốn lừa gạt Clarissa, hắn nói ra, ta chính là thần vực đệ tử, cũng coi là thần đế đệ tử, bất quá ta cũng chưa gặp qua thần đế. Clarissa không khỏi thất sắc, nói ra, ngươi lại là thần đế đệ tử. La Quân nói gấp, thần vực là một đại môn phái, ta chính là này người trong môn, cho nên cũng có thể miễn cưỡng xem như thần đế đệ tử. Hắn đón đến. Nói ra, tiền bối, ngài chẳng lẽ hối hận dạy ta những pháp thuật này? Clarissa ánh mắt bên trong hiện lên vẻ phức tạp, nàng nói ra, thôi thôi, vậy cũng không thể nói hối hận. Vô luận ngươi là thân phận gì, nhưng ta đều tin tưởng, ngươi là chính trực vô cùng người. Chỉ bằng điểm này, ta liền có thể phó thác ngươi. La Quân hơi hơi thở phào, hắn nói ra, ta vốn có thể cái gì cũng không nói, nhưng tiền bối ngài sẽ phải nguyên thần tan rã. Vãn bối thực sự không đành lòng có bất kỳ lừa gạt. Hắn đón đến, nói, nhưng ngài yên tâm, ta đáp ứng ngài tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực đi làm tốt. Clarissa nhìn La Quân liếc một chút, nàng gật gật đầu, nói ra, ta tin tưởng ngươi. Nàng đón đến, nói ra, bị thần đế phong cấm là chúng ta Long tộc vô cùng nhục nhã, hôm nay ta đối với ngươi cũng coi như có thụ nghệ tri ân, ta cũng miễn cưỡng được cho ngươi đến sư phụ, có đúng hay không? La Quân gật đầu, nói, nếu không có tiền bối, ta cùng Đa Luân Tư sớm đã thân tử. Tiền bối đối đãi ta không chỉ là thụ nghệ tri ân, càng là tái tạo tri ân. Clarissa nói ra, vậy là ngươi không có thể gọi ta một tiếng sư phụ. La Quân thực sự không đành lòng cự tuyệt Clarissa. Một kẻ hấp hối sắp chết,
còn có cái gì không thể thuận theo nàng. Huống chi, Clarissa thật là truyền thụ cho hắn Long tộc ma pháp, càng có ân cứu mạng. Ân tình này đã cao ngất. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. La Quân cắn răng một cái, nỗ lực quỳ đứng lên. Cái này nhất động, phế phủ kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng hắn cắn răng nhịn xuống. Sau đó, La Quân hướng Clarissa quỳ xuống lại. Clarissa sắc mặt nghiêm túc vô cùng, nàng nói ra, tốt, thiên mệnh giả, ta Clarissa chúa tể Long tộc mấy trăm năm, đã từng là một phương lãnh thụ, càng từng uy nghi tứ phương. Nhưng ta cả đời này chỉ có ngươi như thế một cái quan môn đệ tử. Hôm nay ta muốn tan thành mây khói, lâm trước khi đi, ta có lời muốn bàn giao ngươi. Sư phụ mời nói, La Quân nói ra. Clarissa nói ra, một ngày kia, ngươi như đến đường lớn, ta muốn ngươi thay sư hướng thần đế huyết tẩy Long tộc sỉ nhục nhục. La Quân đã đoán được Clarissa muốn nói cũng là cái này một gốc dạ, đây là Clarissa tiếc nuối. Nàng muốn La Quân để đền bù nỗi tiếc nuối này. Clarissa ngược lại cũng không phải là nhất định muốn La Quân đem thần đế chu sát rơi. Chỉ là, nàng muốn La Quân lấy nàng đệ tử thân phận, qua rửa sạch cái này một phần sỉ nhục. La Quân trầm giọng nói ra, đệ tử tuân mệnh. Clarissa sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, nàng nói tiếp, tương lai, Kara Lancy liền cũng chính là sư muội của ngươi, ngươi đã tinh thông ta Long tộc ma pháp, Clarice hết thảy, ta thì đều nhờ ngươi. La Quân nói ra, sư phụ, ta tự nhiên nguyện ý đem hết thảy đều dạy cho Kara Lancy. Bất quá, tương lai ta là muốn về chủ thế giới. Ngài nhìn ta có hay không cũng có thể đem tiểu sư muội mang về chủ thế giới. Clarissa hơi hơi ngẩn ngơ, nàng nói ra, mang về chủ thế giới. La Quân nói ra, không sai. Clarissa nói ra, bên trong thiên địa ảo diệu vô cùng, rất nhiều giống loài sinh vật đều bị phân đến mỗi cái trong không gian, như thế mới cam đoan thế gian thiên lý tuần hoàn. Đây là một cái tinh vi vô cùng máy móc, nhưng ta cũng không hiểu biết, một con rồng đưa đến chủ thế giới bên trong sau có thể hay không ra loạn gì. Nàng đón đến, còn nói thêm, bất quá cái này mất phương hướng đại lục đối Long tộc ác ý quá đáng, riêng là sau khi ta chết, Long tộc càng là bước đi liên tục khó khăn. Mà ngươi là thiên mệnh giả, có lẽ Lam Ti đi theo ngươi ngược lại sẽ khá hơn một chút. Vậy thì tốt, ngươi có thể mang nàng về chủ thế giới. La Quân nói ra, tạ ơn sư phụ. Clarissa sóng mắt bên trong xuất hiện một tia nhu tình, nàng nói ra, nên ta đa tạ ngươi mới là. Sau đó, Clarissa liền nói ra, tốt, thời gian của ta không nhiều, ngươi còn có cái gì muốn hỏi cũng nhanh hỏi đi. La Quân lại không có gì muốn hỏi, hắn nhìn Clarissa liếc một chút, lại là từ tâm lý cảm nhận được một loại tổn thương cảm tình tự. Đệ tử không có cái gì muốn hỏi, La Quân nói ra. Clarissa vừa nhìn về phía Đa Luân Tư, nói, ngươi thì sao?